Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 7. Tề Đông Lâm sáng giọng quát lớn, chẳng lẽ mày không biết thân phận của Kawasaki Ichiryu nhạy cảm đến mức nào à? Nếu người khác biết chúng ta có dính líu với ông ta thì cả nhà họ Tề này muôn đời sẽ không ngóc đầu dậy được đâu. Nghe vậy, Tề Kiêu im thin thít. Ái ra. Tề Đông Lâm thở dài một hơi, nói, chuẩn bị chút đi, đi Hoàng Thành với cha một chuyến. À, Tề Kiêu sửng sốt, cha định đưa con đến thỉnh tội với nhà họ Lý ư. Chuyện đã tới nước này thì còn có thể làm thế nào nữa? Tề Đông Lâm nhíu mày, bảo, mong là ông Lý có thể nể mặt cha mà tha cho mày một lần. Không được, cha, trăm triệu lần cũng đừng làm thế. Tề Kiêu sợ hãi. Lý Thần Quân là con trai duy nhất của Lý Định Quất, cũng là cháu trai duy nhất của Lý Viễn Sơn. Chỉ dựa vào điểm này, nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không tha cho hắn tai. Nếu đến Hoàng Thành cùng cha, hắn ta chết là cái chắc. Dù nhà họ Lý trở lại mạnh mẽ như thế nào thì nhà họ Tề ta cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người ta tùy ý nắn bóp. Tề Đông Lâm hống hách nói, vả lại, chỉ cần cha bằng lòng thì bọn họ sẽ nhận được rất nhiều lợi lộc, chẳng lẽ họ có thể chó cùng rứt dậu với nhà họ Tề sao? Nghe xong, Tề Kiêu cũng cảm thấy khá hợp lý. Cha chỉ có một đứa con trai là mày thôi, yên tâm đi, bất luận ra sao, cha cũng không để mày gặp chuyện không may. Tề Đông Lâm khẳng định một cách vô cùng tự tin. Tề Kiêu dần bình tâm lại. Sau mười mấy phút đồng hồ, một chiếc trực thăng đáp xuống sân nhà họ Tề. Tề Đông Lâm dẫn đầu ở đằng trước. Tề Kiêu hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, chuẩn bị trèo lên trực thăng. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Lấy máy ra xem, là một dãy số quen thuộc. Cha, con đi vệ sinh đã, cha chờ con một lát. Tề Kiêu nhanh chân lỉnh đi. Tề Đông Lâm khẽ cau mày, không rõ đang nghĩ gì. Một hồi sau. Tề Kiêu chạy về phòng mình, nhanh chóng bấm nút nhận cuộc gọi, đại hộ pháp, tại sao đến giờ mới liên lạc với tôi? Cậu ăn nói với bổn tọa bằng cái thái độ này hả? Giọng nói khàn khàn của Nam Cung Thạc có vẻ khá bất mãn. Tề Kiêu cười khổ, thuộc hạ không dám, chỉ là. Đừng chỉ là nữa, bây giờ cậu đến thuộc địa đại Phật ngay cho tôi. Nam Cung Thạc ngang ngược ngắt lời. Tề Kiêu ngơ ngác, có phần khó hiểu, đại hộ pháp. Ngài bảo tôi đến thuộc địa đại Phật làm gì? Ngu xuẩn! Nam Cung Thạc sẵn giọng mắng một câu rồi trầm giọng nói, chẳng phải cậu cầu xin tôi giúp cậu xử lý tên tiểu quỷ Lý Trạch Vũ kia hay sao? Hắn bị bổn tọa bắt rồi, bây giờ tôi giao hắn cho cậu tự xử trí. Đại hộ pháp, ông nói thật chứ? Nghe thế, nỗi lo lắng trong lòng Tề Kiêu bay biến ngay lập tức, thay vào đó là sự hưng phấn không thể giấu nổi. Đại hộ pháp, tha cho tôi đi! Ông muốn thế nào thì tôi cho ông thế đấy. Một tiếng kêu rên xin tha đột nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia. Tề Kiêu nghe rõ mồn một, đúng là giọng Lý Trạch Vũ không lệch đi đâu được, lúc này càng thêm thích chí, đại hộ pháp chờ đấy, tôi sẽ đến đó bằng tốc độ. Nhanh nhất, thời gian của bổn tọa là vàng là bạc, tiểu tử nhà cậu đừng để bổn tọa đợi lâu. Không đâu, xin đại hộ pháp cứ yên tâm, Tề Kiêu cúp điện thoại, đột nhiên có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần giết chết Lý Trạch Vũ là hắn ta sẽ không phải lo lắng sợ hãi gì nữa, cũng chẳng cần vác xác đến chịu đòn nhận tội với nhà họ Lý. Không chỉ vậy, tương lai hắn ta cũng sẽ kế vị chức Trấn Nam Vương của cha, hơn nữa còn có bên Vu giáo ủng hộ, hắn ta nhất định sẽ leo lên được phần chóp của kim tự tháp quyền lực, thậm chí còn đứng ở vị trí đỉnh cao. Nghĩ tới giây, Tề Kiêu cười ngoác mồm đến mức suýt sái cằm. Cùng lúc đó, trước thuộc địa đại Phật, Nam Cung Thạc quỳ mọc dưới đất cất điện thoại đi. Ra vẻ nịnh nọt, Lý Đại Hiệp, màn thể hiện vừa rồi của tôi thế nào? Kỹ năng diễn xuất hơi lố đấy, có điều tổng thể lại không tồi. Lý Trạch Vũ ung dung đáp chiếu lệ. Nam Cung Thạc ngượng ngùng cười hỏi, vậy cậu có thể tha mạng cho tôi không? Tất cả đều dựa vào biểu hiện của ông. Lý Trạch Vũ không nhịn được mà châm một điếu thuốc. Zzzzzz, ha! Ánh mắt Nam Cung Thạc trở nên trống rỗng, chẳng biết đang nghĩ gì. Đúng rồi, lão quỷ già. Lý Trạch Vũ dường như sực nhớ ra điều gì đó, hắn chuyển đề tài, chắc hẳn ông còn nhớ người tên Lý Hân Lan nhỉ. Lý Hân Lan, Nam Cung Thạc lẩm bẩm cái tên này, sau đó đột ngột biến sắc. Chẳng lẽ, cậu là con trai Lý Hân Lan? Lý Hân Lan là thánh nữ trong thời kỳ Vu giáo cường thịnh nhất, kẻ làm đại hộ pháp như Nam Cung Thạc hiển nhiên không thể không quen bà ấy. Giờ phút này, ký ức dần dần hiện lên,
Nam Cung Thạc nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, đồng thời cũng nhớ tới nàng thánh nữ từng chọn cách phản bội để bỏ. Trốn theo tên đàn ông nhà họ Lý ở Hoàng Thành. Lý Trạch Vũ, chẳng phải tên này cũng là người nhà họ Lý ở Hoàng Thành hay sao? Ông đoán không sai, Lý Hân Lan là mẹ tôi. Lý Trạch Vũ mỉm cười, thừa nhận. Xong, trong mắt Nam Cung Thạc, nụ cười của hắn mơ hồ chứa đựng sát ý ngùn ngụt, ngay cả ông ta cũng cảm thấy sợ hãi. Khi tôi mới được vài tháng tuổi, cha mất, mẹ cũng không còn. Lúc nhỏ đi học, đám bạn học kia tuy rằng e sợ thân phận của tôi nhưng tôi biết chúng luôn lén lút mắng tôi là thứ con hoang không cha không mẹ. Khi ấy tôi rất hận, hận cha mẹ tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi mình như thế. Càng nói, hốc mắt Lý Trạch Vũ càng chuyển sang màu đỏ tươi, giọng điệu cay độc thù hẳn. Cha tôi bị kẻ khác hại chết, mẹ tôi cũng không chết bởi tự sát vì tình. Bà ấy không muốn làm liên lụy tới tôi, với lại. Cổ độc trong người khiến bà ấy sống không bằng chết. Lý Trạch Vũ kìm nén nước mắt, hướng mắt xuống, nhìn chòng chọc vào Nam Cung Thạc, đại hộ pháp, giả sử ông là tôi, ông bảo tôi phải làm sao? Tôi, chán Nam Cung Thạc đẫm mồ hôi lạnh. Sẽ nhổ tận gốc Vu giáo, chém tận giết tuyệt người của Vu giáo, đúng không? Nét mặt Lý Trạch Vũ trở nên hơi điên cuồng. Nam Cung Thạc đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Cậu đã hứa sẽ không giết tôi. Nam Cung Thạc tiếp tục xin tha. Đừng lo, tôi không giết ông đâu, ít nhất là bây giờ sẽ không. Lý Trạch Vũ vỗ vai Nam Cung Thạc, lập tức đè nén cảm xúc trong lòng, quay lại với bộ dạng lấc cấc bất cần đời. Nam Cung Thạc đang kinh hồn bạt vía bỗng cảm thấy chi bằng chết đi cho xong, thứ cảm giác khiếp đảm này khó chịu quá. 3, 4 giờ sau, mặt trời đã lên cao. Trên không trung, một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới gần. Tê Kiêu ngậm một điếu xì gà trong miệng, có vẻ đang rất vui vẻ. Rất nhanh, máy bay trực thăng đã hạ cánh xuống tượng Phật. Cạch! Tê Kiêu mở cửa cabin, nhảy xuống dưới, nhìn ngó tứ phía nhưng không thấy bóng dáng ai, hắn ta toan lấy điện thoại ra gọi cho Nam Cung Thạc. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên. Tê Kiêu nghe tiếng quay đầu nhìn xem. Con người còn lại trong tích tắc, sợ hãi tột độ. Lý Trạch Vũ. Sau đó, hắn ta lập tức xoay người bò lên máy bay trực thăng. Mau cất cánh. Vâng. Phi công nhận được chỉ thị, lập tức khởi động lại máy bay, trực thăng rời khỏi mặt đất. Tề Kiêu lo sợ quay đầu kiểm tra, trái tim cũng sắp vọt lên cuống họng. Chỉ thấy một bóng người nhanh như chớp, nhảy vọt lên giữa không trung rồi tung cước đá vào trực thăng. Trực thăng lảo đảo như sắp rơi, mặc cho phi công thao tác ra sao thì vẫn không ổn định được nó. Tề Gia Mau nhảy xuống đi, cậu bảo sao, Tề Kiêu kinh hãi. Trực thăng chỉ bay cao hơn mặt đất khoảng 3-4 mét, dù nhảy xuống cũng chẳng có gì đáng ngại, cơ mà. Lý Trạch Vũ ở dưới đó kìa, nhảy xuống thì còn toàn mạng được không? Tề Gia Mau nhảy đi, bằng không chút nữa máy bay rơi xuống vách núi là chúng ta sẽ chết chắc đấy. Phi công khuyên nhủ một câu. Ngay sau đó mở cửa cabin nhảy xuống trước. Tề Kiêu cắn răng nhảy theo. Rơi vào tay Lý Trạch Vũ có lẽ vẫn còn một cơ hội sống, nhưng nếu rơi xuống vách núi cùng trực thăng thì chắc chắn là toang. Nhưng, rất nhanh sau đó, Tề Kiêu nhận ra mình nhầm rồi, hơn nữa còn là cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Ai ui, Tề Kiêu căng thẳng quá mức, lúc đáp đất vô tình bị gấy chân phải. Lý Trạch Vũ bước từng bước lại gần hắn ta, hỏi như trêu tức, trốn đi, sao lại không trốn nữa? Lý Trạch Vũ, có gì thì nói cho tử tế đi. Tề Kiêu nhịn đau, cố nhích người lùi về phía sau, vừa lết vừa khuyên. Rắc! Lý Trạch Vũ nhấc chân đạp gấy cái chân còn lại của Tề Kiêu. A, đừng giết tôi! Mặt mũi Tề Kiêu tràn đầy đau đớn, nói, Lý Trạch Vũ, nhà họ Tề bọn tôi có quan hệ khá tốt với nhà họ Lý của cậu. Cậu không thể giết tôi, bằng không cha tôi nhất định sẽ cá chết lưới rách với nhà họ Lý. Cá chết lưới rách, a! Nhà họ Tề các người xứng sao? Lý Trạch Vũ cực kỳ khinh miệt. Hắn quật ngã được nhà họ Tần rồi, nhà họ Tề là cái thá gì mà không được. Còn nữa, nếu cậu giết tôi, có người sẽ không tha cho cậu đâu. Tề Kiêu tiếp tục uy hiếp. Ông ỷ vào việc ông ta là Vu giáo hả? Cậu cũng biết ư. Tề Kiêu đờ đẫn, sau đó hừ lạnh, cậu mạnh lên thì sao? Đại hộ pháp của bọn tôi là vô địch thiên hạ, nếu cậu dám đụng đến một cọng tóc của tôi. Không chỉ cậu phải chết mà tất cả những người dính líu với cậu cũng sẽ phải bỏ mạng. Câm mồm, thằng ngu kia. Một tiếng quát tháo chói tai vang lên. Chỉ thấy Nam Cung Thạc xuất hiện từ một gốc cây già, khập khễnh lại gần.
đại hộ pháp. Giây phút này, Tề Kiều dường như quên đi nỗi đau trên người, ngạc nhiên ra mặt. Lý Đại Hiệp, tôi không có chút quan hệ nào với tên kia, tôi sẽ không vì hắn ta mà đối nghịch với cậu. Nam Cung Thạc lập tức phủi sạch quan hệ giữa mình và Tề Kiêu, đồng thời cũng thầm mắng đối phương sấp mặt lờ. Nếu không phải vì Tề Kiêu, ông ta và Lý Trạch Vũ cũng sẽ không. Ít nhất lúc này ông ta cũng sẽ không bị Lý Trạch Vũ lừa đến đây, bởi vậy nên cái mạng nhỏ của ông ta mới rơi vào tay hắn. Đại hộ pháp, ông lừa tôi. Tề Kiêu cuối cùng cũng hiểu ra. Làm gì có chuyện Lý Trạch Vũ bị Nam Cung Thạc bắt được, rõ ràng là đối phương bị tên họ Lý khống chế rồi. Tất cả đều là cái bẫy để lừa hắn ta tới đây. Cậu ngoan ngoãn sám hối trước Lý Đại Hiệp đi. Nam Cung Thạc quay ngoắt đi, làm bộ tôi không quen cậu. Khóe miệng Tề Kiêu giật giật mấy cái, không khỏi mắng. Nam Cung Thạc, tên chó nhà ông dám bán đứng tôi, cha tôi sẽ không tha đâu ông. Bây giờ thử gọi cha cậu tới đi, xem bổn tọa có dám làm thịt ông ta trước mặt cậu hay không. Nam Cung Thạc cay cú mà không có chỗ xả, bị Lý Trạch Vũ khống chế thì thôi đi. Dù sao người ta cũng quá mạnh rồi. Thằng Tề Kiêu kia coi ông ta là ai chứ? Trấn Nam Vương thì giỏi lắm à. Lão phu dùng dao bổ dưa hấu cũng có thể băm ông ta thành thịt vụn cho chó ăn. Nam Cung Thạc, tao nguyền rủa cả lò nhà mày. Câm miệng. Nam Cung Thạc chưa kịp cãi lại thì Lý Trạch Vũ đã thẳng thừng cắt ngang. Hai người lập tức không dám ho he nửa chữ. Tiếp đó, Lý Trạch Vũ ngồi thụp xuống quan sát Tề Kiêu, lạnh lùng nói. Nghe nói năm ấy cha tôi bị trúng độc nên mới bỏ mạng, đúng không? Tôi, lời lên đến miệng rồi nhưng Tề Kiêu không sao nói ra được. Tôi là người rất công bằng, ông khiến cha tôi trúng độc chết, tôi cho ông nếm thử cảm giác trúng độc. Dứt lời, hắn lấy ra một bọc bột phấn, trực tiếp xốc vào miệng Tề Kiêu. Tề Kiêu kinh hãi ra mặt, nhưng làm thế nào cũng không giấy ra được, đành nuốt trọn bọc bột phấn vào bụng, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau đớn cùng cực đứt gan đứt ruột. Nhân cơ hội này, Nam Cung Thạc lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Vù! Ngay chính khoảnh khắc Lý Trạch Vũ buông Tề Kiêu ra, Nam Cung Thạc tung người nhảy xuống vách núi. Muốn chạy hả? Lý Trạch Vũ cười khẩy, thân hình lóe lên, nhảy xuống theo. Từ khi Nam Cung Thạc biết thánh nữ Vu giáo chính là mẹ của Lý Trạch Vũ, ông ta biết chắc chắn người này sẽ không buông tha cho ông ta. Vậy nên trong phút chốc khi Lý Trạch Vũ đặt hết sự chú ý lên người Tề Kiêu, ông ta quyết định chạy trốn. Binh lính của quân Đao Doanh không ngờ Nam Cung Thạc sẽ chạy trốn, càng không ngờ người này lại lựa chọn nhảy xuống núi. Tăng Thiết Ngưu vốn định đi đường vòng truy đuổi, thì đã thấy Lý Trạch Vũ giành trước, hắn nhảy xuống vách núi, khiến gã muốn khuyên can cũng không kịp. Trong nháy mắt, hai bóng người một trước một sau truy đuổi nhau dưới vách núi uốn lượn quanh co. Mặc dù Nam Cung Thạc bị gãy một chân, nhưng trước khi nhảy xuống, ông ta đã tính toán dùng nham thạch và nhánh cây để rơi xuống đất, hơn nữa sau khi tiếp đất thì nên chạy theo hướng nào. Hơn nữa con người ở trước cái chết, thì đều phát ra sức mạnh kinh người, vậy nên tốc độ của ông ta vẫn nhanh như trước. Đại hộ pháp, mặc dù dáng vẻ chạy trốn của ông rất chật vật, nhưng ông tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục của ông thật sự rất đáng khen. Chạy mau lên, ông đây sẽ lập tức đuổi theo ông. Lý Trạch Vũ vừa đuổi theo, vừa châm chọc. Nam Cung Thạc nghe vậy thì tức giận, nhưng ông ta nhớ rõ rằng một khi mình dừng lại chỉ có đường chết. Vậy nên ông ta hóa sự tức giận thành sức mạnh, nhắc nhở bản thân chỉ cần tránh được một kiếp này, có một ngày ông ta chắc chắn sẽ khiến Lý Trạch Vũ sống không bằng chết. Một chạy một đuổi, hai bên rằng co gần một nén hương. Cuối cùng, Nam Cung Thạc không chịu được, tốc độ chậm hơn trước đó rất nhiều. Cầu xin cậu hãy buông tha cho tôi. Cho tôi một lý do để tha cho ông. Lý Trạch Vũ trêu tức nói. Tôi bắt giữ đệ tử của các phái võ lâm. Trong đó còn có người của Tiêu Giao Cung và phái Nga Mi, chỉ cần cậu thả tôi sẽ bảo người thả bọn họ ngay lập tức, như thế nào? Không cần. Lý Trạch Vũ lập tức từ chối, hắn nói, chỉ cần ông nguyện ý, có thể hạ lệnh giết những người đó ngay bây giờ. Cậu không nên ép bổn tọa. Nam Cung Thạc hung dữ uy hiếp, tôi thấy con nhóc ở Tiêu Giao Cung kia có tình cảm với cậu, cậu lại nhẫn tâm nhìn cô ta hương tan ngọc vỡ. Tôi nhãn tâm hay không liên quan cái dám gì đến ông. Dù sao ông cũng chạy nhanh lên, nếu để ông đây bắt được thì ông chết chắc. Lão già này liều mạng với mày. Nam Cung Thạc bỗng dừng lại, ông ta bỗng đánh ra một quyền rất mạnh. Bốp! Lý Trạch Vũ cũng đáp trả lại một quyền. Phụt! Cả người Nam Cung Thạc bay ngược về sau hơn 10 mét,
đụng gãy 3-4 ngọn cây nhỏ liên tiếp mới dừng lại, máu tươi chảy ra từ chon miệng. Lý Trạch Vũ đi từng bước đến, hắn lắc đầu thở dài nói, ông đây không định giết ông cần gì làm khó mình. Cái gì? Nam Cung Thạc trừng to hai mắt, ông ta yếu ớt hỏi, cậu không có ý định giết tôi. Tôi vốn không định giết ông, thế nhưng ông vừa uy hiếp tôi, vậy nên tôi thay đổi ý định. Lý Trạch Vũ cố ý nghiêm mặt. Nam Cung Thạc thấy dáng vẻ không giống nói giỡn của hắn, trong lòng ông ta không khỏi hối hận, ông ta cầu xin nói, đừng giết tôi có thể cho cậu làm giáo chủ Vu giáo, tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ. Cái gì, ông chắc chắn có thể cho tôi làm giáo chủ? Đúng, tôi có thể cho cậu làm giáo chủ Vu giáo. Nam Cung Thạc thấy Lý Trạch Vũ động tâm, vì thế ông ta ra sức khuyên nhủ, chỉ cần cậu không giết tôi, từ nay về sau cậu là giáo chủ Vu giáo, tôi còn có cách cho cậu lên làm chí tôn võ lâm, thậm chí còn có thể giành được vị trí long chủ cho cậu. Con mẹ nó, Lý Trạch Vũ nghe vậy, hắn không khỏi chấn động, ông đây là đang lôi kéo tôi tạo phản. Thay phiên nhau làm hoàng đế, năm nay đến nhà tôi. Dừng lại. Lý Trạch Vũ vội vàng lấy thuốc lá ra, hắn châm một điếu để đè nén nỗi sợ. Lý Thiếu Hiệp, ông câm miệng, ông đây không có hứng thú với vị trí long chủ, ông đây chỉ muốn làm giáo chủ Vu giáo. Lý Trạch Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Nam Cung Thạc liên tục cam đoan, không thành vấn đề, sau này toàn bộ Vu giáo sẽ nghe theo cậu nói. Tốt lắm. Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu, hắn hỏi tiếp, trước đó tôi nghe nói ông tập hợp người Vu giáo vào 15 tháng sau, có mục đích gì? Trước hết là tiêu diệt đạo môn Thiền Lâm Tự, san bằng Tiêu Giao Cung, thống nhất võ lâm. Nam Cung Thạc không hề giấu giếm, ông ta nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Thống nhất võ lâm. Lý Trạch Vũ lẩm bẩm. Giáo chủ Lý, thuộc hạ cam đoan sẽ khiến ngài trở thành võ lâm chí tôn, nếu không làm được, không cần giáo chủ ra tay, thuộc hạ sẽ tự mình mang đầu tới gặp ngài. Nam Cung Thạc càng nói càng kích động, thậm chí còn đổi xưng hô của Lý Trạch Vũ thành giáo chủ Lý. Lý Trạch Vũ trầm ngâm, hẳn thản nhiên nói, như vậy đi, ông tập hợp thành viên của Vu giáo, bao gồm cả giới trẻ con, 15 tháng sau tôi sẽ chính thức nhậm chức giáo chủ Vu giáo, như thế nào? Thuộc hạ tuân mệnh. Nam Cung Thạc đanh thép nói. Ừ, tốt lắm. Lý Trạch Vũ lấy một viên thuốc trên người xuống, hắn ném qua, ông ăn cái này đi, có thể làm giảm đau vết thương của ông. Hắn nói xong thì xoay người rời đi. Nam Cung Thạc cầm viên thuốc trong tay, cả người ngây ra như phỗng, ông A không thể tin được Lý Trạch Vũ đã rời đi, thật sự không giết ông ta. Thằng nhóc này thật sự tưởng rằng mình cho nó làm giáo chủ sao? Nó dễ lừa vậy sao? Nam Cung Thạc thầm nghĩ. Cho dù chỉ mới tiếp xúc với Lý Trạch Vũ trong vài tiếng ngắn ngủi, nhưng cả đời ông ta chưa từng gặp người như vậy, có thể khẳng định rằng đối phương không ngu xuẩn như vậy mới đúng. Nhưng tại sao lại thế này? Kệ đi, dù sao cũng bảo vệ được mạng nhỏ. Chờ bổn tọa dưỡng thương khỏe lại, lần sau gặp chính là ngày chết của mày. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đi về phía trước tượng Phật. Cơ thể tê kiêu cứng ngắc, bộ mặt dữ tợn, rõ ràng trước khi chết, hắn ta đã phải chịu nỗi đau rất lớn. Chú Thiết Nghiêu, phái người mang thi thể của hắn ta đến phủ trấn Nam Vương, sau đó mọi người hãy trở về Bắc Cương. Được. Tăng Thiết Nghiêu đồng ý nói. Lý Trạch Vũ xoay người rời đi. Trạch Vũ. Tăng Thiết Nghiêu gọi. Lý Trạch Vũ dừng bước, hắn xoay người lại nói, còn việc gì sao? Tăng Thiết Nghiêu cau mày, gã muốn nói lại thôi. Chú Thiết Nghiêu muốn nói gì thì cứ nói. Dù sao Tề Kiêu cũng là con trai độc nhất của Trấn Nam Vương, bây giờ hắn ta đã chết, e là Trấn Nam Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Tăng Thiết Nghiêu lo lắng nhắc nhở. Khóe miệng Lý Trạch Vũ nhếch lên. Hắn cười lạnh, nói, không sao, là tôi cố ý muốn chọc giận lão già kia. Hắn từng lập lời thề, chỉ cần điều tra được hung thủ hại chết cha mẹ hắn, cho dù người nọ có thân phận gì, hắn nhất định phải giết 19 tộc của đối phương. Trấn Nam Vương quyền cao chức trọng, hắn không thể ra tay trực tiếp. Mọi thứ hắn lắm là để cho Trấn Nam Vương chủ động nhảy ra, đến lúc đó hắn mới có cớ xử lý đối phương. Ngoài ra, hắn cũng cố ý để Nam Cung Thạc đi. Đúng như hắn suy nghĩ, giết một đại hộ pháp, thì vẫn có đại hộ pháp thứ hai, thứ ba, chỉ khi nhổ tận gốc Vu giáo mới có thể diệt trì hậu hoạn. Về phần Nam Cung Thạc có lừa hắn hay không, hắn không hề lo lắng. Dù sao bây giờ ở thiên hạ ngoại trừ hắn và ba vị sư phó, thì không tìm được ai có thể giải được độc góc. Audio điện tử Võ Tấn Bền
Khâm Châu. Từ khi ba người đạo sĩ Vân Trung, Ngọc Phượng Hoàng và Đại sư Tố Nhân đến, những đệ tử canh giữ Vu giáo đều chết dần và bỏ chạy. Mặc dù đệ tử các đại phái đều được cứu, thế nhưng vẫn gặp một vấn đề khó giải quyết. Tất cả mọi người đều bị chúng thập hương nhuyễn cân tán. Đây là loại độc sẽ khiến người ta tạm thời mất đi nội lực, hơn nữa toàn thân mềm nhũ mệt mỏi, thời gian duy trì của mỗi người cũng khác nhau, ngắn thì một tháng, lâu thì 2-3 tháng. Mặc dù đạo sĩ Vân Trung có thực lực mạnh, nhưng ông cũng bó tay không có biện pháp. Trên đời này chỉ có người của Dược Vương Cốc có thể giải được độc này, đáng tiếc những người đó là rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta hoàn toàn không biết đi tìm ở đâu. Nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nhiều người như vậy, trở về tông môn thế nào cũng là một vấn đề. Mọi người châu đầu ghé tai thảo luận với nhau, chẳng lẽ phải tìm chính phủ nhờ giúp đỡ? Dứt lời, mọi người đều im lặng. Mặc dù thời đại bây giờ đã khác, nhưng người võ lâm quen sống nhàn vân dã hạc, bọn họ không thích giao tiếp với người chính phủ. Nhàn vân dã hạc có nghĩa là mây trói con hạc giữa đồng, nói lên con người sống nếp sống đạo gia, không bị câu thúc ràng buộc gì. Lúc này Cẩu Phú Quý đứng dậy, hắn cao giọng nói, mọi người đừng hoảng sợ, chắc chắn sẽ có người có thể giải được thập hương nhuyễn cân tán trong người mọi người. Là ai? Cầu xin Cẩu thiếu hiệp nói nhau. Mọi người đồng loạt nhìn lại, trong mắt ngập tràn chờ mong. Cẩu Phú Quý được mọi người gọi là Cẩu thiếu hiệp, hắn không giấu được sự đắc ý trên mặt, hắn giọng nói, thiếu gia của chúng tôi. Người Cẩu thiếu hiệp nói là, Lý Trạch Phú thiếu hiệp, đúng vậy, Phật Tương Vong cũng đứng dậy, gã cao giọng nói, y thuật của thiếu gia chúng tôi vô song thiên hạ, chỉ cần ra tay là có thể giải được nhuyễn cân tán trên người các vị. Việc này không nên chậm trễ, cầu xin Cẩu thiếu hiệp và Vật thiếu hiệp mau chóng liên hệ với Lý Trạch Phú thiếu hiệp. Chỉ cần có thể giải được nhuyễn cân tán trên người chúng tôi, cả đời chúng tôi khó quên. Những người này lăn lộn giang hồ quanh năm, ít nhiều cũng có kẻ thù, ngộ nhớ bị kẻ thù biết được bản thân chúng nhuyễn cân tán, vậy gần như là gần với cái chết, cho nên bọn họ mới kích động như vậy. Mọi người yên lặng một chút. Cẩu Phú Quý khoa tay múa chân làm động tác, tạm dừng, hắn nói, có thể các vị không biết, lần này mọi người tránh được một kiếp khỏi Vu giáo, ít nhiều cũng nhờ thiếu gia nhà chúng tôi. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều nhìn nhau. Người cứu chúng tôi là tiền bối Vân Trung, Ngọc Cung Chủ và Đại sư Tố Nhân, chuyện này có liên quan gì đến Lý Thiếu Hiệp? Một đệ tử của phái Tuyết Sơn hỏi. Bốp! Tống Thành Công thưởng cho hắn một miếng hạt rẻ, ông ta tức giận nói, cái này còn phải hỏi sao, chắc chắn là Lý Lão Đệ tìm thấy vị trí của chúng ta, xa đó nhờ. Mấy người tiền bối Vân Trung đến cứu chúng ta. Ông ta nói xong, còn chắp tay hành lễ với Cẩu Phú Quý. Ngượng ngùng hỏi, Cẩu thiếu hiệp, Tống mỗ nói đúng không? Tống trưởng môn nói không xêu. Cẩu Phú Quý giơ ngón tay cái lên, hắn nói, thiếu gia của chúng tôi bị được các vị bị người Vu giáo bắt cóc, anh ấy đã bôn ba một ngày một đêm, tốn rất nhiều công sức mới tìm được nơi này, nói không khoa trương chút nào, nếu không có thiếu gia của chúng tôi, lần này các vị khó tránh khỏi tai họa. Nói thẳng ra, tất cả các vị ở đây đều nợ thiếu gia nhà tôi một mạng. Phật Tương Vong bổ sung nói. Hai anh em này nói không sai. Đạo sĩ Vân Trung mở miệng đúng lúc, các vị có thể tránh được một kiếp, tất cả đều là nhờ công lao của sư đệ lão phu. Ngọc Phượng Hoàng cũng gật đầu nói, sư đệ của bản cung chính là ân nhân cứu mạng của các vị. A-di-đà Phật, vị tăng đồng ý. Hòa thượng Tố Nhân cũng bày tỏ thái độ. Ba người hiểu rõ trong lòng, cực kỳ ăn ý đẩy công lao lên người Lý Trạch Vũ, lấy chuyện này để các phái võ lâm nợ hắn một nhân tình. Phái Tuyết Sơn của tôi chấp nhận ân tình này của Lý Lão Đệ, nếu có ngày nào đó Lý Lão Đệ cần đến phái Tuyết Sơn của tôi, cần phải vượt lửa qua sông, Tống Mỗ cũng không nhăn mặt. Tống Thành Công là người đầu tiên tỏ thái độ. Sư Thái Diệt Tình cho Tề Tiên Nhi một ánh mắt, người sau cũng ngầm hiểu. Phái Nga Mi chúng tôi cũng vậy, sau này nếu Lý Thiếu Hiệp có nhu cầu, đệ tử phái Nga Mi chúng tôi tuyệt đối không từ chối. Tề Tiên Nhi cao giọng tỏ thái độ. Phái Hoa Sơn chúng tôi cũng thừa nhận ân tình này của Lý Thiếu Hiệp. Phái Không Động chúng tôi cũng thừa. Các đại phái liên tục tỏ thái độ. Lúc này Cẩu Phú Quý mới hài lòng gật đầu, hắn lập tức khoát tay áo nói, các vị yên tâm, thiếu gia của chúng tôi đang trên đường tới. Hắn còn chưa dứt lời, tiếng cánh quạt ở xa xa truyền đến. Mọi người đều nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy có một chiếc máy bay trực thăng trên cao đang đến gần. Một lát sau. Máy bay trực thăng vững vàng đáp xuống, Lý Trạch Vũ nhanh nhẹn nhảy xuống, hắn lững thững đi về phía mọi người.
thiếu gia, sư đệ, sư thúc tổ, Lý Thiếu Hiệp. Rất nhiều người quen lên tiếng chào hỏi. Có thể khiến nhiều người kính trọng như vậy, Lý Trạch Vũ được xưng là người đứng đầu võ lâm hiện nay. Thấy tất cả mọi người đều không sao, Lý Mỗ cũng có thể yên tâm. Lý Trạch Vũ chắp tay hành lễ với mọi người. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đồng thời đi đến bên cạnh hắn. Thiếu gia, biểu hiện vừa rồi của bọn em thế nào? Vật Tương Vong hỏi nhỏ. Hai người vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giành công lao thay Lý Trạch Vũ, thật ra bọn họ đã âm thầm kết nối điện thoại với Lý Trạch Vũ. Vậy nên cuộc đối thoại của bọn họ với mọi người trước đó, Lý Trạch Vũ cũng nghe được rõ ràng qua điện thoại. Biểu hiện không tồi, trở về giới thiệu cho hai cậu hai cô em. Lý Trạch Vũ vui lòng khen một câu, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong nghe vậy thì mắt sáng lên. Bọn họ sắp thoát khỏi kiếp độc thân hơn 20 năm, kích động đến mức muốn nói to thiếu gia vạn tuế. Khụ khụ, cái đó. Lý Trạch Vũ liếc mọi người xung quanh, hắn giả ngu nói, nếu mọi người đã không sao, tại sao còn không đi mà ở đây làm gì? Lý Lão Đệt, Tống Thành Công lê cơ thể yếu ớt đi tới, ông ta cười khổ nói, chúng tôi trúng Nguyễn Cân Tán. Nguyễn Cân Tán, Lý Trạch Vũ mở to hai mắt, hắn ra vẻ phẫn nộ nói, những tàn dư đó của Vu giáo thật sự đáng chết, vậy mà dám dùng trò đê tiện đó với mọi người. Lý Lão Đệ, trước hết chúng ta tạm thời không nói đến chuyện này. Tống Thành Công uyển chuyển nói, Cẩu Thiếu Hiệp vừa nói em có cách giải độc này giúp bọn anh, không biết là thật hay giả. Mọi người nghe vậy đều chờ mong nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ liếc Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, sau đó hắn nhíu mày, Tống Lão Ca, có thể giải được Nguyễn Cân Tán này, thế nhưng... rất khó, khó như lên trời. Lý Thiếu Hiệp, chỉ cần cậu có thể giải được Nguyễn Cân Tán trên người chúng tôi, phái Hoa Sơn chúng tôi mãi mãi không quên ân tình này của Lý Thiếu Hiệp. Đúng vậy Lý Thiếu Hiệp, cậu nhất định phải giúp chúng tôi. Người của các đại phái đều tỏ thái độ. Bây giờ mọi người cần đến thiếu gia nhà chúng tôi, đương nhiên sẽ nói những lời hay hơn. Vật Tương Vong hừ một tiếng, gã nói tiếp, đến khi sau này thiếu gia chúng tôi thật sự cần mấy người giúp đỡ, ai biết mấy người có trở mặt không? Cẩu Phú Quý liếc nhìn mọi người xung quanh. Mấy người đừng chỉ vẽ ra những chiếc bánh lớn, chẳng bằng bày ra cái gì thực tế một chút. Có thể nói lời của Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong chọc trúng nội tâm của hầu hết mọi người ở đây. Bây giờ bọn họ có việc cầu xin Lý Trạch Vũ, đương nhiên cái gì cũng đồng ý, chỉ khi nào Lý Trạch Vũ hết giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ trở mặt. Đây là nhân tính. Lý Thiếu Hiệp, không biết phải làm sao thì cậu mới bằng lòng tin tưởng chúng tôi. Đúng vậy, Lý Thiếu Hiệp có điều kiện gì hãy nói thẳng ra. Tôi cảm thấy chúng ta đề cử Lý Thiếu Hiệp làm minh chủ võ lâm rất tốt. Một câu thốt ra, mọi người tôi nhìn ông nhìn tôi. Minh chủ võ lâm vốn chỉ tồn tại trong phim võ hiệp, trong hiện thực từ trước đến nay các đại phái tranh đấu gay gắt, ông không phục tôi cũng không phục ông. Tống Thành Công nhìn mọi người xung quanh, ông ta cao giọng hỏi, người anh em nào vừa nói muốn đề cử Lý Thiếu Hiệp làm minh chủ võ lâm? Mọi người lại nhìn nhau, Vật Tương Vong đang âm thầm nói đỡ vội vàng câm miệng. Thấy không ai dám thừa nhận. Bầu không khí ở hiện trường bỗng trở nên vi diệu. Cho dù là ai nói, bổn tọa cũng cảm thấy đề nghị này không tồi. Ngọc Phượng Hoàng mở miệng bày tỏ quan điểm, sư đệ của tôi có võ nghệ cao cường, nhân phẩm càng không phải nói, nếu cậu ấy đảm nhiệm vị trí minh chủ võ lâm, vậy chắc chắn là điều may mắn của cả giới võ lâm chúng ta. Lão đạo sĩ tôi cũng cho là như vậy. A-di-đà Phật, Bần Tăng không có ý kiến. Đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân đều tỏ thái độ. Người của các đại phái thấy ba vị được mọi người kính trọng trong chốn võ lâm đều tỏ thái độ, không ai dám đứng ra phản đối. Nhưng Lý Trạch Vũ lại chắp tay, hắn ra vẻ khó xử nói, Lý Mỗ không có tài đức gì mà có thể đảm nhiệm vị trí minh chủ võ lâm, sư tỷ, sư huynh, mọi người thật sự quá đề cao tôi rồi. Thiếu gia, em cảm thấy các vị tiền bối nói không xêu. Cẩu Phú Quý thẳng thắn nói, bây giờ tàn dư của Vu giáo đã ngóc đầu trở lại. Trong giới võ lâm chính đạo cần một người tài đức vẹn toàn, có thể khiến mọi người tin tưởng và nghe theo, đứng ra dẫn dắt mọi người chống lại Vu giáo. Tôi rất đồng ý với lời nói của Cẩu Thiếu Hiệp. Vật Tương Vong lập tức phụ họa nói, thiếu gia hoàn toàn phù hợp với nhân vật chỉ huy toàn quân, ngoài anh ra thì còn có ai đảm nhiệm được vị trí minh chủ võ lâm. Người của các đại phái đều im lặng. Cẩu Phú Quý nói vô cùng chính xác. Vu giáo ngóc đầu trở lại, nếu võ lâm chính đạo không đoàn kết với nhau. Mà chia năm xẻ bảy, như vậy rất có thể sẽ bị Vu giáo tiêu diệt.
phái Nga Mi ủng hộ Lý Thiếu Hiệp đảm nhiệm minh chủ võ lâm. Sư Thái Diệt Tình lập tức tỏ thái độ. Phái Tuyết Sơn chúng tôi cũng ủng hộ Lý Lão Đệ. Tống Thành Công tiến lên vài bước, ông ta âm thầm nháy mắt với Lý Trạch Vũ, lập tức cất cao giọng nói, Vu giáo xưa không bằng nay, chúng ta phải đoàn kết nhất trí chiến đấu, Lý Lão Đệ chắc chắn là người phù hợp nhất cho vị trí minh chủ võ lâm. Ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa, thì có hai đại môn phái ủng hộ Lý Trạch Vũ. Các phái còn lại vốn vẫn đang do dự, nhưng mà ngay sau đó, mọi người đều có trách nhiệm diệt trừ tà giáo. Nếu Sư Thái Diệt Tình và Tống Trưởng Môn đã kiên trì như vậy, nếu Lý Mỗ từ chối thì chính là làm kiêu. Để cảm ơn sự tin tưởng của các vị, Lý Mỗ quyết định quyên góp một số tiền cho các vị để xây dựng môn phái, củng cố sức lực để chống lại tà giáo. Lý Trạch Vũ nói đến đây, hắn trầm tư một lát, rồi mới chậm rãi nói, 10 triệu, mỗi phái 10 triệu, nếu không đủ thì có thể xin thêm Lý Mỗ, chỉ cần lý do phù hợp, Lý Mỗ tuyệt đối không keo kiệt. Xôn xao. Trong phút chốc mọi người nhốn nháo. Mỗi môn phái 10 triệu, không đủ còn có thể xin thêm. Còn có chuyện tốt này. Phái Hoa Sơn chúng tôi ủng hộ Lý Thiếu Hiệp làm minh chủ võ lâm, nếu ai dám phản đối, Lệnh Hồ Bác tôi là người đầu tiên không đồng ý. Lệnh Hồ Bác hùng hồn nói. Lý Trạch Vũ cười hài lòng, tặng phái Hoa Sơn 10 triệu. Cuối cùng các phái còn lại cũng đứng ngồi không yên. Lý Thiếu Hiệp, cậu thật sự không nói giỡn sao? Hồ Nhất Phong trưởng môn phái không động nửa tin nửa ngờ. Mỗi môn phái 10 triệu, mười mấy môn phái cộng lại phải hơn 100 triệu, đây không chỉ là số lượng nhỏ, ngược lại còn là con số thiên văn. Nhìn Hồ Nhất Phong như vậy, giống như sợ hãi Lý Trạch Vũ lấy, nhân dân tệ, ra trêu chọc bọn họ. Lý Mỗ nói được làm được, Hồ trưởng môn lo lắng nhiều rồi. Lý Trạch Vũ vừa nói chuyện vừa lấy chiếc thẻ rồng vàng ra trước mặt mọi người, giống như đang khoe với mọi người rằng ông đây có tiền. Phái Không Động ủng hộ Lý Thiếu Hiệp, phái Côn Luôn ủng hộ Lý Thiếu Hiệp, phái Điểm Thương ủng hộ Lý Thiếu Hiệp. Từng trưởng môn một liên tục tỏ thái độ, đến cuối cùng toàn bộ mọi người đều thông qua, Lý Trạch Vũ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thiếu gia, xem ra anh làm minh chủ võ lâm là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Vật Tương Vong lập tức thả rằng cầu vồng. Lý Trạch Vũ cười lạnh trong lòng, đứng trước tiền bạc, con người còn có thể làm gì nữa? Lý Minh Chủ, tất cả mọi người chúng tôi đều ủng hộ ngài đảm nhiệm minh chủ võ lâm, ngài xem nhuyễn cân tán trên người chúng tôi. Lệnh Hồ Bác ngượng ngùng nói. Lý Trạch Vũ khoát tay, hắn khí phách nói, mọi người cho tôi một ít thời gian, tôi chuẩn bị, sau đó sẽ giải độc cho các vị. Được, làm phiền Lý Minh Chủ, cảm ơn Lý Minh Chủ, mọi người vô cùng phấn khởi. Lý Trạch Vũ vẫy tay với Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, bọn họ lập tức rời đi cùng nhau. Một lát sau, bọn họ tìm thấy nguồn nước trong hầm. Lý Trạch Vũ lại bảo Vật Tương Vong lên máy bay trực thăng lấy dược liệu đã chuẩn bị sẵn trước khi tới. Xoẹt xoẹt, chỉ thấy thao tác của hắn nhanh như hổ, hơn 10 loại dược liệu quý báu bị hắn giã thành bột, sau đó cho vào vại nước đã chuẩn bị. Phú Quý, cậu bảo trưởng môn các đại phái đến đây trước, những người khác thì kiên nhẫn chờ. Lý Trạch Vũ phân phó. Cẩu Phú Quý gật đầu làm theo. Một lát sau, hơn 10 vị trưởng môn tiến vào. Các vị, tôi đã nghiên cứu chế tạo được thuốc giải nhuyễn cân tán. Lý Trạch Vũ dứt lời, mười mấy trưởng môn đều lắp bắp hoảng sợ, giống như không ngờ Lý Trạch Vũ lại có thể làm được thuốc giải nhanh như vậy. Sư Thái Diệt Tình, bà hãy uống trước một ngụm nước trong vại nước này. Lý Trạch Vũ làm động tác, mời. Sư Thái Diệt Tình vô cùng tin tưởng hắn, bà ấy không do dự múc một gáo nước, uống một hơi cạn sạch trước mặt mọi người. Sư Thái, cảm giác thế nào? Đã giải được nhuyễn cân tán rồi sao? Các trưởng môn phái khác vô cùng căng thẳng. Sư Thái Diệt Tình hít sâu, âm thầm vận khởi khí kinh, phát hiện kinh mạch vốn bế tắc trở nên rất thông thoáng. Một quyền đánh ra, có một dấu bàn tay lõm xuống ở trên tường. Mọi người thấy cảnh này thì mắt sáng lên. Lý Minh Chủ, để tôi uống trước. Tôi uống trước. Mọi người sợ hãi tranh nhau tiến lên. Từ từ. Lý Trạch Vũ bỗng xua tay ngăn cản. Lý Minh Chủ, em sao thế? Tống Thành Công khó hiểu hỏi. Lý Trạch Vũ không quan tâm, hắn lấy một tờ giấy A4 trong người ra, ở trên có chỉ chít chữ viết và đã được đóng dấu. Nhận được sự tin tưởng của các vị, đề cử Lý Mỗ đảm nhiệm minh chủ võ lâm, Lý Mỗ cảm ơn mọi người, thế nhưng... Nói đến đây, Lý Trạch Vũ bỗng cất cao giọng nói. Có điều không có quy củ thì không thể thành tiêu chuẩn được, trong chuyện đối phó với Vu giáo,
tôi hy vọng mọi người thật sự đoàn kết với nhau, tuyệt đối không do dự. Khi Lý Trạch Vũ cầm giấy A4 phát cho mọi người, trưởng môn các đại phái đều nhìn nhau. Lý Minh Chủ, cái này là cái gì? Lệnh Hồ Bác khó hiểu hỏi. Lý Trạch Vũ giơ ngón tay cái, hắn tán thưởng nói, câu hỏi của lệnh Hồ trưởng môn rất hay, hỏi rất có giá trị. Ngay sau đó hắn chỉ vào 4 chữ to hiệp ước võ lâm phía trên tờ giấy A4, hắn giải thích, tôi vừa mới nói, trong hành trình chống lại Vu giáo, mọi người cần phải toàn tâm toàn ý, vậy nên tôi đã liệt kê cho các vị vài quy định, nếu người của môn phái nào dám làm trái lại quy định, Lý Mỗ tuyệt đối không tha cho người đó. Trước đó không ít người có tâm tư lừa đảo, chỉ nghĩ rằng gọi Lý Trạch Vũ một tiếng, Lý Minh Chủ mà thôi, về chuyện có nghe lệnh hay không thì không bàn đến. Nhưng bây giờ Lý Trạch Vũ lại lập ra hiệp ước, chứng tỏ hắn muốn làm nghiêm chỉnh. Một câu đó khiến mọi người không dám có tâm tư khác. Điều thứ nhất trong hiệp ước, để giới võ lâm được yên bình, bên A có quyền yêu cầu bên B phối hợp hành động, bên B không được dùng lý do từ chối, miễn cưỡng, qua loa tắc trách. Trong đó bên A chính là Lý Mỗ, bên B chính là các vị. Điều thứ hai trong hiệp ước, mọi việc bên A làm đều vì đồng đạo võ lâm, bên B không được nghỉ ngờ. Điều 49 của hiệp ước, nếu bên A cần giúp đỡ, bên A cần phải hỗ trợ không tiếc mạng sống. Điều cuối cùng của hiệp ước, nếu bên B không làm được những điều trong quy định, bên A có quyền tiếp quản tông môn của bên B. Lý Trạch Vũ một hơi đọc hết tất cả các điều, hắn liếc mọi người xung quanh, nói, các vị còn gì không rõ không? Không ai đáp lại, bởi vì ngoài sư thái diệt tình, trên mặt mọi người đều là sự phẫn nộ, bất mãn, kích động. Một khi ký hiệp ước này, có nghĩ sau này Lý Trạch Vũ bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không thể đi hướng tây, nếu vi phạm không những trở thành kẻ thù của giới võ lâm, mà còn phải bồi thứ 20 triệu tiền vi phạm. Em gái cậu, bọn tôi đề cử cậu làm minh chủ võ lâm, chứ không phải bọn tôi bán mình. Lý Trạch Vũ, cậu khinh người quá đáng. Vẻ mặt Hồ Nhất Phong, trưởng môn phái không động dữ tợn, trong lòng đầy căm phẫn. Mặt Lý Trạch Vũ lạnh đi, hắn nói, Hồ Nhất Phong, ông dám bất kính với bổn minh chủ. Vèo, một tiếng, chỉ thấy Lý Trạch Vũ nhảy đến trước mặt Hồ Nhất Phong, hắn đánh ra hai trưởng bốp bốp. Cho dù Hồ Nhất Phong ở thời kỳ Hoàng Kim cũng không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ, huống chỉ lúc này ông còn trúng nhuyễn cân tán, cả người bay ngược ra sau, đồng thời miệng còn hộc một lượng máu rất lớn. Có cơ quan mới nhậm chức phải làm ba việc, lúc này chính là giết gà dọa khỉ. Quả nhiên mọi người đang dục dịch đều đứng yên. Lý Trạch Vũ lập tức ra vẻ vô cùng đau đớn, hắn nói, các vị, mọi người có biết tôi làm minh chủ võ lâm nguy hiểm thế nào không? Cậu có năng lực như vậy thì gặp nguy hiểm gì? Hồ Nhất Phong biết Lý Trạch Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không bây giờ ông đã trở thành người chết, vậy nên nói chuyện cũng trở nên khách sáo hơn. Hừ, Lý Trạch Vũ hừ lạnh, hắn nói, làm minh chủ võ lâm, tôi trở thành kẻ thù đầu tiên của tàn dư Vu giáo, bọn họ sẽ nghĩ hết cách để tiêu diệt tôi trước, ông nói xem có nguy hiểm không? À, câu này khiến mọi người nghẹn họng không trả lời được. Hồ Nhất Phong lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Là tôi ra tay nặng, mong Hồ trưởng môn không để trong lòng. Lý Trạch Vũ đích thân đỡ Hồ Nhất Phong dậy, hắn lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa cho ông, người đó lập tức bị cảm động đến rơi nước mắt. Đánh một cái tát, cho một miếng táo, chiêu trò của bậc đế vương bị hắn chơi trong lòng bàn tay. Ánh mắt sư thái diệt tình sâu xa, trong lòng cảm thấy rất khâm phục Lý Trạch Vũ. Chỉ cần ký hiệp ước này, chứng tỏ mọi người thật sự muốn đối phó với Vu giáo. Và có thể nhận được 10 triệu tiền xây dựng từ bổn minh chủ. Lý Trạch Vũ nói đến đây, giọng điệu bỗng trở nên tàn nhẫn, nếu ai không ký, chứng tỏ người đó không muốn đối phó với Vu giáo, thậm chí bổn minh chủ còn nghi ngờ người đó âm thầm cấu kết với Vu giáo. Hít! Mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bởi vì lời nói của Lý Trạch Vũ có ý cảnh cáo bọn họ rõ ràng, ký hiệp ước thì là người một nhà, không ký thì là địch, hoàn toàn không để đường lui cho họ. Chỉ khi là hào kiệt chân chính giới võ lâm, tôi mới có thể giải nhuyễn cân tán cho người đó. Mọi người tự cân nhắc đi, Lý Trạch Vũ để lại một câu rồi xoay người rời đi. Cẩu phú quý và vật tương vong ở lại trông vại nước kia. Các trưởng môn phái đều trúng nhuyễn cân tán, hoàn toàn không có sức lực tranh giành nước. Lý Trạch Vũ rời khỏi hầm, hắn đi về phía đệ tử của phái Nga Mi. Ngọc Phượng Hoàng nhận ra điều không đúng. Bà ấy nghiêng đầu thì phát hiện ánh mắt đồ đệ của mình nhìn Lý Trạch Vũ đầy vẻ oán hận. Tố Y, con sao vậy? Bạch Tố Y nghe vậy thì thu hồi ánh mắt,
Cô ấy ra vẻ trấn định nói, sư phụ, con không sao. Ngọc Phượng Hoàng thấy cô ấy không muốn nói, bà ấy cũng không hỏi nhiều. Nhưng lúc này Thanh Phượng lặng lẽ đi tới, cô ấy nói thầm bên tai Ngọc Phượng Hoàng. Ngọc Phượng Hoàng nhíu mày, bà ấy khiển trách Bạch Tố Y, sao con có thể hồ đồ như vậy? Dạ. Bạch Tố Y ngẩn ra, cô ấy khó hiểu hỏi, sư phụ, con làm sao vậy? Sư thúc con đều là vì tốt cho con. Ngọc Phượng Hoàng trầm giọng giải thích, nếu lúc đó sư thúc con càng biểu hiện quan tâm con càng nguy hiểm, ngược lại, cậu ta càng không quan tâm đến con, như vậy Nam Cung Thạc mới không để con trong lòng. Bạch Tố Y nghe vậy thì sững sờ. Cô ấy im lặng một lúc lâu, sau đó mới bừng tỉnh nói, sư phụ, đệ tử sai rồi. Con nên đi xin lỗi sư thúc con. Ngọc Phượng Hoàng sửa đúng. Bạch Tố Y xấu hổ nhìn về phía Lý Trạch Vũ, cuối cùng cô ấy cắn chặt răng đi qua. Lý Trạch Vũ đang trao đổi gì đó với Tề Tiên Nhi, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy Bạch Tố Y đi về phía mình, không khỏi hỏi, có việc gì vậy? Sư thúc, lúc trước là tôi hiểu lầm anh, tôi xin lỗi. Bạch Tố Y dỡ bỏ sự cao ngạo của thánh nữ, cô ấy chân thành nói xin lỗi. Lý Trạch Vũ nhớ tới chuyện Nam Cung Thạc dùng Bạch Tố Y để uy hiếp mình, hắn thản nhiên đáp, tôi không để bụng, cô không cần xin lỗi. Thế nhưng tôi, Lý Minh Chủ, một giọng nói kích động vang lên, chỉ thấy Tống Thành Công đi từ dưới hầm lên. Lý Trạch Vũ bước nhanh qua nghênh đón, Tống Lão Ca đừng kích động, có việc gì thì nói từ từ. Lý Lão Đệ, anh đã ký hiệp ước, từ nay về sau phái Tuyết Sơn của anh sẽ nghe theo Lý Minh Chủ sai đâu đánh đó. Thề sẽ đuổi tận giết tuyệt đám tàn dư của Vu giáo. Tống Thành Công thề son sắt. Lý Minh Chủ. Lý Minh Chủ. Các trưởng môn đại phái liên tục đi ra, bọn họ đều đã nghĩ thông suốt. Lý Trạch Vũ thuộc hạng cao thủ. Có một cường giả như vậy gia nhập, bọn họ cũng nắm chắc việc xử lý Vu giáo. Hơn nữa người ta còn có thể giải nhuyễn cân tán giúp bọn họ, mấy tháng tiếp theo không cần phải lo lắng sẽ đụng phải kẻ thù. Ngoài ra còn được nhận 10 triệu tệ nước hạ. Đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, là một chuyện tốt. Ai từ chối thì chính là kẻ ngốc. Hợp đồng có hai bản, hai bên A và B, mỗi bên giữ một bản. Đứng đầu võ lâm, lệnh khắp thiên hạ. Bề ngoài Lý Trạch Vũ chẳng tỏ ra có cảm xúc gì, nhưng thật ra trong lòng lại có chút kích động. Mà tâm trạng của trưởng môn các phái cũng không tệ, đặc biệt là sau khi nhuyễn cân tán trên người được giải. Lý Trạch Vũ còn chuyển khoản cho mỗi người 1 tỷ ngay tại đó, khiến cho mọi người càng hăng hái. Lần này Vu giáo có thể đối phó cùng lúc mười mấy môn phái chúng ta, như thế có thể thấy được thế lực của bọn chúng còn lớn mạnh hơn mười mấy năm về trước nhiều, không thể coi thường được. Không sai, chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo. Tôi đề nghị chúng ta lập tức lên đường trở về chỉnh đốn đội ngũ, sau đó chờ lệnh của Lý Minh Chủ. Trưởng môn các phái bàn tán sôi nổi. Ngay sau đó trưởng môn lệnh Hồ Bác của phái Hoa Sơn chắp tay hành lễ với Lý Trạch Vũ, Lý Minh Chủ, ngài có quan hệ khá thân thiết với các quan lại, để giảm thiểu thương vong của chúng ta, có thể bảo bọn họ cử người tới hỗ trợ chúng ta hay không? Mọi người lập tức đồng ý với đề nghị này. Mặc dù người trong võ lâm khinh thường sử dụng vũ khí nóng, nhưng nếu như dùng để đối phó với đám Vu giáo tà môn ngoại đạo này, thì bọn họ sẵn lòng ủng hộ. Mọi người không cần lo lắng, tôi đã có kế hay rồi. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ tràn đầy tự tin, tôi đảm bảo, một tháng sau Vu giáo sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Sau khi thảo luận, đệ tử các phái lần lượt tiến vào địa cung để uống thuốc giải độc. Mà Lý Trạch Vũ lại chuẩn bị rời đi trước. Lúc này ba người đạo sĩ Vân Trung, Ngọc Phượng Hoàng và Đại sư Tố Nhân vô cùng ăn ý mà đuổi theo. Sư huynh, sư tỷ, mọi người còn chuyện gì sao? Lúc Lý Trạch Vũ vừa nói vừa đưa mắt nhìn Đại sư Tố Nhân. Vị đại sư này là A-di-đà Phật, pháp danh của lão nạp là Tố Nhân, thầy là Nhất Trinh. Đại sư Tố Nhân tự giới thiệu bản thân. Thì ra là đại sư Tố Nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Sau đó Lý Trạch Vũ thẳng thắn, Nhất Trinh cũng là sư phụ của tôi, thế tính ra thì đại sư Tố Nhân cũng là sư huynh của tôi đó. Sự đệ đại sư Tố Nhân mỉm cười hòa nhã. Ngọc Phượng Hoàng chen vào, là thế này, bọn tỷ muốn gặp sư phụ, đệ thấy sao? Sư tỷ, Lý Trạch Vũ khoát tay cắt ngang, trước đây không phải đệ đã nói rồi sao, qua một thời gian nữa đệ rảnh rỗi sẽ trở về tìm mấy vị sư phụ, đến lúc đó nếu bọn họ muốn gặp các tỷ thì đương nhiên đệ sẽ đưa mọi người đi theo. Đạo sĩ Vân Trung không chịu từ bỏ, đang định nói gì đó. Lý Trạch Vũ cướp lời, nếu như mọi người cứ muốn gặp sư phụ thì cũng không phải là không được,
nhưng trước tiên mọi người phải đánh thắng để cái đãi. À, vừa nghe xong, đạo sĩ Vân Trung và Ngọc Phượng Hoàng lập tức bỏ chạy. Đại sư Tố Nhân vốn còn muốn thử một chút, nhưng sau khi nhìn thấy cái ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác của hai người bạn già, thì vội vàng đánh bay suy nghĩ này đi. Lừa chọc, sao ông không thử một lần? Đúng thế, không chừng ông còn đánh thắng được sư đệ đấy. Đạo sĩ Vân Trung và Ngọc Phượng Hoàng dụ dỗ. A-di-đà Phật, người xuất gia không nên tranh giành háo thắng. Đại sư Tố Nhân hiểu rõ vô cùng, hai người bạn già này chỉ muốn nhìn trò cười của mình thôi. Mấy tiếng sau, một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống phủ Long Chủ. Biết Lý Trạch Vũ tới, Tô Cẩn Hoa lập tức gác lại mọi chuyện trong tay, ra sảnh chính trước để chờ đợi. Lão tôi Lý Trạch Vũ vừa đi vào đã chào hỏi như thân quen lắm. Tô Cẩn Hoa dở khóc dở cười. Hiện giờ ở Hoa Quốc e là chỉ có một người trẻ tuổi như Lý Trạch Vũ dám gọi thẳng lão là lão Tô, như thế thôi. Điều tra vu giáo như thế nào rồi? Tôi cũng đang muốn nói với ông chuyện này đây. Lý Trạch Vũ cầm ly trà lên uống một ngụm, rồi lại châm một điếu thuốc, cái gì nhỉ? Huân chương tử kinh đã chuẩn bị xong chưa? Hở! Nghe thấy vậy, Tô Cẩn Hoa sững người, vội vàng hỏi, chẳng lẽ tên nhóc nhà? Cậu, không sai. Lý Trạch Vũ cười khà khà, nếu không có gì bất ngờ, thì 15 tháng sau tôi sẽ nhổ tận gốc bọn vu giáo. Cậu chắc chắn, không đùa cợt đấy chứ? Bỗng nhiên giọng Tô Cẩn Hoa cao vút lên. Từ khi biết được những sắp xếp của vu giáo từ trong miệng Tần Chấn, lão đã mấy ngày liên tiếp ngủ không yên giấc rồi. Bởi vì vu giáo đào tạo ra rất nhiều tai mắt cài vào nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đó cũng rất rối rắm phức tạp. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ phải làm thật mạnh mẽ để khống chế đám người đó, nếu không, một khi cho đám người đó cơ hội phản công, thì thậm chí còn có khả năng làm lung lay nền tảng quốc gia. Tôi ăn no rừng mỡ đến nói đùa với ông hay sao? Nói xong Lý Trạch Vũ đứng dậy chuẩn bị nói lời từ biệt, ông cụ nhà tôi còn chờ tôi về nhà ăn tối, tôi đi trước đây. Thế nhưng Tô Cẩn Hoa đã kéo hắn lại, thằng nhóc nhà cậu hãy giải thích rõ ràng cho tôi nghe đi. Giải thích gì cơ? Lý Trạch Vũ nhún vai nói, không phải tôi đã nói rồi sao, tháng sau sẽ nhổ tận gốc vu giáo, các ông chỉ cần chuẩn bị lễ trao thưởng cho tôi là được. À, đúng rồi, không cần phải long trọng quá, tôi là người thích khiêm tốn nha. Đưa mắt nhìn Lý Trạch Vũ rời đi, khóe miệng Tô Cẩn Hoa hơi co rút. Sống hơn nửa đời người, ánh mắt nhìn người của lão rất chuẩn xác, nhưng người trẻ tuổi Lý Trạch Vũ này lão thật sự không thể nhìn thấu. Mười mấy phút sau, Lý Trạch Vũ vừa về đến cổng nhà, một chiếc xe thương vụ đã chậm rãi dừng lại bên cạnh hắn. Gạch, anh rể cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên thế mà lại là Trần Thanh Giao. Tiếp đó là Trần Thanh Tuyết xuống xe. Sau đó hai chị em đứng hai bên đỡ Trần Khánh An xuống. Sao mọi người lại tới đây? Khuôn mặt Lý Trạch Vũ viết đầy dấu chấm hỏi. Trần Khánh An cười nhạt nói, ông cụ đã nhắc đi nhắc lại với ông mấy lần muốn gặp con nhóc Thanh Tuyết, nhân lúc mấy hôm nay con nhóc không quá bận rộn, ông bèn đưa con bé tới đây. À, Lý Trạch Vũ ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhiệt tình chào hỏi, vâng, vào trong thôi. Ha ha ha, lão Trần ông đã đến rồi sao? Ai là cháu dâu tương lai của tôi thế? Lúc này Lý Định Quốc đích thân ra đón, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai chị em Lý Thanh Tuyết. Anh Lý khách sáo rồi. Trần Khánh An nhìn hai cô cháu gái nói, còn không tự giới thiệu bản thân với ông Lý đi. À, vâng. Lý Thanh Giao nhìn thấy Lý Định Quốc thường xuyên xuất hiện trên tỷ vi, vẻ mặt có chút căng thẳng nói, ông Lý, cháu là Trần Thanh Giao. Ông Lý, cháu là Trần Thanh Tuyết. Trần Thanh Tuyết lại khá bình tĩnh, tỏ ra khéo léo thoải mái. Hai cô bé cũng thật là xinh đẹp. Lý Định Quốc và Trần Khánh An ngầm hiểu ý nhau cười cười nói, mời vào trong, cha tôi chờ cũng đã lâu rồi. Hai người sóng vai nhau đi vào phủ đệ trước. Lý Trạch Vũ đến bên cạnh Trần Thanh Tuyết nói, chúng ta cũng vào thôi. Được. Trần Thanh Tuyết mỉm cười. Một lát sau, đoàn người đã đến phòng khách. Ồ, thằng nhóc kia cũng đã trở về rồi. Lý Viễn Sơn thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện thì cũng cảm thấy bất ngờ. Lý Trạch Vũ bước nhanh mấy bước đến bên cạnh Lý Viễn Sơn, nhỏ giọng nói, ông cụ Lý này, ông định làm gì đây? Không phải đã nói là cho cháu thời gian nửa năm rồi sao? Lý Viễn Sơn cười khà khà, ông còn chưa được nhìn thấy con bé Thanh Tuyết, nhìn trước thì có làm sao? Thằng nhóc nhà cháu không phục hay thế nào? Không có mài. Lý Trạch Vũ nào dám không phục, hắn còn sống chưa đủ đâu. Hừ,
Lý Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đổi một khuôn mặt vui vẻ cười nói với Trần Thanh Tuyết, đang định lên tiếng thì lại nhìn thấy Trần Thanh Giao đang đứng bên cạnh, nhất thời sững sờ, Tiểu Trần, hai cháu gái của cậu thế mà lại lớn lên giống hệt nhau. Trần Khánh An mỉm cười trả lời, thưa ngài, trước đây tôi đã từng nói với ngài rồi, chúng là chị em sinh đôi. Trời ban sao đôi, song phúc cũng tới. Lý Viễn Sơn vô cùng vui vẻ. Nhóc con, phải cưới cả hai, nhất định phải cưới. Từng có đạo sĩ bói cho Lý Trạch Vũ một quẻ, nói hắn cả đời phong lưu phóng khoáng, không thiếu bóng hồng vây quanh. Thế nhưng bóng hồng có thể trở thành tri kỷ, cũng có thể trở thành người gây họa. Đạo sĩ đó chắc chắn, sẽ có hai người phụ nữ mang mệnh song tinh dây dưa với Lý Trạch Vũ, trốn không được, mà tránh cũng không thoát. Lựa ý mà nói thì, song phúc đã tới, từ chối một ai thì phúc đó sẽ thành họa. Người ở thế hệ trước vốn mê tín, hiện giờ thấy cuộc đời Lý Trạch Vũ giống hệt như lời đạo sĩ đó bói, Lý Viễn Sơn lại càng thêm tin tưởng, cho nên mới nói ra câu giật gân phải cưới cả hai như thế. Mấy người ở đây vẻ mặt đều không giống nhau. Lý Định Quốc và Trần Khánh An đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu ý cười cười. Một vị vốn mong trong nhà có thể có thêm nhiều người, đương nhiên sẽ không từ chối. Vị sau lại cũng hy vọng hai cô cháu gái không tách rời nhau, cùng gả vào nhà họ Lý chắc chắn là kết quả tốt nhất. Trần Thanh Tuyết lại như khúc gỗ, không vui không buồn, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Chỉ có một mình Trần Thanh Giao là cảm thấy khó chịu băn khoăn, lo lắng đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không có ai biết lúc này tim cô bỗng nhiên đập càng nhanh. Người già thường mê tín, mọi người đừng để trong lòng. Lý Trạch Vũ chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng. Lý Viễn Sơn có lẽ cũng cảm thấy lời nói của mình quá đột ngột, vì vậy cười ha ha phối hợp, chuyện này về sau hãy nói tiếp, chúng ta đi ăn cơm đã. Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa là không xong. Cháu thích ăn cơm nhất, Lý Trạch Vũ âm thầm lau mồ hôi lạnh. Người này hồn nhiên quên mất, trước đây hai bóng hồng cùng hẹn hắn ăn cơm, hắn còn thẳng thắn nói mình ghét nhất chính là ăn cơm. Ngay sau đó, một bàn thức ăn phong phú đã được chuẩn bị xong xuôi. Lý Viễn Sơn ngồi xuống trước. Hôm nay, ở đây không có người ngoài, mọi người cũng không cần phải câu nệ, nào, chúng ta cùng một ly thôi. Những người khác rối rít đưa ly lên. Trên bàn ăn, hai người Lý Viễn Sơn, Lý Định Quốc nhiệt tình hỏi han Trần Khánh An. Qua ba lần rượu, hai bên trái một tiếng ông thông ra, phải một tiếng ông thông ra. Lý Trạch Vũ rất thản nhiên, Trần Thanh Tuyết cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Ngược lại Trần Thanh Giao từ đầu đến cuối luôn cảm thấy căng thẳng, tim như đánh trống bỏi. Lý Trạch Vũ ăn cũng đã khá no, ngậm một điếu thuốc, trong lúc phát chéo hai chân lại vô tình chạm vào chân ai đó ở dưới bàn. Không hề bất ngờ, chính là chân Trần Thanh Giao đang ngồi đối diện hắn. Trần Thanh Giao còn cho rằng là Lý Trạch Vũ cố ý, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên thật khó tả. Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Lý Viễn Sơn đã ngà ngà say, được Tằng Thiết Trụ đỡ đi nghỉ ngơi. Lý Định Quốc và Trần Khánh An còn muốn uống trà nói chuyện. Thế là Lý Trạch Vũ lại đích thân đưa Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao đến phòng dành cho khách. Thanh Giao cô ở đây đi, khá là yên tĩnh. Được. Trần Thanh Giao đi vào phòng trước. Giây phút cửa đóng lại, Lý Trạch Vũ đã ôm lấy Trần Thanh Tuyết. Anh đừng có làm loạn. Trần Thanh Tuyết vô cùng xấu hổ. Lý Trạch Vũ cười khì khì nói. Tôi làm loạn thì sao nào? Ai dám nói gì chứ? Nói xong bèn cúi đầu hôn cô. Một lát sau, Trần Thanh Tuyết cảm thấy sắp nghẹt thở, mới khó khăn tách khỏi miệng hắn. Tôi ở phòng tầng trên phòng cô ở, lát nữa nhớ đến tìm tôi. Khóe môi Lý Trạch Vũ hơi nhếch lên, còn lâu nhé. Trần Thanh Tuyết chui vào phòng như chạy trốn, ngay sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Ồ, nếu cô không tới thế thì để tôi tới vậy. Lý Trạch Vũ ngân nga một điệu hát dân gian trở về phòng mình, sau đó thoải mái đi tắm rửa. Chân trời bao la là tình yêu của ta. Vừa mới ra khỏi phòng tắm, chuông điện thoại đã vang lên. Là điện thoại Diệp Khuynh Thành gọi tới. Alo, Lý Trạch Vũ không hề do dự nhấn nút nghe. Tôi nhớ anh. Đây là câu nói đầu tiên của Diệp Khuynh Thành. Lý Trạch Vũ ngẩn người, sau đó trả lời một câu, tôi cũng nhớ cô. Diệp Khuynh Thành cười hì hì. Nghe ra được cô đang rất vui vẻ, sau đó khẽ hỏi, vậy anh có thể đến tìm tôi không? Đêm khuya một người phụ nữ hẹn gặp mình là có ý gì không cần nói cũng biết, hơn nữa còn là người đẹp nhất hoàng thành. Làm gì có người đàn ông nào có thể từ chối?
Lý Trạch Vũ cũng không định từ chối, nhưng, hắn đã hẹn với Trần Thanh Tuyết trước rồi. Hiện giờ tôi có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, hôm khác có được không? Được, vậy anh làm việc đi, nhưng, nhớ phải nghỉ ngơi sớm nhé. Diệp Khuynh Thành rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ thở phào một hơi, nhưng hơi cau mày lại. Chẳng lẽ thật sự phải cưới cả hay sao? Hình như, cũng không phải không thể, dù sao thì ông đây có tiền mà, nuôi được hết. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà cười tâu toét, tự nhiên mà ngậm một điếu thuốc. Rít, phù. Cùng lúc đó, Trần Thanh Giao đang nằm ở trên giường lăn đi lộn lại vẫn không ngủ được, vì thế mặc quần áo ngủ rón rén ra khỏi phòng, sau đó đi tới phòng của Trần Thanh. Tuyết. Cốc cốc cốc. Trần Thanh Tuyết đang định đi tắm còn cho rằng là Lý Trạch Vũ tới, lúc mở cửa còn có chút lo lắng, thế những nhìn thấy bên ngoài là em gái thì không khỏi có chút thất vọng. Chị. Trần Thanh Giao không biết phải làm sao nói, giường ở căn phòng em hơi cứng, em ngủ không quen, em có thể ngủ cùng chị không? Hả? Trần Thanh Tuyết ngẩn người. Nếu là bình thường thì cô sẽ không từ chối, nhưng đêm nay có chút đặc biệt. Không được sao ạ? Con người Trần Thanh Giao chuyển động. Được chứ? Vì không muốn em gái nghĩ nhiều, Trần Thanh Tuyết đã gật đầu đồng ý. Kia! Yeah. Trần Thanh Giao không nói hai lời đã lao thẳng vào nằm lên giường. Oa, wow, anh rể thiên vị quá, giường của chị thoải mái hơn giường của em nhiều. Cô nhóc này hoàn toàn không biết, chiếc giường này không phải dễ ngủ như thế đâu. Trần Thanh Tuyết cầm quần áo ngủ của mình nói, vậy em ngủ ở bên này đi, chị sang phòng em ngủ. Chị không ngủ cùng em sao? Trần Thanh Giao ngạc nhiên hỏi. Thôi đi, em ồn ào như thế, chị thích yên tĩnh hơn. Trần Thanh Tuyết tùy tiện kiếm một cái cớ, hơi chột dạ rời đi. Cạch, cửa phòng khép lại. Trần Thanh Giao cũng không nghĩ nhiều, tắt đèn đi ngủ. Còn Trần Thanh Tuyết thì đến ngủ ở căn phòng mà ban đầu Trần Thanh Giao ngủ, đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa. Ở trên tầng, Lý Trạch Vũ hút liên tiếp hai điếu thuốc, đợi mãi mà không thấy Trần Thanh Tuyết đi lên. Quả nhiên phụ nữ da mặt mỏng, có lẽ là cảm thấy xấu hổ. Vẫn nên là đàn ông chủ động vậy. Suy nghĩ vừa thoáng qua, người này đã đi dép ra khỏi phòng, nghênh ngang đi xuống tầng, quen thuộc đi vào một căn phòng. Cạch cạch, đóng cửa lại, bên trong căn phòng tối đen. Trần Thanh Giao nằm trên giường đang định mở miệng gọi chị, lại đột nhiên phát hiện miệng mình đã bị thứ mềm mại nào đó bịt lại. Cô đang muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng hai tay đã bị ấn chặt xuống. Trong phút chốc, đầu cô gái trống rỗng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ở phía bên kia, Trần Thanh Tuyết tắm xong đi đi lại trong phòng, thầm nghĩ rốt cuộc có nên đi lên tầng hay không. Suy nghĩ chốc lát, vẫn không thể từ chối được sự mê hoặc kia. Cô mở cửa cẩn thận dè dặt đi lên tầng, đi đường cũng không dám phát ra âm thanh, sợ bị em gái phát hiện, giống như là một kẻ làm chuyện xấu vậy. Một lát sau, Trần Thanh Tuyết gõ cửa mấy lần vẫn không có ai trả lời, vì thế đẩy cửa đi vào, lúc này mới nhận ra trong phòng không có ai. Người đâu, đi đâu rồi? Ban đêm, nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, cảm xúc trong lòng bắt đầu lẫn lộn. Trần Thanh Giao nằm bên cạnh cũng bối rối trong lòng. Lý Trạch Vũ rít một hơi thật mạnh, ngay sau đó thở dài một tiếng. Tuy rằng ngay từ đầu đã cảm thấy có điều không ổn nhưng hắn căn bản không ngờ Trần Thanh Giao lại đổi phòng với Trần Thanh Tuyết. Anh rể, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Trần Thanh Giao ngơ ngác ngẩn nhìn Lý Trạch Vũ. Tuy rằng cô thừa nhận bản thân có tình cảm với Lý Trạch Vũ nhưng trong lòng vẫn luôn tự cảnh báo cho chính mình, Lý Trạch Vũ là của chị, giữa hai người bọn họ không thể vượt quá giới hạn. Đáng tiếc, tạo vật trêu người. Không bao giờ nghĩ đêm nay lại xảy ra sự việc này. Lý Trạch Vũ gãi đầu, nói, trước hết cô đừng nói chuyện này ra ngoài, chờ tìm được cơ hội thích hợp, tôi sẽ giải thích với Thanh Tuyết, thế nào? Trần Thanh Giao mở to mắt, tức giận nói, tôi không phải có ý này. Vậy ý cô là, Lý Trạch Vũ khó hiểu hỏi. Ý tôi là, chuyện này tôi không nói, anh cũng không thể nói, trời biết đất biết, không thể có người thứ ba biết. Nghe được lời này, Lý Trạch Vũ hưng phấn, cô muốn âm thầm duy trì quan hệ với tôi à? Anh tưởng bởi. Trần Thanh Giao hừ một tiếng, nói, dù sao chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. À, cái này. Nụ cười trên mặt Lý Trạch Vũ cứng lại, anh có nghe rõ không? Trần Thanh Giao cố ý sụ mặt. Lý Trạch Vũ lắc đầu, trực tiếp ôm chặt đối phương vào trong ngực, phát sinh chuyện lớn như vậy thì có thể coi như chưa từng xảy ra sao. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả.
Lý Trạch Vũ mạnh mẽ ngắt lời, em là người phụ nữ của tôi rồi, đời này chỉ có thể có một người đàn ông là tôi thôi. Trong phút chốc, Trần Thanh Giao cảm thấy lòng mình ngọt ngào như được rót mật. Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời hoàn hảo. Lý Trạch Vũ hứa hẹn. Trần Thanh Giao bật cười, im lặng gật đầu. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, hay là làm thêm lần nữa. Lý Trạch Vũ cười ha ha, ngay sau đó xoay người đè Trần Thanh Giao xuống dưới. Anh không được làm loạn. Nhưng Trần Thanh Giao căn bản không có cơ hội chống cự. Phủ trấn Nam Vương. Tê Tư Dư được Long Tổ thả ra, Tê Đông Lâm nghĩ cuối cùng nhà họ Lý vẫn không dám cá chết rách lưới với ông ta, khóe miệng không khỏi nở nụ cười đắc ý. Đúng lúc này, lão quản gia vội vã chạy vào, lão gia, việc lớn không tốt. Ngay sau đó, có hai người khiêng thi thể của Tê Kiêu vào. Trong phút chốc, ý cười trên mặt Tê Đông Lâm sượng cứng lại trên mặt, ngay sau đó cả người ông ta tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Lão quản gia cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống cực nhanh, cơ thể không rét mà run. Cha! Tê Tư Dư bật khóc. Là ai làm? Tê Đông Lâm lạnh lùng thốt ra bốn chữ từ trong miệng. Lão quản gia thấp thỏm đáp lại, là, binh lính của Bắc Cương đưa người về đây. Ha ha ha! Được lắm! Khá khen cho nhà họ Lý chúng mày, lại dám chặt đứt hướng khói nhà họ Tề của tao, bổn vương quyết không đội trời chung với chúng mày. Tề Đông Lâm chỉ có duy nhất một đứa con trai, mà Tề Kiêu lại không được như mong đợi, suốt mười mấy năm qua chỉ sinh được một đứa con gái là Tề Tư Dư. Trước mắt Tề Kiêu đã chết, đồng nghĩa với việc hương khói nhà họ Tề hoàn toàn bị chặt đứt. Tề Đông Lâm sao có thể không tức giận? Tề Tư Dư giữ tợn nói, ông nội, ông nhất định phải báo thù cho cha của cháu. Tề Đông Lâm không thèm quan tâm mà im lặng đi vào phòng làm việc. Cửa phòng khép lại, khóa trái. Tề Đông Lâm ép bản thân phải bình tĩnh lại, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi một số điện thoại vốn cực kỳ kiêng kỵ. Alo, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ rất dễ nghe. Tôi muốn tìm Kawasaki Ichiryu. Ngài Ichiryu đã nghỉ ngơi rồi ạ, xin các hạ sáng mai hãy gọi lại. Người phụ nữ khách khí đáp lại. Tôi là Tề Đông Lâm. Ngài Tê xin chờ một lát. Nghe xong ba chữ Tê Đông Lâm, người phụ nữ lập tức chỉnh lại thái độ. Một lát sau, ngài Tê vội vã gọi cho tôi như vậy là ngài đã nghĩ thông suốt rồi. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói đầy trêu chọc. Đối phương cũng không hề kiêng kỵ thân phận của Tề Đông Lâm, bởi vì ông ta chính là cao thủ đệ nhất hợp khí đạo của Vương quốc Hoa Anh Đào, đồng thời cũng là hoàng đế thế giới hắc ám của Vương quốc Hoa Anh Đào. Kawasaki Ichiryun. Cái tên này có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trong cả ba giới hắc, bạch, xám của Vương quốc Hoa Anh Đào. Tề Đông Lâm im lặng cả nửa ngày mới nói, giúp tôi giết một người. Ai? Kawasaki Ichiryu thật sự tò mò rốt cuộc là ai mà đến cả Tề Đông Lâm cũng không giết được. Tề Đông Lâm lạnh lùng nói, Lý Trạch Vũ, người nhà họ Lý của nước Hải. Nghe xong, Kawasaki Ichiryu lâm vào trầm mặc. Ông ta có hiểu biết về nước Hạ nên đương nhiên cũng biết nhà họ Lý chính là đệ nhất hào môn ở nước Hạ, giết người nhà họ Lý không khác hoàn toàn đắc tội nhà họ Lý. Nhưng mà đối với ông ta thì gần như chẳng có ảnh hưởng gì mấy. Dù sao thì nhà họ có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ giới hạn trong nước Hạ, chẳng lẽ còn dám tới Vương quốc Hoa Anh Đào khai chiến với ông ta? Nếu tôi đồng ý thì ngài Tê sẽ hợp tác cùng chúng tôi chứ? Chờ các người giết được thằng nhóc đấy thì tôi có thể suy xét. Tề Đông Lâm trầm giọng đáp lại, ha ha ha, thấy đối phương vội vã hành động, Kawasaki Ichiryu cười lạnh, hay là ngài Tề đang muốn lợi dụng tôi? Đúng vậy, tôi đang lợi dụng ông đấy. Tề Đông Lâm thẳng thắn thừa nhận mà không hề cố kỵ. Ha ha ha, nghe xong câu này, Kawasaki Ichiryu không những không tức giận mà còn rất hài lòng đáp lại, tôi rất thích tính thẳng thắn của ngài Tề, tôi đồng ý chuyện này, Lý Trạch Vũ đúng không? Tôi tuyên bố trước. Hắn chết chắc rồi. Vậy tôi sẽ ngồi chờ tin tốt. Không thành vấn đề. Cúp máy, Kawasaki Ichiryu khinh thường cười cười. Người không sợ bị lợi dụng, chỉ sợ không có giá trị để lợi dụng. Tề Đông Lâm muốn lợi dụng ông ta thì sao ông ta lại không thể lợi dụng Tề Đông Lâm chứ? Ai gì, mau bảo Ngân Hồ lập tức tới gặp tôi. Dạ thưa ngài Ichiryun. Kinoshita ai gì cung kính lui ra ngoài. Kawasaki Ichiryu lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vô cùng hứng thú ý ngậm một cây xì gà, hít mây nhả khói. Không lâu sau, cửa phòng được đẩy ra.
Dưới sự dẫn đường của Kinoshita Aiji, một người phụ nữ mặc đồ bó sát màu đen bước vào. Cô ấy chính là đại đệ tử của Kawasaki Ichiryu Ngân Hồ. Năm 30 tuổi, thực lực đã đạt tới cảnh giới của ninja, chính là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của hợp khí đạo. Sư phụ, Ngân Hồ cúi người hành lễ. Bây giờ con ngay lập tức xuất phát đến nước Hạ giết một người. Giỏi, ta còn chưa nói là giết ai. Kawasaki Ichiryu trêu ghẹo nói. Ngân Hồ trả lời đầy kiên định, sư phụ bảo con giết ai thì con sẽ giết kẻ đó, không cần quan tâm đối phương là yêu. Rất tốt. Kawasaki Ichiryu hài lòng gật đầu, nói, chờ khi nào con hoàn thành nhiệm vụ này quay về, vi sư sẽ truyền cho con một chiêu của hợp khí đạo cuối cùng. Nghe xong, hai mắt Ngân Hồ sáng ngời, nói, đa tạ sư phụ một lát sau. Ngân Hồ theo chân Kinoshita Aiji rời khỏi biệt thự. Cô vừa khởi động xe xong thì bèn rút điện thoại ra bấm gọi một số máy mà cô đã thuộc lòng trong đầu. Trạch đế, có người muốn đối phó với anh. Sau trận mây mưa, Lý Trạch Vũ lại ra ngoài hút thêm một điếu thuốc. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Trạch đế, có người muốn đối phó với anh. Trong phút chốc, Lý Trạch Vũ nheo hai mắt lại. Nhưng điều hắn quan tâm không phải là ai muốn đối phó với mình mà là người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Ngân Hồ, là cô à? Ngân Hồ trầm mặc một lát, nức nở nói, tôi còn nghĩ cả đời này của mình sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa, không ngờ tôi vẫn không thể nhịn xuống được. Mấy năm qua, cô sống có tốt không? Khóe miệng Lý Trạch Vũ nở nụ cười khổ, những hồi ức khó quên dần ùa về. Tôi rất tốt, anh không cần lo. Giọng Ngân Hồ rất dịu dàng. Nếu ai mà quen biết Ngân Hồ, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì ngày thường Ngân Hồ luôn có dáng vẻ lạnh lùng, đối xử với ai cũng toàn là giọng điệu như xa cách cả ngàn dặm. Ai cũng không dám tin, một mỹ nhân lạnh lùng như vậy lại có một mặt dịu dàng như nước thế này. Vậy là tốt rồi, Lý Trạch Vũ cười, một nụ cười chân thành phát ra từ trong nội tâm. Trần Thanh Giao ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi tò mò người ở đầu dây bên kia là ai. Bởi vì cô chưa bao giờ thấy Lý Trạch Vũ dịu dàng với người khác như vậy. Trạch đế, người muốn đối phó với anh chính là đệ nhất cao thủ của hợp khí đạo Kawasaki Ichiryu. Ngân Hồ lo lắng nhắc nhở, thực lực của người này từ mười mấy năm trước đã đạt tới cảnh giới thánh nhẫn, tương đương với thực lực của võ giả cảnh giới thiên nhân trong nước Hạ, tuyệt đối không thể khinh thường. Không cần lo lắng, tôi vung tay một cái là có thể bóp chết ông ta. Câu nói của Lý Trạch Vũ rơi vào tai Ngân Hồ, khiến cô không khỏi bật cười trong lòng. Trạch đế quả vẫn là Trạch đế. Vẫn là khí phách khiến người ta phải ngưỡng mộ. Cúp máy, Trần Thanh Giao tò mò hỏi, anh gọi điện cho ai đấy? Một người bạn. Nữ. Phải. Bạn gái cũ. Xem như là vậy đi. Hai người một hỏi một đáp, dứt khoát lưu loát. Một lát sau, Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười cười, nói, vẫn còn sớm, hay là chúng ta làm thêm lần nữa? Anh tránh ran. Trần Thanh Giao nhanh chóng mặc lại áo ngủ. Ngay sau đó còn lôi Lý Trạch Vũ ra khỏi giường, đẩy mạnh hẳn ra ngoài. Rầm, cửa phòng khép lại, khóa trái. Trần Thanh Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Không còn cách nào mà, Lý Trạch Vũ quá biến thái, cô căn bản không chống đỡ nổi. Lý Đại Đương ra ngoài mặt rất đắc ý, nghênh ngang trở lại phòng như đại tướng quân vừa đánh thắng trận. Đang chuẩn bị lên giường ngủ thì Lý Trạch Vũ đột nhiên phát hiện có điều không. Có người từng vào phòng của hắn. Mẹ nó. Cậu thả quái. Hắn dùng mông cũng có thể khẳng định là Trần Thanh Tuyết đã tới phòng mình. Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Vũ còn đang say giấc nồng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Thiếu gia, lão thái gia bảo anh xuống ăn sáng, lát nữa đưa chị dâu và người nhà về Tuyên Thành. Ngay sau đó ngoài cửa vang lên giọng nói của cậu Phú Quý. Bảo bọn họ tự về đi, cơ thể tôi đang không khỏe. Tối qua, Lý Trạch Vũ đã nghĩ kỹ rồi, trong khoảng thời gian này không gặp Trần Thanh Tuyết. Sau một thời gian nữa sẽ tự nhiên quên việc cần hỏi tối qua hắn đi đâu. Không khỏe, kéo con nghét. Kéo con nghé, đây là một từ lóng, ở đây có nghĩa là làm chuyện không thực. Cậu Phú Quý lập tức đẩy cửa bước vào, thiếu gia à, anh chính là thần y mà, sao có thể không khỏe được. Con mẹ nó, thần y thì không thể đổ bệnh à. Là ai quy định? Câu này không sai, nhưng em nhìn thế nào cũng không thấy thiếu gia đang có bệnh. Gạch dưới. Mẹ nó. Lý Trạch Vũ tức giận nói, cậu là thần y hay tôi là thần y? Ông đây nói có bệnh thì chính là có bệnh. Cậu Phú Quý hoảng sợ, suýt bỏ chạy, dạ,
thiếu gia đang bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Mẹ nó, cậu cút đi cho tôi, không thì xem tôi có đánh chết cậu không Hải Dầm. Lý Trạch Vũ khóa trái cửa, leo lên giường ngủ tiếp. Cùng lúc đó, Lý Viễn Sơn tự mình tiễn cả nhà Trần Khánh An. Lão trưởng quan, ngài đừng tiễn nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Trần Khánh An thụ sủng nhược kinh. Sao hả, ông cảm thấy tôi già không cầm nổi đao kiếm nữa hả? Lý Viễn Sơn không phục nói, nếu bây giờ trở lại chiến trường, có tin tôi giết được nhiều địch hơn ông không? Đó là đương nhiên. Trần Khánh An giơ ngón tay cái lên, tán dương, lão trưởng quan ngài vĩnh viễn đều như ngón tay cái này. Lúc này Lý Viễn Sơn mới hài lòng gật đầu, ngay sau đó kéo Trần Khánh An lại gần nói thầm, tiểu Trần à, mấy câu hôm qua tôi nói không phải đang nói đùa đâu, cậu về làm công tác tư tưởng cho hai đứa cháu đi. Trưởng quan yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Khánh An nghiêm túc bảo đảm. Lý Viễn Sơn cười không khép được miệng, vỗ bả vai Trần Khánh An, nói, thằng nhóc nhà tôi tuy cả lơ phất phơ, nhưng phẩm tính từ trong xương cốt lại không phải xấu, nhất định sẽ không để hai đứa cháu của cậu phải tổn thương đâu. Trần Khánh An gật đầu, thở dài, dạ phải, thằng nhóc Trạch Vũ này rất hợp ý tôi, phó thác Thanh Tuyết và Thanh Giao cho nó, cho dù tương lai tôi có đi rồi thì cũng có thể an tâm. Bớt nói mấy câu xui xẻo này đi, ông đây còn đang chờ ôm chắt đấy. Dạ dạ dạ, lão trưởng quan dạy bảo rất phải. Hai người nhìn nhau cười. Một bên khác, Trần Thanh Tuyết đột nhiên hỏi Trần Thanh Giao ngồi đối diện, tối hôm qua ngủ ngon không? À, sắc mặt Trần Thanh Giao hơi hoảng loạn. Thấy vậy, Trần Thanh Tuyết quan tâm hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ không ngủ được? Không, ngủ rất ngon ạ, Trần Thanh Giao miễn cưỡng cười nói. Trần Thanh Tuyết vẫn cứ cảm thấy em gái mình có gì đó sai sai nhưng lại không biết là ở đâu. Lúc này Lý Viễn Sơn đã đưa Trần Khánh An gần đến cửa. Tương Vong, sao thằng nhóc kia còn chưa dậy? Lý Viễn Sơn nghiêm mặt. Vật Tương Vong gãi gãi đầu, nói, Phú Quý đã đi gọi rồi, chắc sắp xuống thôi ạ. Đúng lúc này cậu Phú Quý chạy như bay xuống. Thằng nhóc thối kia đâu? Lý Viễn Sơn lại hỏi. Cậu Phú Quý ngượng ngùng đáp, lão thái gia, thiếu gia nói anh ấy đang không khỏe ồ. Không khỏe. Lý Viễn Sơn nhíu mày. Chính nó không phải y thuật cao minh sao? Sao lại không khỏe được? Tôi cũng hỏi thiếu gia như vậy nhưng thiếu gia lại nói mình là thần y, nói không khỏe thì chính là không khỏe, sau đó bảo tôi cút đi. Cái con người cậu Phú Quý quá thành thật, nếu Lý Trạch Vũ mà ở đây thì chắc chắn sẽ đá hắn mấy đá. Lý Viễn Sơn đang định tức giận. Cũng may có Trần Khánh An đứng cạnh khuyên can, lão trưởng quan đừng nóng giận, có thể Trạch Vũ thật sự không khỏe, không cần thiết phải gọi đâu, chúng tôi về trước đây. Vậy cũng được. Lý Viễn Sơn tiễn đoàn người ra đến ngoài cửa, ngay sau đó nhìn về phía Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Sao, nói, chờ lát nữa ông sẽ bảo thằng nhóc thối kia về. Tuyên thành, bảo nó không được rời khỏi các cháu trong suốt 24 tiếng. Mặt Trần Thanh Tuyết đỏ lên, nói, đầu nghe lão thái gia. Trần Thanh Giao mấp máy môi, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào bụng. Một lát sau, cả nhà Trần Khánh An rời đi. Lý Viễn Sơn lập tức sụ mặt. Đang chuẩn bị trở về tẩn cho Lý Trạch Vũ một trận. Một chiếc xe Honda L5 chậm rãi dừng ở trước cửa nhà họ Lý. Loảng xoảng. Người bước xuống xe là ông cụ nhà họ Diệp Diệp Trung Đường và cháu trai của ông ấy Diệp An. Ô, ông Diệp, mới sáng tinh mơ tới nhà tôi có việc gì không? Lý Viễn Sơn rất tò mò. Diệp Trung Đường chống quải trượng tiến lên, trên mặt vẫn nở nụ cười. À thì, thằng nhóc Trạch Vũ có ở nhà không? Ông già tôi đây muốn tìm có chút việc. Năm lần bảy lượt bị người khác đánh thức khiến Lý Trạch Vũ cực kỳ bực bội, ngay cả khi đối mặt ông cụ nhà họ Diệp và Diệp An thì sắc mặt vẫn rất nhăn nhó. Nhưng Diệp Trung Đường còn tưởng rằng thằng nhãi này vẫn đang giận mình 3 năm nên trong lúc nhất thời chỉ có thể cười khổ. Lý Viễn Sơn đặt chén trà xuống, mở miệng, ông già, có việc gì thì mau nói đi. Diệp Trung Đường nhìn Diệp An bên cạnh, sau đó gật đầu. Trạch Vũ! Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Diệp An ngượng ngùng mở miệng. Lý Trạch Vũ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, giúp cái gì? Khụ khụ. Diệp An cười làm lành nói, là thế này, tôi nghe nói gần đây khoa học kỹ thuật Vân Dương có ý định mở rộng thêm ra phía ngoài, tuy hai tỉnh Tây Bắc có vị trí địa lý không phải quá tốt nhưng những điều kiện khác lại rất phù hợp, cậu xem. Lời tuy chưa nói xong, nhưng mấy người ở đây đều hiểu ra được. Diệp An yêu cầu chiến tích về chính trị. Dù sao thì cũng sắp đến Tết rồi,
rất nhanh năm sau sẽ bắt đầu cải tổ, thời điểm trước mắt bây giờ là quan trọng nhất với anh ta. Hoặc là Bách Xích Can Đầu, cánh tiến nhất bộ, hoặc là dừng bước ở Tổng đốc hai tỉnh. Bách Xích Can Đầu, cánh tiến nhất bộ, tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa, đạt đến một trình độ nào đó rồi mà vẫn tiếp tục học lên nữa, luôn cố công học hỏi để bản thân được thập toàn. Lý Trạch Vũ nhíu mày nói, chỉ vì việc này. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Diệp An nuốt nước miếng. Việc này đối với anh ta hay nhà họ Diệp thì đều là đại sự, nhưng nhìn ý Lý Trạch Vũ thì có vẻ chỉ là chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng có thể lý giải được. Thằng nhãi này chính là ông chủ đứng phía sau quái vật khổng lồ khoa học kỹ thuật Vân Dương, tùy tiện đưa ra một ý tưởng cũng đủ mang lại lợi ích cho cả một nền kinh tế rồi. Nói đơn giản thì người ta có tiền, có thể tùy hứng. Lát nữa tôi. Khoan đãi. Lý Định Quốc chặn lời Lý Trạch Vũ. Mọi người lập tức quay đầu lại nhìn ông. Lý Định Quốc gật đầu nhìn Diệp Trung Đường, ngay sau đó quay ra nhìn về phía Diệp An, thằng nhóc thối nhà tôi có thể hỗ trợ, nhưng... Thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí, nói đến đây thì chắc là cậu Diệp hiểu chứ. Diệp An cười làm lành nói, chú Lý yên tâm, chỉ cần Trạch Vũ có thể cho khoa. Học kỹ thuật Vân Dương đến Tây Bắc phát triển, lúc đó cháu nhất định sẽ đề ra chính sách thoải mái nhất bảo đảm cho Vân Dương được phát triển hoàn diện. Gạch dưới. Dừng dừng. Lý Định Quốc ngoài cười nhưng trong không cười, nói, thằng nhóc này, cậu nghĩ nhà họ Lý dễ bị lừa hay sao hả? Không phải nói khoa trương, nhưng dựa vào đà phát triển bây giờ của khoa học kỹ thuật Vân Dương, cho dù có đi đâu thì cũng đều sẽ trở thành thần tài. Những gì nhà họ Diệp cho người khác được thì họ cũng cho được, thậm chí còn nhiều hơn. Diệp An tiếp tục cười làm lành nói, chú Lý, vậy ngài muốn yêu cầu nhà họ Diệp phối hợp thế nào? Thấy vậy, trong lòng Lý Trạch Vũ thầm nghĩ đúng là gừng càng già càng cay. Bây giờ nhà họ Diệp đã là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Lý Định Quốc lúc này rõ ràng là muốn gặm khúc xương to trên người nhà họ Diệp. Thật ra trong lòng Diệp Trung Đường và Diệp An cũng biết rõ ràng, cho nên trước đó đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Định Quốc và Lý Viễn Sơn nhìn nhau, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Khụ khụ. Lý Định Quốc nhẹ nhàng nói, chính là cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi cho rằng nếu hai nhà Lý, Diệp thành người một nhà thì mới là đôi bên có lợi. Hả? Lời vừa nói ra. Diệp Trung Đường và Diệp An hai mặt nhìn nhau. Lý Định Quốc nhìn về phía Diệp An, nghiêm mặt nói, việc khoa học kỹ thuật Vân Dương tới đầu tư ở Tây Bắc coi như là quà xính lễ thằng nhóc thúi nhà tôi dùng để cưới con gái ông, thế nào hả? Phụt! Lý Trạch Vũ đang uống trà, không nhịn được mà phun ra toàn bộ. Hắn còn tưởng Lý Định Quốc đã mài dao để chuẩn bị cắt một miếng thịt trên người nhà họ Diệp xuống nữa cơ. Ai ngờ Lý Định Quốc không những không cắt thịt người ta mà còn cho người ta phúc lợi. Được, được, được. Diệp Trung Đường kích động đứng dậy nói, ông già này sẽ làm chủ chuyện này, cứ quyết định như vậy đi, ai cũng không được đổi ý. Khoan đã. Lý Viễn Sơn đột nhiên mở miệng. Mấy người lại đồng thời quay đầu lại. Diệp Trung Đường và Diệp An cùng nín thở, dường như rất sợ ông thay đổi chủ ý. Cái đó, ông Diệp à, ông có phải đã quên lời của chúng ta lúc trước rồi không? Lý Viễn Sơn làm mặt quỷ. À. Diệp Trung Đường ngầm hiểu nói, cái này sao tôi có thể quên được chứ? Ngay sau đó ông nhìn về phía Lý Trạch Vũ, đổi chủ đề, ông đã nhìn ra được rồi, đứa nhỏ khinh nhu này có tình cảm với cháu tuyệt đối không thể cô phụ con gái của ông đấy. À, Lý Trạch Vũ trợn mắt há hốc mồm, lập tức sững sờ tại chỗ. Đây là có ý gì? Mua một tặng một à? Diệp Khuynh Thành và Diệp Khinh Nhu cách nhau một thế hệ, con mẹ nó, thật sự thái quá. Mọi người từ từ đã, tôi còn có việc phải đi trước. Lý Trạch Vũ bôi dầu vào lòng bàn chân. Bôi dầu vào lòng bàn chân bỏ chạy nhanh chóng, chỉ những người bỏ chạy khi thấy có điều không ổn. Hắn thật sự không chịu nổi nữa. Mấy ông già này nghiễm nhiên coi hắn thành ngựa giống, hoàn toàn không quan tâm xem người ta có chịu được hay không. Cho dù ông đây có đồng ý thì quả thận cũng không chịu đồng ý. Cháu quay về cho ông, Lý Viễn Sơn gọi. Đáng tiếc Lý Trạch Vũ đã chạy hẳn ra ngoài, căn bản không cho bọn họ cơ hội giữ lại. Lý Định Quốc vẫy vẫy tay, nói, không quan tâm đến thằng nhóc thối đấy nữa, chúng ta tự tính toán đi, dù sao cuối cùng vẫn là tôi. À không, vẫn là cha tôi định đoạt. Lý Viễn Sơn hài lòng gật đầu. Ở nhà họ Lý, tôi nói ai dám không nghe thử xem. Tôi sẽ lột ra kẻ đó.
Lý Trạch Vũ chạy gần như trốn khỏi nhà. Bây giờ đối với hắn mà nói, trong nhà tuyệt đối là nơi khủng bố nhất trên thế giới. Chân trời rộng lớn là tình yêu. Vừa mới khởi động xe thì điện thoại vang lên. Alo, là tôi. Giọng Ngân Hồ vang lên. Cô đến nước hả? Lý Trạch Vũ chờ mong hỏi. Chưa đi, đang chuẩn bị lên máy bay. Ngân Hồ dừng một lúc. Thấy cô muốn nói lại thôi, Lý Trạch Vũ cười nói, trước mặt tôi, có việc gì nói thẳng. Con trai của Kawasaki Ichiryu Kawasaki Kozo đi cùng tôi tới nước hạ. Kawasaki Kozo, Lý Trạch Vũ hơi híp mắt lại, đi tìm chết à. Trạch đế, vì những phiền toái không đáng có, hy vọng đến lúc đó anh có thể giữ lại cho hắn ta một mạng. Ngân Hồ khuyên nhủ. Kawasaki Ichiryu có sức ảnh hưởng rất lớn ở Vương quốc Hoa Anh Đào, mà cô lại quá hiểu tính cách sát phạt quyết đoán của Lý Trạch Vũ. Nếu Kawasaki Kozo mà chết ở nước hạ thì Lý Trạch Vũ nhất định sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ hợp khí đạo. Đây không phải điều cô muốn nhìn thấy. Nên làm thế nào, trong lòng tôi hiểu rõ, cô không cần lo lắng. Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, bình tĩnh nói, khi nào đến nước hạ thì báo cho tôi cho người tới đón cô. Cúp máy, hắn nhanh chóng gọi cho một số điện thoại khác. Đại đương rồ đầu bên kia vang lên giọng nói của sói đen. Cậu đi cùng Jock và Jenny tới cảng phía nam, nghĩ cách lẩn vào phủ trấn Nam Vương. Vậy còn sự an toàn của chị dâu? Tôi sẽ phái người khác bảo vệ họ. Cúp máy, Lý Trạch Vũ lại gọi cho một số khác. Sao hả, lại muốn chúng tôi đi lau dọn? Giọng Long Thiên Quân vang lên. Nghe xong, Lý Trạch Vũ không nhịn được mà nở nụ cười. Lần này không cần phải lau dọn, thay tôi đi bảo vệ vài người. Tại sân bay quốc tế của Hoàng Thành. Một nam một nữ sóng vai bước ra từ lối đi riêng. Không khí ở nước hạ trong lành thật đấy, còn hơn cả nước Nhật của chúng ta. Kawasaki Kozo say mê. Ngân Hồ hờ hững quay sang nhìn hắn ta một lúc, sau đó chạy lên bắt một chiếc xe taxi. Giả vờ thanh cao cái quái gì, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ đè con tiện nhân mày xuống dưới háng. Kawasaki Kozo nói thầm trong lòng, không nhanh không chậm đi lên xe. Nhìn xe cộ như nước ngoài đường phố. Những tòa cao ốc chọc trời, Kawasaki Kozo không nhìn được mà cảm thán, nếu năm đó, các chiến binh của chúng ta nhẫn tâm thêm một chút nữa thì bây giờ mảnh đất phì nhiêu này đã nằm trong bản đồ của chúng ta rồi, thật đáng tiếc. Cậu là người Nhật. Tài xế trừng mắt lườm Kawasaki Kozo qua kính chiếu hậu, khinh thường nói, nước hạ của chúng tôi có nền văn hóa trường tồn cả 5.000 năm, là nơi cho cái nước bé nhỏ mấy người so sánh hay sao? Còn muốn chinh phục bọn ta? À! Chỉ dựa vào đám người ếch ngồi đáy giếng mà cũng xứng. Thằng khốn, ông vừa nói cái gì? Kawasaki Kozo bất mãn nói, năm đó nếu các chiến binh của bọn tao tàn nhẫn thêm một chút, tàn sát các thành phố đi qua thì bảo đảm lũ ma bệnh chúng mày sẽ phải quỳ xuống đầu hàng. Người ta nói quân đội hai bên đánh nhau không được khiến bá tánh bị thương, đám Nhật chúng mày đều là súc sinh, giết hại vô số đồng bào tay không tấc sắt của bọn tao, bây giờ lại còn dám nói không nhãn tâm. Hừ hừ. Tài xế càng nói càng tức, đột nhiên giẫm phanh, tháo đai an toàn, mở cửa xe, các động tác liền mạch lưu loát. Con mẹ nó, mày cút xuống xe cho tao, ông đây không chở chúng mày nữa. Tài xế cứng rắn, mạnh mẽ nói. Kawasaki Kozo giận tím mặt, thậm chí còn nổi sát khí. Ngân Hồ nhíu mày, cảnh cáo, bây giờ nước hạ đã không còn là nước hạ của trăm năm trước nữa, tôi khuyên anh tốt nhất đừng có tự cao tự đại, còn nữa. Đừng quên mục đích của chuyến đi lần này. Nghe xong, Kawasaki Kozo mới bình tĩnh lại. Ngân Hồ mỉm cười xuống xe, đưa cho tài xế vài tờ 100 đô, nói xin lỗi, thật ngại quá, vừa rồi là bạn của tôi không đúng, mong ông đừng chấp nhận. Sau một hồi nhận lỗi, tài xế mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn kiên trì không chịu chở hai người đi. Rơi vào đường cùng, Ngân Hồ và Kawasaki Kozo chỉ có thể xuống xe. Ngay sau đó Ngân Hồ lấy điện thoại ra gửi một đoạn tin nhắn. Hơn 10 phút sau, một chiếc Bentley dừng trước mặt hai người. Cậu Phú Quý hạ cửa sổ xe, nói, lên xe đi, thiếu gia của chúng tôi đang chờ. Thiếu gia của các anh là... Kawasaki Kozo có chút tò mò. Cậu Phú Quý cười ha ha, vốn định nói tát nữa mày nhất định sẽ phải chết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, sửa thành, hỏi nhiều thế làm gì. Tí nữa là biết ngay thôi. Ngân Hồ đã ngồi lên xe. Kawasaki Kozo nghĩ đối phương là bạn của Ngân Hồ nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Nửa giờ sau, chiếc Bentley đi đến một căn biệt thự trên núi.
Dưới sự dẫn đường của cậu Phú Quý, Ngân Hồ và Kawasaki Kozo đi vào trong tòa nhà chính. Lý Trạch Vũ tắt điếu thuốc trong tay, chăm chú nhìn người phụ nữ đã xa cách từ lâu. Ngân Hồ nhoẻn miệng cười, nói, anh vẫn không thay đổi, vẫn hấp dẫn như xưa ồ. Cô còn đẹp hơn trước kia nữa ồ. Lý Trạch Vũ cười nhẹ, sau đó đứng dậy ôm lấy Ngân Hồ. Thằng khốn. Sắc mặt Kawasaki Kozo lập tức trầm xuống. Trong tiềm thức của hắn ta sớm đã coi Ngân Hồ thành người phụ nữ của mình, lúc này nhìn thấy người phụ nữ của mình đang ôm chặt lấy một thằng đàn ông khác. Bình giấm chua trong lòng lập tức bị hất đổ. Lý Trạch Vũ buông Ngân Hồ ra, hài hước mà nhìn về phía Kawasaki Kozo, thằng nhóc này là con trai của Kawasaki Ichiryu à? Ngân Hồ, hẳn ta là ai? Dám gọi thẳng tên cha của tôi? Kawasaki Kozo càng thêm không vui. Trạch đế, thật sự không cần thiết. Ngân Hồ định khuyên nhủ thì lại bị Lý Trạch Vũ xua tay ngắt lời, tôi đã nói mình biết nên làm gì rồi mà. Nghe xong, Ngân Hồ lập tức ngậm miệng. Ngân Hồ, cô vừa gọi hắn là gì cơ? Trạch đế, sắc mặt Kawasaki Kozo đột nhiên thay đổi. 12 người uy danh hiển hách gồm tứ đế, bát phương của thế giới hắc ám phương Tây, trong đó người huyền bí nhất, cũng là truyền kỳ nhất chính là Trạch đế. Có lời đồn nói, thực lực của Trạch đế mạnh nhất trong tứ đế. Cho nên Kawasaki Kozo mới có phản ứng lớn đến như vậy. Tôi tên là Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ. Kawasaki Kozo nhắc lại, sắc mặt lại biến đổi. Ngân Hồ, hắn ta không phải là kẻ chúng ta phải giết lần này sao? Cô dám, phản bội cha tôi, ụ. Mày sai rồi. Lý Trạch Vũ nhẫn nại sửa lại câu nói, cô ấy không phản bội, bởi vì cô ấy vẫn luôn là người của tao. Nghe vậy, cơ thể Ngân Hồ khẽ run nhẹ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phú Quý, đưa hắn ta lên đường đi. Đã dối. Cậu Phú Quý cầm một thanh đao trong tay, chĩa thẳng vào Kawasaki Kozo, cười lạnh nói, biết thanh đao này tên là gì không? Thằng khốn. Kawasaki Kozo cảm nhận được sát ý của đối phương, lập tức rút ra kiếm của mình ra. Đao này, chuyên diệt quỷ. Vừa dứt lời, cậu Phú Quý lập tức nhảy lên, chém thanh đao xuống. Choang. Kawasaki Kozo giơ kiếm lên đỡ, cả người lui ra phía sau vài bước. Ngân Hồ, nếu tôi mà chết, cha nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Kawasaki Kozo vừa hoảng sợ vừa hối hận. Vốn dĩ hắn ta chỉ muốn đi theo Ngân Hồ để xem náo nhiệt thôi, thuận tiện tới nước Hạ chơi bời một tí, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp nguy hiểm ở đây. Dù sao thì hắn ta rất tin tưởng vào thân thủ của Ngân Hồ. Cái này thì mày không cần lo lắng, bởi vì rất nhanh thôi, thằng cha của mày cũng sẽ được đoàn tụ với mày. Lý Trạch Vũ buông nhẹ một câu, sau đó ôm Ngân Hồ đi lên tầng. Kawasaki Kozo còn muốn nói gì đó nhưng cậu Phú Quý lại chém đao tới. Choang choang choang. Thằng khốn này. Con mẹ nó. Cậu Phú Quý càng chém đao mạnh hơn, không hề cho hắn ta chút thời gian để thở nào. Giết tên người Nhật này khiến nhiệt huyết trong hắn sôi trào. Kawasaki Kozo có thực lực của một ninja bóng đêm, tương đương với một nửa của cao thủ. Cho dù vừa bị cậu Phú Quý đánh lui nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, mười mấy chiêu sau lập tức khiến cậu Phú Quý rơi vào thế hạ phong. Mạnh lên, nói đạo nghĩa với tên người Nhật này làm gì? Giọng Lý Trạch Vũ truyền xuống tầng. Cậu Phú Quý lập tức lấy lại tinh thần, ép sát đao về phía Kawasaki Kozo, sau đó rút ra một khẩu súng lục. Khốn nạn, Kawasaki Kozo trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ rút súng. Đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên. Kawasaki Kozo căn bản không tránh kịp, trơ mắt nhìn hai viên đạn bay thẳng vào bụng mình. Ha ha, để xem mày có chết hay không. Cậu Phú Quý thu hồi khẩu súng, nhấc thanh đao tiến lại gần. Thằng khốn. Thằng khốn cái em gái mày ấy. Doẹt. Một đao chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, đầu Kawasaki Kozo trực tiếp rơi xuống đất. Trên tầng. Ngân Hồ nhíu mày. Nói, anh cần gì phải tự chuốc thêm phiền toái cho bản thân chứ? Con người tôi trước giờ không hề sợ phiền toái. Lý Trạch Vũ bình tĩnh đáp lại, sau đó đưa Ngân Hồ vào trong phòng. Bây giờ đừng nói gì cả, chúng ta hâm nóng tình cảm trước đã. Bên trong lãnh thổ Điền Nam có một cung điện cổ kính. Sau một vài ngày, thương tích của Nam Cung Thạc đã hoàn toàn bình phục, toàn thân trở nên phấn chấn như xưa. Thạch Thiên ngồi nghiêm chỉnh ở một bên. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Tề Kiêu chết thật rồi sao? Nam Cung Thạc khàn giọng hỏi. Thạch Thiên gật đầu, đáp, bẩm đại hộ pháp, trong phủ trấn Nam Vương cũng có tai mắt của ta, Tề Kiêu quả thực đã chết.
Tê Đông Lâm phản ứng ra sao? Nam Cung Thạc lại hỏi. Giận điên người. Thạch Thiên trầm giọng đáp, xét cho cùng thì ông ta chỉ có một thằng con trai là Tê Kiêu thôi. Hẳn là vậy. Nam Cung Thạc ra vẻ như đã sớm đoán được điều này. Thạch Thiên hơi ngừng lại, bổ sung, đại hộ pháp, cái chết của Tề Kiêu là tổn thất của chúng ta, có điều, tôi vẫn cảm thấy cái chết của hắn ta cũng có chút giá trị. Sao lại nói vậy? Nam Cung Thạc giỏng tai lên nghe, nín thở châm ngâm. Thạch Thiên cười lạnh, đáp, tên danh nhà họ Lý giết đứa con trai duy nhất của Tề Đông Lâm, đối phương nhất định sẽ liều mình báo thù hắn, nói không chừng có thể sẽ diệt trừ mối họa lớn này giúp chúng ta cũng nên. Ừ. Nam Cung Thạc chẳng biết xấu hổ mà cười nói, bổn tọa cũng nghĩ thế đấy. Nếu được hỏi hiện giờ ông ta muốn giết chết ai nhất, chắc Lý Trạch Vũ sẽ là sự lựa chọn đầu tiên. Nếu không vì đánh không lại thì ông ta đã sớm bắt đối phương rồi phanh thây xé xác ra rồi, cuối cùng băm cho chó ăn mới có thể được mối hận trong lòng. Đại hộ pháp anh Minh Hồ Thạch Thiên không ngừng nịnh bợ. Sau một thoáng trầm ngâm, Nam Cung Thạc nhíu mày nói, dù cho Tê Đồng Lâm kia không chịu để yên thì cũng vô dụng thôi. Tiểu tử họ Lý kia quả thực rất mạnh, có lẽ ông ta không báo thù nổi đâu. Chưa chắc. Thạch Thiên nở nụ cười nham hiểm, thuộc hạ tiếp xúc với Tê Kiêu được một thời gian không ngắn, cũng moi được một số bí mật từ miệng hắn ta. À! Nam Cung Thạc đột nhiên nổi hứng. Thạch Thiên tràn đầy tự tin, phủ trấn Nam Vương ngầm có quan hệ với thế lực lớn ở Nhật Bản, nếu Tê Đông Lâm mời được bên kia qua đây thì tiểu tử họ Lý chết là cái chắc. Thế lực lớn ở Nhật Bản. Nghe vậy, Nam Cung Thạc có chút căng thẳng. Ngay đến ông ta cũng không phải đối thủ của Lý Trạch Vũ. Nếu đám người Nhật kia tiêu diệt được Lý Trạch Vũ, vậy chẳng phải bọn hắn cũng có thể giết chết ông ta. Ông ta không thể không cảm thấy lo lắng. Bẩm đại hộ pháp, người kia tên là Kawasaki Ichiryun. Thạch Thiên giới thiệu rất cặn kẽ, người này là đệ nhất cao thủ hợp khí đạo của Nhật Bản, thực lực đã đạt tới cảnh giới thánh nhẫn, tương đương với võ giả cảnh giới thiên nhân ở nước Hạ Tai. Tôi biết người này. Nam Cung Thạc tỏ ý khinh thường, ông ta không giết được tiểu tử họ Lý kia đâu. Không phải chứ. Thạch Thiên sững người như trời trông. Không phải cái CCL Nam Cung Thạc bĩu môi. Ông ta từng đấu với Kawasaki Ichiryu, đối phương bị ông ta đánh cho rụng răng đầy đất. Thứ rác rưởi như Ichiryu mà cũng muốn giết Lý Trạch Vũ. Mơ mộng hão huyền. Nếu đúng như vậy thì trên đời này chắc chỉ còn mỗi đại hộ pháp ngài là người giết được tên tiểu tử kia. Thạch Thiên lập tức nghiêm mặt nói. Nghe thuộc hạ tâng bốc như vậy, Nam Cung Thạc không khỏi chột dạ, dù sao đôi chân của ta cũng bị người nọ đánh quẻ đấy. Tuy vậy, ông ta cũng không thể thừa nhận với thuộc hạ là mình không làm được, đành phải cắn răng nói, tiểu tử kia mạnh thì có mạnh, nhưng bổn tọa thừa sức bóp chết hắn bằng một tay. Đại hộ pháp oai phong. Thạch Thiên dở giọng nịnh nọt. Sau đó tỏ vẻ nghiêm túc, nếu tiểu tử kia không bị diệt trừ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành mối họa cho chúng ta. Thuộc hạ khẩn xin đại hộ pháp đích thân ra tay xử lý tiểu tử ấy. Khụ khụ. Nam Cung Thạc điếng người, vội vàng từ chối, gần đây bổn tọa đang bận. Suy tính đại sự, quả thực không có thời giờ đi tìm tiểu tử kia, cứ để hắn bay nhảy vài ngày đi. Lý Trạch Vũ vốn định hâm nóng tình cảm với gia nhân sau một thời gian dài xa cách. Ngặt nỗi người thân của giai nhân lại đến thăm, hắn đành phải kìm nén lửa dục trong lòng. Con trai Kawasaki Ichiryu đã chết, cô về cũng khó ăn khó nói, chỉ bằng ở lại bên tôi đi. Lý Trạch Vũ lên tiếng giữ người. Ngân Hồ khẽ mỉm cười, lắc đầu, tôi không thể từ bỏ trách nhiệm được. Kawasaki Ichiryu sẽ không nghi ngờ tôi đâu, có điều. Nói đến đây, gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng, chắc chắn Kawasaki Ichiryu sẽ phái cao thủ lợi hại hơn đến đây. Khi ấy anh phải cẩn thận nhé. Cô không cần lo cho tôi. Lý Trạch Vũ chuyển đề tài, cô luôn sống ở nước Nhật trong nhiều năm qua, rốt cuộc là vì chuyện quan trọng gì? Ừm. Ngân Hồ gật đầu, nói, tôi muốn giết Kawasaki Ichiryu. Cô có thù với ông ta. Huyết hải thâm thù. Nghe thế, Lý Trạch Vũ cau mày, tại sao cô không nói cho tôi biết ngay từ đầu? Chẳng lẽ cô sợ tôi không phải đối thủ của ông ta? Ngân Hồ có thể cảm nhận được sự chân thành của Lý Trạch Vũ, cười thấu hiểu, ngoài việc lo cho anh thì còn có một nguyên nhân khác nữa. Tôi muốn được tự tay báo mối thù này. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Ngân Hồ đã không muốn nói nhiều thì Lý Trạch Vũ đương nhiên sẽ không ép. Đợi tội giết Kawasaki Ichiryu nhé, nếu lúc ấy anh không chê tôi thì tôi sẽ trở về bên anh, vĩnh viễn không rời. Cặp mắt long lanh trong trẻo của Ngân Hồ thấm đượm tình yêu.
Lý Trạch Vũ ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng nói, sao tôi lại ghét bỏ em được chứ? Ngân Hồ gật đầu, tôi sẽ giữ gìn tấm thân trinh trắng này cho anh. Ngoài anh, cả đời này tôi sẽ không cho người đàn ông thứ hai chạm vào mình. Nghe lời cô nói, Lý Trạch Vũ không khỏi có chút hổ thẹn. Có lẽ là do tâm linh tương thông, Ngân Hồ thản nhiên cười, anh là đàn ông, vì vậy tôi sẽ không oán trách anh. Lý Trạch Vũ lại càng thêm xấu hổ. Nam nữ bình đẳng, sở dĩ Ngân Hồ không ngại hắn có thêm phụ nữ bên ngoài là vì cô yêu hắn nhiều hơn. Tôi sẽ không bao giờ phụ bạc cô. Lý Trạch Vũ nói lời hứa hẹn. Ngân Hồ mỉm cười, gật đầu đáp, tôi tin anh. Một lát sau, cậu Phú Quy lái ô tô đưa Ngân Hồ rời khỏi đây, còn Lý Trạch Vũ thong dong bấm một dãy số điện thoại. Alo, láo xược, cậu dám nói với bổn giáo chủ bằng thái độ như vậy hả? Cùng lúc đó, Nam Cung Thạc đang ở Điền Nam xa xôi cũng sợ hết hồn. Kẻ dám xưng là giáo chủ trước mặt Nam Cung Thạc, ngoại trừ Hướng Dương Thiên đã chết thì chỉ còn tên Lý Trạch Vũ làm ông ta hận thấu xương tủy mà thôi. Lý Trạch Vũ giọng nói khàn khàn của Nam Cung Thạc tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mới qua mấy ngày không gặp mà ông đã muốn tạo phản rồi sao? Dám gọi thẳng đại danh của bổn giáo chủ. Lý Trạch Vũ dở giọng trêu tức. Nam Cung Thạc cười khẩy, đáp. Bổn tọa chỉ đùa giỡn cậu một chút thôi, cậu thật sự cho rằng bản thân có thể lên làm giáo chủ Vu giáo ư? Ý gì đây, không lẽ ông lừa tôi? Khặc khặc. Nam Cung Thạc cười nham hiểm, đến giờ mới vỡ lẽ à? Cậu đúng là đồ ngu xuẩn. Ông không sợ tôi đánh chết ông à? Lý Trạch Vũ pha trò. Đánh chết tôi, khà khà khà. Nam Cung Thạc cười lớn, cậu có thể tìm được tôi hả? Khặc khặc, tiểu tử, cậu giết Tề Kiêu rồi. Cậu nên suy tính xem phải đối phó với cơn thịnh nộ của Trấn Nam Vương bằng cách nào trước đãi. Hay lắm. Lý Trạch Vũ cười hì hì, chuyển chủ đề, đại hộ pháp, có phải dạo gần đây cơ thể ông thỉnh thoảng lại xuất hiện cơn ngứa dâm ran hay không? À, nghe vậy, Nam Cung Thạc đột nhiên dùng mình. Nam Cung Thạc như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ. Trước đó ông ta mải mê lo nghĩ cho thương thích của mình, vì vậy mới quên bản thân đã uống phải độc cóc của Lý Trạch Vũ. Tút tút tút. Cúp điện thoại, Nam Cung Thạc gầm lên, người đâu, lập tức gọi Tái Hoa Đà tới đây cho bổn toại. Vâng, một gã trai cung kính lui ra ngoài. Một lúc sau, dưới sự dẫn đường của gã trai nọ, một lão già mặt đầy nếp nhăn tập tễnh đi vào. Lão ta tên là Cổ Thừa Phong, là truyền nhân đời thứ 99 của Dược Vương Cốc, được mệnh danh là Tái Hoa Đà. Bái kiến các chủ, Cố Thừa Phong chắp tay hành lễ. Ông hãy mau qua đây kiểm tra cơ thể của bổn tọa. Nam Cung Thạc sải bước tới nghênh đón. Nhìn vào dáng vẻ hoảng hốt của đối phương, Cổ Thừa Phong không dám coi nhẹ, lập tức bắt mạch cho Nam Cung Thạc. Một hồi sau, các chủ, cơ thể ông không có gì bất ổn, ông có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Cổ Thừa Phong ngạc nhiên ra mặt, thầm nghĩ liệu có phải dạo này Nam Cung Thạc rảnh rỗi sinh nông nổi nên ông ta mới cố tình kiếm chuyện hay không? Nam Cung Thạc nghiêm mặt, hỏi, ông khẳng định cơ thể tôi rất bình thường. Lẽ nào các chủ không tin tưởng y thuật của cổ mỗ? Cổ Thừa Phong hỏi ngược lại với vẻ mặt tự tin. Chân mày Nam Cung Thạc nhíu chặt thành chữ xuyên. Đương nhiên, Nam Cung Thạc hiểu rất rõ trình độ y thuật của Cổ Thừa Phong, nhưng vấn đề là thi thoảng người ngợm ông ta lại lên cơn ngứa ngáy y như lời Lý Trạch Vũ tả. Ông có hiểu biết về độc cóc không? Nam Cung Thạc hỏi tiếp. Độc cóc? Cổ Thừa Phong ngẩn người, không khỏi nhíu mày, tôi biết chứ, hơn nữa còn giải độc được mấy lần rồi. Tại sao các chủ lại hỏi tới việc này? Thật không dám giấu, mấy ngày trước bổn tọa bất cẩn nên mới trúng gian kế của một tên tiểu quỷ, tôi bị trúng độc cóc mất rồi. Thân là lãnh đạo, hơn nữa cũng rất sĩ diện, Nam Cung Thạc đã rất xấu hổ khi phải nói ra tình hình thật sự. Các chủ, cổ mỗ có thể đảm bảo cơ thể ông không có chút bất thường nào, chắc chắn không trúng độc cóc. Ông chắc chứ? Cổ mỗ có thể lấy đầu mình ra để bảo đảm, vậy tại sao dạo này bổn tọa lại bị ngứa? Có phải là vì bị muỗi cắn không? Nghe thế, đôi mắt Nam Cung Thạc bừng sáng. Mặc dù đã bắt đầu vào đông nhưng Điền Nam là khu vực rừng mưa nhiệt đới, vẫn còn khá nhiều muỗi. Ha ha ha! Trong cơn kích động, Nam Cung Thạc không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho dãy số trước đó. Tiểu Nam, ông sợ rồi phải không? Lý Trạch Vũ lại dở giọng chọc tức. Nam Cung Thạc cười sang sảng, đáp, cậu coi bổn tọa là đứa trẻ 3 tuổi sao? Bổn tọa không hề trúng độc. Hả, xem ra không thể lừa được ông rồi. Lý Trạch Vũ nói với giọng hụt hẫng. Nghe xong,
Nam Cung Thạc càng thêm khẳng định đối phương đang lừa mình, ông ta không khỏi lớn tiếng châm chọc, oát con, tốt nhất là cậu nên cầu nguyện mình chết dưới tay Trấn Nam Vương. Bằng không nếu có một ngày cậu rơi vào tay bổn tọa thì bổn tọa nhất định sẽ khiến cậu muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu Nam à, ông đừng quan tâm đến vấn đề sống chết của tôi nữa. Chúng ta bàn một chút về chuyện đầu cóc đi. Lý Trạch Vũ thở dài, đáp, không biết ông có từng nghe nói chưa? Trên thế gian này có một loài cóc đến từ sông băng lạnh lẽo, nước bọt do nó tiết ra không màu không vị, không thể phát hiện được bằng phương pháp thông thường. Cái gì? Nam Cung Thạc biến sắc, cúp máy xong lập tức quay sang hỏi Cổ Thừa Phong, có phải đầu cóc đến từ sông băng không màu không vị hay không? Nghe vậy, Cổ Thừa Phong lập tức thay đổi sắc mặt, các chủ, chẳng lẽ ông trúng đầu cóc băng rồi? Nếu bổn tọa biết thì cần hỏi ông làm gì? Nam Cung Thạc sẵn giọng quát. Cổ Thừa Phong không dám xem nhẹ, lập tức đặt hòm thuốc bên người xuống đất, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chén nhỏ chứa đầy chất lỏng. Các chủ, ông nhỏ một giọt máu vào đi. Nam Cung Thạc làm theo ngay, cắn rách ngón tay rồi nhỏ một giọt máu vào trong. Qua giây lát, chất lỏng vốn trong suốt bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm, nhưng ngay sau đó chất lỏng đỏ thẫm này lại biến thành màu đen. Các chủ. Cổ Thừa Phong nuốt nước bọt, nói, ông trúng độc cóc băng thật rồi. Ông có cách giải độc chứ? Nam Cung Thạc ân cần hỏi. Cổ Thừa Phong lắc đầu, độc cóc băng là thứ không có thuốc giải, người trúng độc này chỉ có nước chuẩn bị hậu sự thôi. Ôi chao! Lão ta chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Nam Cung Thạc đá cho ngã vật ra đất. Con mẹ ông, chẳng phải vừa rồi ông còn lấy mạng ra đảm bảo bổn tọa hoàn toàn bình thường hay sao? Nam Cung Thạc nhìn từ trên cao mà chất vấn. Cổ Thừa Phong khóc không ra nước mắt, các chủ, thuộc hạ đâu ngờ ông lại trúng độc cóc băng, dù sao thì cóc băng cũng ngàn năm khó gặp, vô cùng hiếm hoi. Ông đừng kiếm cớ với bổn tọa nữa, nếu hôm nay ông không nghĩ ra cách giải độc cho bổn tọa thì bổn tọa sẽ giết ông. Lúc nói xong từ cuối cùng, Nam Cung Thạc gần như gào ầm lên. Cổ Thừa Phong tỏ rõ vẻ khiếp đảm, bối rối đáp, các chủ, dù ông giết tôi thì tôi cũng không giải nổi độc này. Biến, cút ngay đi. Nam Cung Thạc gào thét như điên như dại. Cổ Thừa Phong gần như lăn lộn để trốn đi, thậm chí còn bỏ quên hòm thuốc câu cơm. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Nam Cung Thạc lả đi như bị rút hết sức lực, toàn thân mềm oặt, nằm bệt dưới đất. Người chúng phải độc cóc băng phải chuẩn bị hậu sự dần. Tuy rằng đã sống hơn trăm tuổi nhưng ông ta vẫn còn nghiệp lớn chưa hoàn thành, ông ta không muốn chết đi như thế này. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, Nam Cung Thạc nhảy dựng khỏi mặt đất. Cuống cuồng lấy điện thoại ra bấm vào dãy số lúc trước. Chào ông, số ông gọi đến đang ở trong cuộc hội thoại khác. Đối phương dập máy. Nam Cung Thạc không từ bỏ ý định, lại gọi tiếp. Đối phương không nhận máy. Gọi liên tục mười mấy cuộc mà đối phương vẫn không nghe. Khi Nam Cung Thạc đang rối như tơ vò thì cuộc gọi cuối cùng cũng được kết. Tiểu Nam, tôi rất bận, ông gọi cho tôi làm gì? Giáo chủ, thuộc hạ biết sai rồi. Nam Cung Thạc lên tiếng trong lo sợ, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân là đàn ông thì phải biết tiến biết lùi. Trước hết cần phải cầu xin Lý Trạch Vũ giải độc. Trên người, sau này vẫn còn nhiều cơ hội hành hạ đối phương sống dở chết dở. Ha, bây giờ ông chịu thừa nhận tôi là giáo chủ à? Chẳng phải lúc trước ông nói là ông đang trêu đùa tôi mà. Giáo chủ, thuộc hạ chỉ đùa với ngài một chút thôi mà. Còn tôi thì giận thật, vì tôi là người không thích nói đùa. Giọng Lý Trạch Vũ dần trở nên lạnh băng. Nam Cung Thạc vẫn còn định giải thích này nọ. Quỳ xuống. Một tiếng quát gay gắt vang lên từ đầu dây bên kia. Bịch. Nam Cung Thạc gần như quỳ rạp xuống theo bản năng, ngay cả đá xanh lát trên sàn cũng bị ông ta quỳ vỡ ra. Thùng thùng thùng. Một số đệ tử vu giáo ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn lục tục lao vào trong. Đại hộ pháp, ngài đang làm gì vậy? Đệ tử dẫn đầu tỏ rõ sự ngạc nhiên. Nam Cung Thạc cảm thấy mất hết mặt mũi rồi, vội vàng bịt ống nghe điện thoại rồi quát lên, bổn tọa đang luyện một môn thần công. Các cậu lập tức ra ngoài ngay cho tôi, bổn tọa không ra lệnh thì không ai được bước vào đây. Vâng, các đệ tử lập tức lui ra ngoài. Đại hộ pháp của các người đang luyện thần công gì vậy, sao lại quỳ xuống đất để luyện thế kia? Có quỷ mới biết, nhưng chắc phải là thần công kinh khủng lắm. Chúng đệ tử châu đầu xúm xít bàn tán. Nam Cung Thạc đang quỳ gối giữa đại điện cũng không quan tâm nhiều như vậy, ông ta ngượng ngùng nói vào micro của điện thoại. Giáo chủ, thuộc hạ đã quỳ rồi, ngài còn dặn dò gì không? Tính mạng bị đe dọa,
Nam Cung Thạc chỉ có thể khúm núm, buông bỏ tôn nghiêm của mình. Nhưng hiện tại Lý Trạch Vũ đã chơi đến phát nghiện rồi, không chỉ bắt Nam Cung Thạc quỳ 4 tiếng đồng hồ, còn yêu cầu ông ta quay phim lại, không được quỳ thiếu dù chỉ một giây, nếu không sẽ không đưa thuốc giải cho ông ta. Nam Cung Thạc đáng thương chỉ có mỗi cái điện thoại cổ lỗ sĩ, đâu có chức năng quay phim, cuối cùng đành mượn tâm phúc của mình một chiếc điện thoại thông minh, còn nhờ đối phương quay video giúp ông ta. Bổn tọa đang luyện một loại thần công, cậu cầm điện thoại quay toàn bộ động tác lại giúp bổn tọa, nhớ không được quay thiếu động tác nào, có biết chưa? Nam Cung Thạc nghiêm giọng căn dặn. Đại hộ pháp cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ không bỏ lỡ bất cứ động tác nào của ngài. Tên đệ tử kia vừa nghe thấy có thể tận mắt chứng kiến đại hộ pháp luyện thần công, trong lòng thầm hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải học trộm nửa chiêu mới được. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, đại hộ pháp bắt đầu đi ạ. Bộp. Tên đệ tử vừa dứt lời, Nam Cung Thạc lập tức quỳ xuống, hướng mặt về phía hoàng thành. Đại hộ pháp làm gì vậy nhỉ? Đang yên đang lành lại chủ động quỳ gối là sao? Tên đệ tử kia hoang mang nghĩ ngợi. Tầm một tiếng sau, hai chân Nam Cung Thạc đã tê dần, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, ông ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không dám cử động. Rất nhiều lần, tên đệ tử đứng bên cạnh quay video muốn xông lên hỏi thử rốt cuộc Nam Cung Thạc đang luyện công pháp gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Lý do là cậu ta hiểu rất rõ Nam Cung Thạc thuộc kiểu người sáng nắng chiều mưa, có thể một giây trước còn mỉm cười hiền từ, nhưng giây sau đã sai người băm bạn thành đống thịt vụn rồi quăng cho chó ăn. Nói khó nghe một chút thì không khác gì kẻ biến thái hết. 4 tiếng sau, khi giây cuối cùng vừa hết, Nam Cung Thạc lập tức đứng dậy, có điều vì quỳ lâu qua nên hai chân đã tê dại, chẳng còn chút cảm giác, chỉ đành gọi tên đệ tử đang quay phim tới đỡ mình. Đại hộ pháp, ngài cứ từ từ thôi ạ. Gửi đoạn phim đó đến tài khoản này cho tôi. Nam Cung Thạc dành trước lệnh. Rõ, tên đệ tử kia lập tức tuân theo. Sau đó, Nam Cung Thạc gọi ngay vào số điện thoại của Lý Trạch Vũ. Giáo chủ, tôi đã làm theo lệnh của ngài rồi, ngài có thể xem video để kiểm tra, tuyệt đối không sót giây nào. Hai từ giáo chủ dọa tên đệ tử đứng bên cạnh lạnh cả sống lưng. Phải biết là giáo chủ của họ đã chết cách đây mười mấy năm về trước rồi, chẳng lẽ lão già kia lại giả chết? Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu ta. Tôi nghĩ hẳn là ông cũng không dám lừa tôi cho đủ số đâu, được rồi, giờ ông chạy một chuyến đến Nam Cảng gặp tôi đi. Lý Trạch Vũ bâng quơ nói một câu. Rồi lập tức cúp máy. Nam Cung Thạc ngồi nghỉ một chốc, tới khi hai chân đã khôi phục lại cảm giác mới bật người dậy, sai tâm phúc chuẩn bị máy bay trực thăng cho mình. Đúng rồi, nhớ xóa đoạn phim ban nãy đi đấy, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Lúc chuẩn bị đi, Nam Cung Thạc không quên căn dặn một câu. Tên đệ tử kia thề thốt, đại hộ pháp cứ yên tâm, thuộc hạ xóa ngay đây ạ. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thực tế cậu ta lại không làm theo. Bởi vì cậu ta muốn lưu đoạn phim này lại, đặng nghiên cứu thử xem thần công mà Nam Cung Thạc luyện là thế nào. Tại Hoàng Thành, Lý Trạch Vũ cúp điện thoại của Nam Cung Thạc, không lâu sau đã chạy tới sân bay Hoàng Thành. Vật tương vong mua sẵn vé máy bay. Hơn 2 tiếng sau, ba người Lý Trạch Vũ vừa bước ra khỏi sân bay, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại cái két ngay trước mặt họ, ngồi ở vị trí tài xế chính là Sói Đen. Đại đương gia, đi đâu? Sói Đen hỏi một câu. Phủ trấn Nam Vương, Lý Trạch Vũ nhẹ giọng ra lệnh. Nghe vậy, mặt mày Sói Đen thoáng biến sắc, cau mày bảo, đại đương gia à, trấn Nam Vương đang tổ chức tang lễ cho con trai, nếu ngài tới gặp sợ là. Sợ cái gì? Lý Trạch Vũ khinh thường ngắt lời, dù trấn Nam Vương có 10 lá gan cũng không dám đụng vào tôi. Giọng hắn không lớn, lại vô cùng khí phách. Tầm 20 mấy phút sau, Mercedes-Benz dừng lại bên ngoài phủ trấn Nam Vương. Lúc này, ngoài phủ có rất nhiều loại xe sang trọng đậu ngay ngắn thành hàng dài, là xe của mấy ông tai to mặt lớn từ khắp nơi trên cả nước đổ về phúng viếng. Sự xuất hiện của nhóm Lý Trạch Vũ không hề kinh động tới bất cứ ai, kể cả đám người hầu canh cửa, họ thuận lợi đi thẳng một đường vào tới bên trong phủ. Tới nhà họ Lý cũng phái người đến viếng. Nghe đồn quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Tề vốn không tệ, có điều sao nhà họ Lý lại cử tên công tử trói gà không chặt Lý Trạch Vũ tới. Trấn Nam Vương thông báo với bên ngoài rằng con trai mình đột ngột phát bệnh mà chết, thế nên không một ai biết gì về nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết của Tề Kiêu cả. Lý Trạch Vũ bước tới trước linh đường, người hầu đứng bên cạnh chủ động đưa cho hắn nén hương, nhưng hắn lại chẳng thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một lần. Lý Trạch Vũ, anh vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở nhà họ Tề nữa hả? Tề Tư Dư đứng bật dậy,
tính xông tới. Cậu Phú Quý nhanh chân chặn đường, cảnh cáo, con gái con đứa nên rụt rè một chút, dù có thích thiếu gia của bọn này tới đây thì cũng phải để ý tình huống xung quanh chứ. Anh nói nhảm gì đấy hả? Tê Tư Dư trợn trắng mắt nhìn thẳng Lý Trạch Vũ, giờ tôi chỉ ước sao không thể ăn thịt uống máu anh ta thôi đấy. Câu nói này đã làm dấy lên sự nghi ngờ của khách khứa xung quanh. Không phải đại thiếu nhà họ Lý đến để phúng viếng hả? Sao trông Tề Tư Dư cứ như nhìn thấy kẻ thù vậy? Ai mà biết? Đúng lúc này, Tề Đông Lâm mặc một thân quân phục, hùng dũng bước vào linh đường. Tư Dư, lui ran. Ông nội, anh ta. Ông bảo cháu lui ra. Tề Đông Lâm lại quát lớn một tiếng. Tề Tư Dư chỉ có thể nén giận lui ra ngoài. Nhà họ Tề bọn tôi không chào đón cậu, mời cậu đi cho. Nếu không phải kiêng kỵ lễ tang, Tề Đông Lâm chỉ hận không thể một súng bắn chết Lý Trạch Vũi. Khách khứa xung quanh cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu nói thái độ tức giận của Tề Tư Dư với Lý Trạch Vũ là do hiểu lầm, nhưng một khi Trấn Nam Vương cũng hành xử như vậy, chứng tỏ đằng sau chắc chắn có bí mật gì đó. Tôi tới đây không phải để thắp nhang phúng viếng. Đây là câu nói đầu tiên kể từ khi Lý Trạch Vũ bước chân vào phủ. Tề Đông Lâm chau mày, nhìn hắn chằm chằm. Mục đích của tôi hôm nay là muốn tuyên chiến với nhà họ Tề mấy người. Giọng nói Lý Trạch Vũ như ẩn chứa sức mạnh, không lớn lại truyền rõ mồn một tới ai từng người có mặt tại hiện trường. Đám đông tức khắc xôi trào. Nhà họ Lý tính làm gì vậy? Đầu tiên là xóa sổ nhà họ Khương khỏi nước Hạ, kế tiếp lại khai chiến với nhà họ Tần. Giờ còn muốn tuyên chiến với nhà họ Tà. Mọi người thật sự phục nhà họ Lý sát đất, nhưng kiêng kỵ vẫn chiếm phần nhiều hơn. Với sự nổi bật của nhà họ Lý lúc này, tuyệt đối không có người, hoặc gia tộc nào dám đứng ra trước đầu ngọn gió. Nhà họ Tề chúng tôi không thích gây sự khắp nơi, nhưng cũng chẳng phải hạng sợ phiền phức. Tề Đông Lâm khí phách đáp trả. Lý Trạch Vũ gật đầu, trầm giọng nói, tôi vốn định giết sạch 19 đời nhà họ Tề mấy người, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Nghe vậy, Tề Đông Lâm híp mắt nhìn hắn. Muốn biết tôi sẽ dùng cách gì đối phó nhà họ Tề các ông hả? Lý Trạch Vũ bất chợt nhếch miệng cười khẩy. Tề Đông Lâm nghiêm mặt, lạnh lùng đáp, có chiêu trò gì cứ việc tung ra, lão phu sẽ đỡ hết. Được, thế chúng ta cứ chống mắt lên mà xem. Lý Trạch Vũ để lại một câu, rồi xoay người rời đi. Tề Đông Lâm hướng mắt nhìn theo bóng lưng dần xa của hắn, mặt mày tối đen như mực. Lát sau, nhóm người Lý Trạch Vũ đi một vòng lớn lại trở về tới sân bay Nam Cảng. Kế tiếp, Nam Cung Thạc xuất phát từ Điền Nam cũng đã tới nơi, hai bên tìm một chỗ để gặp mặt. Giáo chủ, độc trên người tôi. Nam Cung Thạc nịnh nọt mở miệng, lại bị Lý Trạch Vũ hùng hổ cắt ngang, bớt nói nhảm, mau đi theo tôi. Giáo chủ, ngài muốn dẫn tôi đi đâu? Trong lòng Nam Cung Thạc bỗng thấy hơi căng thẳng. Lý Trạch Vũ võ vai ông ta mấy cái, cười kha kha nói, dẫn ông đi hưởng thụ phụ nữ Nhật Bản chứ đâu nữa. Chiều hôm đó, Minh chủ Võ Lâm vừa nhậm chức đã nhắn một tin thế này lên nhóm WeChat có tên Cẩm Trịch Giới Võ Lâm, tình huống khẩn cấp, mời các vị trưởng môn lập tức xuất phát tới Nam Cảng. Trưởng môn Tống Thành Công phái Tuyết Sơn trả lời Lý Trạch Vũ, Minh chủ, có phải xảy ra chuyện lớn gì không? Trưởng môn lệnh Hồ Bác phái Hoa Sơn trả lời Lý Trạch Vũ, Minh chủ, chẳng lẽ có manh mối về tàn dư của Vu giáo? Quản lý Tiêu Giao Cung thánh nữ Bạch Tố Y, xin tuân theo mệnh lệnh của Tôn Minh chủ, tôi lập tức dẫn dắt binh mã xuất phát ngay đây. Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ lại nhắn thêm rằng trưởng môn các phái đến là được rồi, không cần mang theo đệ tử gì đâu. Thấy vậy, các vị trưởng môn càng thêm khó hiểu. Lý Trạch Vũ không muốn tốt thời gian giải thích cho từng người một, bèn nhắn thẳng thế này, người đầu tiên tới Nam Cảng sẽ được thưởng 10 triệu. Chỉ trong nháy mắt, nhóm WeChat vốn náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Trong một khách sạn 6 sao cao cấp nào đó ở Nam Cảng, Lý Trạch Vũ liếc nhìn Nam Cung Thạc đứng bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở, tiểu Nam à, lát nữa nhớ che kín mặt lại đó nha. Còn nữa, không có chuyện gì quan trọng thì đừng mở miệng, cứ làm một người câm là được. Nghe vậy, Nam Cung Thạc sững người. Đường đường là đại hộ pháp của Vu giáo, chẳng lẽ lại không có mặt mũi gặp người khác tới vậy hả? Tại sao lại phải giả làm người câm? Người xuất hiện đầu tiên là trụ trì Đức Viễn của Thiền Lâm Tự. Kế tiếp các vị trưởng môn của các phái võ lâm khác cũng lần lượt chạy tới, bấy giờ, Nam Cung Thạc mới hiểu lòng tốt của Lý Trạch Vũ. Một khi thân phận đại hộ pháp Vu giáo này của ông ta bị phát hiện, chắc chắn sẽ lập tức bị mọi người bao vây. Thế nên Lý Trạch Vũ vì muốn tốt cho ông ta nên mới nói như vậy. A-di-đà Phật, Lý Minh Chủ,
lão nạp là người đầu tiên đến nơi đó. Trụ trì Đức Viễn chắp tay nói, trên mặt để lộ vẻ từ bi. Thấy vậy, những người khác âm thầm giơ ngón cái tán dương. Người đời thường bảo người xuất gia tứ đại giai không, nhưng đứng trước tiền tài, sao có thể thật sự xem như không thấy được chứ? Lý Trạch Vũ cũng rất sảng khoái bảo cậu Phú Quý chuyển 10 triệu vào tài khoản của trụ trì Đức Viễn, khi thấy trên mặt những người khác để lộ vẻ thất vọng, hắn lại ra hiệu cho cậu Phú Quý chuyển cho mỗi người 5 triệu. Lý Minh Chủ khách khí quá, vậy lão phu cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Minh Chủ đúng là hào phóng, tôi xin ngả mũ thán phục. Nhất thời, mặt mày các vị trưởng môn lập tức tươi roi rói như hoa. Chỉ có mình Bạch Tố Y tò mò hỏi, sư thúc gọi mọi người đến đây là vì chuyện gì vậy? Hỏi rất hay, Lý Trạch Vũ vẫy tay cười, bảo, bổn minh chủ định dẫn mọi người ra nước ngoài du lịch một chuyến. Ra nước ngoài du lịch. Trên mặt ai ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Lý Trạch Vũ gật đầu, đáp, tôi đã nhờ người làm xong hộ chiếu cho các vị rồi, vé máy bay cũng được đặt luôn rồi, mọi người chỉ cần thu dọn chút đồ đạc là. Chúng ta lập tức xuất phát ngay. Minh chủ, trong tông môn vẫn còn rất nhiều chuyện lớn nhỏ cần bọn tôi giải quyết, thật sự không có tâm trạng đi du lịch. Đúng vậy đó Minh chủ, nếu chỉ đi du lịch thôi thì xin thứ lỗi, hồ mỗ không thể phụng bồi. Mọi người mồm năm miệng 10 từ chối. Lý Trạch Vũ tức khắc sừng sộ lên, không vui nói, sau khi nhậm chức, bổn Minh chủ rất muốn trở nên thân thiết hơn với các vị nên mới tự móc tiền túi mời mọi người ra nước ngoài chơi mấy ngày, sao hả, không chịu nể mặt tôi đúng không? Minh chủ đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý đó. Đủ rồi, Lý Trạch Vũ hiên ngang cắt lời, bảo, lần này dẫn mọi người đi du lịch chỉ là thứ yếu, thật ra chúng ta còn một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng phải làm. Nhiệm vụ gì? Tống Thành Công buột miệng hỏi. Tôi muốn dẫn mọi người đi càn quét giới võ đạo Nhật Bản. Ẩm, mọi người quay sang, chố mắt nhìn nhau, không hiểu gì cả. Võ giả Nhật Bản hoành hành ngang ngược, dám tuyên bố rằng võ đạo nước họ mới là no. Một, mọi người đều là những nhân tài kiệt xuất của giới võ lâm nước Hạ, thế nên lần này, tôi muốn dẫn mọi người đi phá đám họ, dạy cho đám người Nhật Bổn đó biết võ đạo nước Hạ mới là mạnh nhất. Thời điểm nâng cao uy thế nước Hạ đã tới, giờ đây, bổn minh chủ chỉ hỏi một câu thôi, ai muốn đi? Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, toàn trường lập tức chìm vào yên tĩnh, im ắng tới mức nghe được cả tiếng hít thở của từng người. Qua một hồi lâu, Bạch Tố Y là người đầu tiên giơ tay ủng hộ, cần tuân hiệu lệnh của minh chủ. Ngay sau đó, sư thái Diệt Tình cũng hùa theo, giết đám người Nhật Bổn kia ư. Cho Bần Ni tham gia với. Muốn phát huy võ đạo nước Hạ sao có thể thiếu sự hiện diện của Tống Mỗ được. Tống Thành Công khí phách hét lớn. Sau đó, các vị trưởng môn còn lại cũng lập tức đồng ý đi theo, không ai muốn rời đi cả. Khi trời sẩm tối, dưới sự hướng dẫn của Lý Trạch Vũ, võ lâm quần hùng nước Hạ lũ lượt lên máy bay, bay thẳng từ Nam Cảng tới một thành phố lớn của cháu trai Nhật Bản. Người anh em này, xin hỏi là trưởng môn của phái nào vậy? Sao lại che mặt kín mít như thế? Hồ Nhất Phong bỗng mở miệng hỏi Han Nam Cung Thạc ngồi bên cạnh. Nam Cung Thạc có hơi căng thẳng, nhất thời không dám mở miệng. Vì xung quanh có không ít người từng tiếp xúc gần với ông ta, một khi mở miệng nói chuyện, khả năng cao sẽ bị bại lộ thân phận mất. Cũng may vào thời điểm nguy cấp, Lý Trạch Vũ đã chú ý tới bên này, vội mở miệng giải vây, ông già đó là người hầu của bổn minh chủ, mọi người gọi ông ta Tiểu Nam là được. Khóe môi Nam Cung Thạc giật giật, tức lắm mà không dám cãi lại. Có nằm mơ ông ta cũng không ngờ sẽ có một ngày, đường đường đại hộ pháp phu giáo như ông ta cũng phải chịu uất ức tới vậy. 4 tiếng sau, máy bay hạ cánh. Mẹ kiếp, nghe đồn phụ nữ Nhật Bản chơi sướng lắm, chuyến này kiểu gì cũng phải thử một lần mới được. Tống Thành Công hăng hái nói, chuẩn bị phát huy uy thế của nước Hạ trên một chiến trường khác. Nghe vậy, lệnh Hồ Bác như tìm được đồng bạn cùng chung chí hướng, vừa vỗ vai Tống Thành Công, vừa nói, Tống trưởng môn, thật là ý tưởng lớn gặp nhau hai. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Trụ trì Đức Viễn đứng bên cạnh cũng có chút tò mò, vội lẩm bẩm vài tiếng Phật hiệu để tĩnh tâm. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe buýt chạy tới trước mặt mọi người. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông vóc dáng nhỏ gầy, thoạt nhìn có hơi thô bỉ. Đại đương gia, gã đàn ông cúi người 90 độ với Lý Trạch Vũ, thái độ cung kính đến lạ. Gã ta chính là tên bỉ ổi đã cố tình hiến cho Lý Trạch Vũ hai cô gái Nhật Bản con. Trình trước khi hắn ra tù. Lý Trạch Vũ cười ha hả nói, Tomiro, cuộc sống bên ngoài thoải mái lắm đúng không? Cũng nhờ ơn phước của đại đương gia,
bằng không tôi làm gì còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Yoshikawa Tomiro mỉm cười. Lý Trạch Vũ vỗ vai gã một cái, bảo, lần này tôi đến Nhật Bản có rất nhiều chuyện cần tới sự giúp đỡ của anh đây, chắc là anh biết nên làm thế nào nhỉ? Đại đương gia cứ yên tâm, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, dù có bắt tôi y lên đầu thủ tướng nước mình, tôi cũng chẳng nhăn mặt do dự đâu ạ. Yoshikawa Tomiro thề thốt đáp. Lý Trạch Vũ gật đầu hài lòng, sai bảo, trước mắt sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ, sau đó tới tìm tôi có chuyện cần căn dặn riêng mình anh. Rõ, Yoshikawa Tomiro gật đầu đồng ý, sau đó nhiệt tình vẫy tay với các vị trưởng môn, chào mừng các vị đến với Nhật Bản chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi người một bữa cơm phong phú rồi, mời mọi người lên xe. Các trưởng môn lục tục lên xe. Vừa lên xe, Tống Thành Công lập tức chạy tới bên cạnh Lý Trạch Vũ, chỉ tay vào Yoshikawa Tomiro, hỏi, Lý Minh Chủ, cậu tìm đâu ra gã sai vặt này thế, thoạt nhìn lanh lợi lắm lắm. Gã sai vặt. Lý Trạch Vũ bật cười đáp, Tống Lão Ca à, đừng thấy dung mạo anh ta có vẻ đáng khinh mà lầm, người ta từng suýt trở thành thủ tướng Nhật Bản đó. Hả, Tống Thành Công nhe răng, xém rất cả cằm vì kinh ngạc. Sáng sớm ngày hôm sau, thành phố Obiko Nhật Bản tung ra một tin tức động trời. Đoàn võ giả của Hạ Quốc đi một quãng đường xa xôi tới nước Nhật Bản, muốn thảo luận học tập với các cao thủ của nước Nhật. Ai ai cũng biết, nhân dân nước Nhật Bản vừa rốt nát lại tự phụ, tin tức này vừa được tung ra đã bùng nổ trên mạng xã hội. Ôi chao, võ giả của nước Nhật Bản chúng ta mạnh nhất thế giới, võ giả của Hạ Quốc muốn tới để tìm chết à? Bảo là học tập, trên thực tế người ta tới để đập phá ấy. Mọi người không cần hoảng, hợp khí đạo cao thủ nhiều vô số. Tùy tiện cử vài người ra cũng đã đủ để treo mấy tên võ giả Hạ Quốc ra đánh rồi. Nhân dân của nước Nhật Bản điên cuồng cào bàn phím. Thế nhưng lúc này, đoàn võ giả Hạ Quốc đã bắt đầu gửi lời thách thức đến võ quán. Ida tiếng tăm lừng lẫy của thành phố Obiko. Quán chủ Umekawa Neku lập tức thông báo với bên ngoài tin tức bản thân chấp nhận thách thức, hơn nữa còn đưa ra những lời hoa mỹ rằng sẽ khiến đoàn võ giả Hoa Quốc có đi mà không có về. Rất nhiều nhà báo và các bên truyền thông ùn ùn kéo tới võ quán Ida. Nhìn kìa, đó là đoàn người võ giả Hạ Quốc. Tách tách tách, đám phóng viên vừa chụp hình vừa vây quanh lại. Lý Trạch Vũ dẫn mọi người đi thẳng tới. Xin hỏi vì sao đoàn võ giả của Hạ Quốc các người lại muốn khiêu chiến với võ giả của nước Nhật Bản chúng tôi? Chẳng lẽ các người không tự nhận biết được năng lực của chính mình hay sao? Nước Nhật Bản chúng tôi cao thủ nhiều như mây. Các người phải tự mình biết mình mới đúng. Nếu như tôi mà là các người, tôi sẽ lựa chọn xin lỗi võ giả Nhật Bản ngay lập tức, sau đó ngoan ngoãn cút về Hạ Quốc. Đám phóng viên mồm năm miệng 10 nói. Mặc dù tiếng Hạ Quốc của bọn họ chẳng đâu vào đâu, nhưng trưởng môn các phái vẫn có thể nghe ra rõ ràng. Tống Thành Công tính tình vốn nóng nảy nghe xong thì giận tím mặt, với mấy tên hề chỉ biết nhảy nhót của nước Nhật Bản các người, một mình ông đây đã đủ diệt sạch rồi. Lệnh Hồ Bác lại càng khinh thường đám người kia, cười lạnh, biết sợ đi, mấy tên xấu xí các người. Được rồi, khiêm tốn một chút đi. Lý Trạch Vũ khoát tay ngăn chặn đám người phía sau mình, sau đó bèn cầm micro của mấy tên phóng viên đến trước mặt mình, bình tĩnh nói, mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi không đến đây để khiêu khích, mà đến với thái độ muốn giao lưu học hỏi, còn có. Chúng tôi không nhằm vào võ quán Ida, chúng tôi cho rằng tất cả võ giả của Nhật Bản đều là rác rưởi cả thôi. Mọi người đều ồ lên, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói ra những lời ngông cuồng nhất. Mạng xã hội lại bùng nổ lên một lần nữa. Võ giả Hạ Quốc ăn nói thật là ngông cuồng, cao thủ mạnh nhất thế giới của Nhật Bản chúng ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là trời cao đất dày. Yên tâm đi, quán chủ Umekawa Neku sẽ cho bọn chúng phải trả giá vì những gì mà bọn chúng đã nói ra. 10 giờ tối, trong võ quán Lada bố trí rất nhiều camera và thiết bị phát sóng trực tiếp. Quán chủ Umekawa Neku mặc bộ đồ võ sĩ, nhìn rất khí khái. Thật ra trong lòng ông ta cũng rất hào hứng, dù sao thì đối với ông ta mà nói thì đúng lúc bản thân có thể lấy việc đánh bại võ giả Hạ Quốc để nâng cao danh tiếng. Ai muốn ra trận đầu tiên? Để lão nạp này đi. Hòa thượng Đức Phiến kiếm tiền tích cực nhất, lúc cần nâng cao danh tiếng đất nước cũng sẽ không lùi bước. Để lão phu lên, vẫn nên để tôi đi. Tất cả mọi người đều tranh giành nhau lên sàn. Hoàn toàn không để Umekawa Neku vào mắt. Thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ hơi nhíu mày. Quá kiêu ngạo thì chắc chắn sẽ thất bại. Mặc dù đám người Nhật Bản không biết xấu hổ,
nhưng cũng không thể không thừa nhận người có ta có rất nhiều chỗ đáng để học tập. Ví dụ như vị Umekawa Neku trước mặt này, dựa vào sức quan sát kinh người của mình, Lý Trạch Vũ có thể chắc chắn đối phương có thực lực ám nhẫn, tương đương với võ giả cấp bậc tông sư của Hạ Quốc. Mấy người Tống Thành Công và Lệnh Hồ Bác cũng là ở cấp bậc tông sư, muốn thẳng người ta cũng không có đơn giản như thế đâu. Sư Thái Diệt Tình, bà lên đi. Lý Trạch Vũ đưa ra quyết định lựa chọn. Mặc dù hắn muốn dập tắt sự kiêu ngạo của đám người Tống Thành Công, nhưng trận đầu tiên thì không thể thua được, phải đánh ra được tinh thần của binh sĩ. Tuân lệnh Lý Minh Chủ. Sư Thái Diệt Tình cầm thanh kiếm trong tay đi lên đài thi đấu. Umekawa Neku thấy một Niko ra khiêu chiến, không khỏi cười khẩy nói, để một người phụ nữ ra chiến đấu, Hạ Quốc các người không có đàn ông à. Láo toét, keng. Đôi mắt Sư Thái Diệt Tình rét lạnh, thanh kiếm đang cầm trong tay cũng rời khỏi vỏ. Trong phút chốc, con người Umekawa Neku co rút lại, lập tức nhận ra Niko đang đứng trước mặt mình cũng không phải là hạng xoàng. Nếu như ông có thể khiến Bần Ni xuất ra kiếm thứ hai, thì coi như ông thắng. Sư Thái Diệt Tình tỏ ra khí phách, nói khoác không biết ngượng. Umekawa Neku nhướng mày, tỏ ra tức giận nói, thế mà cũng dám coi thường quán chủ ta đây, vậy thì tôi sẽ làm thịt bà trước tiên. Bớt nói xàm mà ra chiêu đi. Sư Thái Diệt Tình, chữ quý như vàng, keng. Umekawa Neku chậm rãi rút đao võ sĩ đang đeo bên hông ra, xoẹt một tiếng, chỉ mấy bước đã đến gần Sư Thái Diệt Tình. Đi chết đi. Một đao này của Umekawa Neku bình thường nhưng cũng không thể nói là bình thường, điểm sáng duy nhất chính là tốc độ rất nhanh. Nhanh như sấm chớp. Đây là nhất đao trảm do quán chủ tự sáng tạo ra, có không ít kẻ mạnh đã chết dưới chiêu này. Niko già kia chết chắc rồi. Tất cả đệ tử của võ quán Lida đều cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay. Thế nhưng ngay sau đó, keng, Sư Thái Diệt Tình tùy ý chém một kiếm. Đao kiếm va chạm vào nhau. Umekawa Neku không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng đỡ được một đao này của mình, lập tức tăng thêm sức mạnh. Nhưng ngay tại lúc này, thanh kiếm trong tay Sư Thái Diệt Tình lướt xuống, phát ra tiếng leng keng, ngay sau đó một đường kiếm khí vô hình tản ra từ thân kiếm. Các giác quan của Umekawa Neku đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rõ ràng, thế nhưng ông ta hoàn toàn không kịp rút lui. Xoẹt ngay sau đó, một đầu người lăn lóc trên mặt đất. Trong phút chốc mọi thứ đều lặng ngắt như tờ. Hơn 100 đệ tử của võ quán Ida đều ngây ra như phỗng, tất cả đều không thể nào tin nổi. Quán chủ của bọn họ là cường giả ám nhẫn, thế mà bị người ta chém chết trong một kiếm. Không thể nào, chắc chắn là tôi hoa mắt rồi. Sao quán chủ Umekawa Neku có thể chết được, người chết đáng lẽ phải là Niko già kia mới đúng chứ? Không chỉ những người đang có mặt ở đây, mà người dân của nước Nhật Bản đang xem truyền hình trực tiếp cũng không thể nào tin nổi đây ra sự thật. Sư Thái Diệt Tình tuyệt quá. Ha ha ha, đám Nhật con này cũng không dám hung hăng càn quấy nữa đâu. Trưởng môn các phái thì thầm với nhau. Lý Trạch Vũ tỏ ra bình tĩnh, suy cho cùng thì hắn cũng đã sớm dự đoán được kết quả rồi. Khi đoàn người chuẩn bị rời đi, một nữ phóng viên đi giày cao gót chạy tới, xin mọi người hãy dừng bước. Đoàn người Lý Trạch Vũ nghe thấy thì dừng lại. Cô gái nhíu mày nói, hội trưởng hội liên hiệp võ đạo của chúng tôi Tano Futao vừa mới đưa tin, hy vọng mọi người đừng rời khỏi đây, ông ấy đang đưa các võ giả của Nhật Bản tới để chấp nhận lời khiêu chiến của các vị. Lý Minh Chủ, tôi thấy hay là chúng ta cứ chờ ở đây luôn đi. Đúng vậy, để bọn chúng tự tới tìm chết, đỡ mất công chúng ta đi tìm từng người một. Hồ Nhất Phong và Tống Thành Công lần lượt lên tiếng. Cho đến giờ mọi người chưa bao giờ cảm thấy hả dạ giống như ngày hôm nay. Chỉ mong sao có thể diệt sạch hết đám võ giả nước Nhật ngay và luôn. Đối với điều này, Lý Trạch Vũ cũng hiểu được tâm trạng của bọn họ. Thời trước Nhật Bản đã điên cuồng xâm lược, thiêu đốt, cướp bóc, giết hại phụ nữ và trẻ em. Thù nước hận nhà, bất kỳ người Hạ Quốc nào cũng không thể quên. Mới nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ người dân nước Nhật đã phẫn nộ đến cực điểm rồi. Bởi vì trong tiềm thức, bọn họ vẫn luôn cho rằng người Nhật Bản mới là chủng tộc cao quý nhất thế giới. Bất kỳ kẻ nào đứng trước bọn họ cũng đều thấp hơn một bậc. Bọn họ không thể nào chấp nhận được một Hạ Quốc mấy chục năm trước còn bị Nhật Bản dẫm nát dưới chân thế mà giờ đây đã có thể vùng dậy. Nói đơn giản thì, đây chỉ là một đám người dối mình dối người, không dám đối diện với sự thật. Bọn họ không nhìn cho rõ xem giờ đã là thời đại nào rồi, sự vùng dậy của Hạ Quốc là xu thế tất nhiên. Không ai có thể ngăn cản.
Trạng thái của dân chúng đã dẫn đến sự chú ý của quan lại, thủ tướng đương nhiệm Hiroi Miya đích thân ra lệnh, để hội trưởng hội liên hiệp võ đạo Tano Futao dẫn đội nghênh chiến với võ giả của Hạ Quốc. Chỉ có chiến thắng, không bao giờ thua. Đây chính là lời hứa hẹn do chính Tano Futao nói với Hiroi Miya. Chuyến bay từ Kinh Châu Kisu tới thành phố Obiko chậm rãi hạ cánh. Tano Futao dẫn đầu hơn 20 người bước xuống máy bay, sau đó có xe chuyên dùng đón tới võ quán Ida. Trận đấu võ lần này liên quan đến bộ mặt của toàn bộ đất nước chúng ta phải dùng máu tươi của đám ngu ngốc Hạ Quốc kia nói cho toàn thế giới biết, võ giả Nhật Bản chúng ta mới là người mạnh nhất. Tano Futao căm phẫn trào dâng nói, bất cứ ai dám cả gan gây hấn với người của chúng ta thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Xin hội trưởng hãy yên tâm, có chúng tôi ra tay, thì đám người Hạ Quốc đó chắc chắn phải chết. Một tên cao thủ hợp khí đạo vô cùng khinh thường nói. Lại có thêm một gã đàn ông nữa tán thành, đúng thế, chỉ một mình cô Izumi đã đủ để quét sạch đám người Hạ Quốc không biết sống chết kia rồi. Vừa dứt lời, mọi người đều đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Là một người chừng 50 mấy tuổi, khóe môi để râu cá chê, mặc dù đầu hói nhưng sau gáy lại tết một bím tóc. Cô Izumi, thiên tài đứng đầu của hợp khí đạo, đồng thời cũng là đệ tử đắc ý nhất của cao thủ đứng đầu hợp khí đạo Kawasaki Ichiryu. Năm đó 52 tuổi đã bước vào cảnh giới thần nhẫn, rất nhiều người cho rằng trong tương lai ông ta sẽ có thành tựu vượt qua cả Kawasaki Ichiryu. Tano Futao vui vẻ tán thành cách nói này. Mặc dù người ông ta dẫn theo thực lực kém nhất cũng là cảnh giới ám nhẫn, nhưng trong đó con bài chưa lật mang tính đột phá nhất chính là cô Izumi. Cùng lúc đó, trong võ quán Ida, mấy trăm người đang ở đây, cùng với vô số ánh mắt đang dõi theo đoàn người Lý Trạch Vũ trước màn hình TV. Sư thúc, Bạch Tố Y đang ngồi bên cạnh Lý Trạch Vũ hơi cau mày. Sao thế? Lý Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cô ấy. Vẻ mặt Bạch Tố Y lo lắng, nói, người Nhật Bản có thái độ rất thù địch với chúng ta, như thế này cho dù chúng ta có đánh bại đám võ giả Nhật Bản, e là cũng sẽ không thể yên bình mà trở về được. Cô ấy vừa dứt lời, trưởng môn các phái ở xung quanh sắc mặt cũng chợt thay đổi. Đánh một mình bọn họ chẳng kiêng dè bất kỳ ai, nhưng dù sao thì đây cũng là địa bàn của người ta, có cái gọi là rồng có mạnh đến mấy cũng không thắng được bọn rắn độc. Bọn họ vẫn nên suy nghĩ xem sau chuyện này thì làm thế nào để có thể rời khỏi Nhật Bản. Các vị không cần lo lắng, chỉ cần có tôi ở đây, mọi người chắc chắn có thể an toàn rời đi. Yoshikawa Tomiro vô cùng tự tin hứa hẹn. Lý Trạch Vũ cũng làm yên lòng mọi người, tôi có thể dẫn mọi người tới đây thì đương nhiên cũng có thể dẫn mọi người an toàn trở về, không cần phải lo lắng. Nghe hắn nói vậy, trưởng môn các phái cũng không còn lo lắng gì nữa. Hội trưởng Tano tới rồi. Không biết là tên nào đã gào lên, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cổng lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy Tano Futao hùng hổ đi đầu tiên, theo sát phía sau là một đám võ giả Nhật Bản. Hội trưởng Tano tới rồi, lần này đám người Hạ Quốc ngông cuồng kia không ngóc đầu lên được đâu. Ha ha ha, đám chó Hạ Quốc đáng chết, chuẩn bị quan tài đi là vừa. Cho dù là người đang có mặt trực tiếp ở đây hay là nhân dân Nhật Bản đang ngồi xem trước màn hình đều hăng hái trở lại, giống như đã nhìn thấy được cảnh thua cuộc của đoàn người Lý Trạch Vũ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tano Futao dẫn người đi thẳng đến trước mặt Lý Trạch Vũ, xin hỏi ai là người đứng đầu của các vị. Vừa dứt lời, ánh mắt trưởng môn các phái đều hướng về phía Lý Trạch Vũ. Euro ó thể là Tano Futao không thích nói mấy lời thừa thái. Cũng có thể muốn cứu vấn lại thể diện của đất nước sớm hơn một chút nên không hề dây dưa, ba trận thắng hai thì sẽ thắng, có dám đấu hay không? Có gì mà không dám, nhưng mà... Đôi mắt Lý Trạch Vũ híp lại nói, nếu đã là thi đấu, thì thắng thua cũng nên có phần thưởng chứ. Tôi cũng có ý này. Tano Futao cười giễu, nếu như các vị thua, thì các vị phải tuyên bố với toàn thế giới rằng võ giả Hoa Hạ khuất phục dưới chân võ giả Nhật Bản chúng tôi, thế nào? Vậy các ông thua thì sao? Lý Trạch Vũ hỏi lại. Khốn kiếp, chúng tôi sẽ không thua đâu. Một tên võ giả Nhật Bản lên tiếng. Tano Futao cũng không trách móc cấp dưới nói chen vào, ngược lại còn gật đầu đồng ý, các vị không có cơ hội chiến thắng đâu. Nếu đã chơi thì cũng phải chơi cho đã chút chứ. Lý Trạch Vũ khinh bỉ nói, thế này đi, nếu như chúng tôi thắng, tất cả những người mà ông dẫn tới, bao gồm cả ông đều phải chết. Khi nói đến những lời cuối cùng, giọng điệu của hắn tràn đầy sát ý lạnh giá.
Đoàn người phía sau Tano Futao cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho dù là cô Izumi vẫn luôn giữ im lặng cũng phải nhíu mày. Có dám hay không hả? Lý Trạch Vũ ép hỏi. Tano Futao quay đầu đưa mắt nhìn hai mươi mấy người mình mang theo, ánh mắt có ý dò hỏi. Hội trưởng, chúng tôi đồng ý. Đúng vậy, đồng ý với hắn ta đi, dù sao thì bọn chúng cũng không thắng được. Tano Futao không tỏ thái độ gì, cuối cùng đưa mắt nhìn cô Izumi. Cô Izumi cân nhắc một lát, sau đó phun ra hai chữ, đồng ý. Nghe thấy thế, Tano Futao mới yên tâm, xoay người trả lời, thế thì quyết định vậy đi. Cho các vị nửa tiếng để chọn người. Lý Trạch Vũ khoát khoát tay, ý nói đám người Tano Futao có thể rời đi rồi. Tano Futao rất nghe lời, vung tay lên dẫn người đi về phía đối diện. Hội trưởng, tôi đề nghị để ba người chúng tôi, cô Izumi và Akasaka Moto đứng ra thi đấu. Người lên tiếng là một người đàn ông có thân hình khá cường tráng. Lập tức có một người đứng ra phản đối nói, để cô Izumi và Akasaka Moto đứng ra thi đấu tôi không có ý kiến, nhưng e là Akino Suru không có đủ tư cách tham gia đâu. Aota Nishi, ông có ý gì thế hả? Người lên tiếng trước đó, Akino Suru rất không vừa lòng. Aota Nishi hừ một tiếng, tôi chỉ cảm thấy đổi ông thành tôi thì sẽ hợp lý hơn thôi. Có thể dỡ oãm nát đám võ giả Hoa Quốc dưới chân chính là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua. Đừng cãi nhau nữa. Tano Futao lên tiếng ngăn lại. Hai người cô Izumi và Akasaka Moto đều là kẻ có thực lực thần nhẫn, cũng rất đáng tin cậy, mà Aota Nishi và Akino Suru cũng vừa mới đột phá cảnh giới thần nhẫn, thực lực cũng ngang bằng nhau. Trong lúc nhất thời Tano Futao cũng không biết nên chọn ai. Lúc này đột nhiên cô Izumi lên tiếng, để Akino Suru thi đấu cùng chúng tôi đi. Cô Izumi vừa dứt lời, Akino Suru vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng Aota Nishi lại không hài lòng nói, cô Izumi, ông dựa vào đâu mà đứng ra chỉ đạo hả? Dựa vào đao trong tay tôi. Cô Izumi ngang ngược nói, nếu như ông không đồng ý, thì tôi sẽ giết ông trước. Aota Nishi lập tức không dám nói thêm gì nữa. Phía bên kia. Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc, trưởng môn các phái đứng xung quanh hắn, cũng có một số người đang van xin được ra thi đấu. Nếu như có thể dẫm nát võ giả của Nhật Bản dưới chân, thì danh tiếng còn vượt qua cả người đứng đầu đại hội võ lâm nữa. Lý Trạch Vũ vỗ vỗ Nam Cung Thạc đang đứng bên cạnh mình. Tiểu Nam, ông lên, một mình đấu cả ba người đi. Võ giả Hạ Quốc ra nước ngoài, gửi lời thách đấu với võ giả Nhật Bản cũng gây nên một trận xôn xao tại Hạ Quốc. Rất nhiều dân chúng kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là khi biết được trưởng môn phái Nga Mi chỉ cần một đường kiếm đã chém rớt đầu Umekawa Neku, dân chúng cảm thấy vô cùng mở mày mở mặt. Rất nhiều đơn vị truyền thông chạy tới Nhật Bản, chỉ vì muốn là người đầu tiên đưa tin tức về cho nhân dân. Khoa học kỹ thuật Vân Dương. Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao đưa mắt nhìn lên hình ảnh đang được truyền hình trực tiếp, ánh mắt của hai người phụ nữ đều không rời khỏi người Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ ngầu quá đi mất. Trong lúc kích động, Trần Thanh Giao đã buột miệng nói ra. Hửm. Trong phút chốc, đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Tuyết hơi cứng lại. Trong trí nhớ của cô, em gái vẫn luôn gọi Lý Trạch Vũ là anh rể, chưa bao giờ gọi thẳng tên. Dường như Trần Thanh Giao cũng nhận ra là không đúng, bèn vội vàng sửa lời, ý của em là chuyện anh rể làm lần này khiến người ta thật là hả dạ. Chị cũng nghĩ như vậy. Trần Thanh Tuyết như có ý nghĩ sâu xa cười cười. Chị, hay là bây giờ chúng ta lập tức tới Nhật Bản, đến nơi thi đấu cổ vũ cho mọi người và anh rể đi. Trần Thanh Giao đề nghị. Thế nhưng Trần Thanh Tuyết lại lắc đầy, từ chối, không được. Vì sao? Vẻ mặt Trần Thanh Giao viết đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì chúng ta không thể khiến anh ấy mất tập trung được. Trần Thanh Tuyết nhìn rõ toàn cục hơn những người bình thường. Lý Trạch Vũ dẫn người đưa ra lời thách đấu với võ giả Nhật Bản. Nếu như thất bại thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như chiến thắng, đây không khác nào im ắng mà giáng một đòn nặng nề vào thể diện của đất nước Nhật Bản ngay tại đất nước của họ. Nếu như hai chị em bọn họ tới Nhật Bản, nói không chừng sẽ bị những tên có mưu đồ bắt giữ, lấy chuyện này để uy hiếp Lý Trạch Vũ. Cho nên lúc này bọn họ nên thành thật ngoan ngoãn chờ đợi ở nước nhà, không thể để Lý Trạch Vũ mất tập trung được. Cùng lúc đó, trụ sở chính của tập đoàn Long Thịnh tại Hoàng Thành. Có cùng suy nghĩ với Trần Thanh Tuyết còn có Diệp Khuynh Thành. Nhìn bóng dáng Lý Trạch Vũ ở trên màn hình, cô thật sự muốn nói cho tất cả mọi người biết,
cái tên nhìn có vẻ bất cần đời nhưng lại có một tấm lòng son chính là người đàn ông của Diệp Khuynh Thành cô. Người đàn ông duy nhất cả đời này. Khuynh Thành. Diệp Khinh Nhu đẩy cửa đi vào. Diệp Khuynh Thành vui mừng vô cùng nói, cô, sao cô lại tới đây? Cô đang định nói với cháu chuyện này đây. Diệp Khinh Nhu nhìn màn hình máy tính, tự cười chính mình, cũng đúng, chắc là cả nước cũng đã biết chuyện này rồi, không lý nào mà cháu lại không biết cả. Cô ơi cô tới đúng lúc lắm. Diệp Khuynh Thành kéo tay Diệp Khinh Nhu ngồi xuống, chỉ vào màn hình hỏi, cô cảm thấy xác suất đám người Lý Trạch Vũ thắng là bao nhiêu phần trăm? Cái này khó nói lắm. Diệp Khinh Nhu nghiêm túc lắc đầu. Mặc dù Lý Trạch Vũ rất mạnh, nhưng cao thủ Nhật Bản cũng nhiều như mây, hơn nữa còn là sân nhà của người ta, ai thắng ai thua thật sự không thể nói trước. Nghe thấy vậy, Khuynh Thành hơi lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng cháu cũng không cần lo lắng. Diệp Khinh Nhu khẽ cười nói, nếu tên nhóc đó đã dám dẫn người đi thách đấu, thì có thể nói rõ hắn ta đã tự mình nắm chắc rồi. Cháu cũng nghĩ như vậy. Diệp Khuynh Thành gật đầu. Ở phía bên kia, cô không quen thuộc với Lý Trạch Vũ trước kia, chỉ biết tên đó có tính cách chơi bời trăng hoa, thích ngợp trong vàng son, nhưng từ những ngày tiếp xúc với hắn cô phát hiện ra đối phương hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ. Bề ngoài là một tên cà lơ cà phất, nhưng thực tế lại là một tên rất thông minh. Từ khi nhà họ Khương bắt đầu tan rã, rồi sau đó lại đến nhà họ Tần, chỉ có rất ít người biết được, từ đầu đến cuối nhà họ Lý hoàn toàn không hề ra tay. Tất cả đều là một mình Lý Trạch Vũ đánh gục hai dòng họ khổng lồ. Diệp Khinh Nhu khẽ thở dài, tên nhóc đó làm chuyện gì, người bình thường không thể nào đoán ra được, mỗi một bước đi đều nằm trong tính toán của hắn A, sẽ không có chút sai lầm nào. Nói đến đây, cô ấy không khỏi nhìn về đứa cháu gái đang ngồi bên cạnh, nghiêm túc nói, Khuynh Thành, trước kia bỏ qua không nói đến nữa, tên nhóc này chắc chắn là người đàn ông ưu tú nhất trong những người mà cô đã từng gặp, cháu nhất định phải trói cho thật chặt. Cô à, mặt Diệp Khuynh Thành đỏ bừng, hơi ngại ngùng. Ở trước mặt cô không cần phải xấu hổ. Vẻ mặt Diệp Khinh Nhu nghiêm túc, không có một người phụ nữ nào có thể từ chối được sức hấp dẫn của tên nhóc đó. Nếu như cháu không nắm thật chặt, thì khả năng cao là sẽ bị những người phụ nữ khác cướp mất, đến lúc đó cháu có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Không người phụ nào có thể ngăn cản. Cô à, còn cô thì sao? Hả? Trong phút chốc, Diệp Khinh Nhu chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng. Diệp Khuynh Thành cười hì hì, hắn đã từng cứu mạng cô đó, chẳng lẽ cô không nghĩ tới chuyện lấy thân báo đáp à? Được lắm con nhóc chết tiệt này, thế mà dám trêu chọc cô hả? Ha ha! Diệp Khinh Nhu lập tức ra tay cù lét, chọc Diệp Khuynh Thành cười ra cả nước mắt. Hoàng Thành, Phủ Long Chủ. Tô Cẩn Hoa và sáu vị đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực đang ngồi với nhau tại phòng khách. Trong võ lâm, người ta luôn hướng tới sự cương quyết không thuần phục. Cho dù là quan sai cũng chưa chắc đã cho thể diện, tên nhóc họ Lý này có thể thuyết phục được trưởng môn các phái, bản lĩnh cũng không vừa đâu. Tôi nghe người ta nói, khoảng thời gian trước đã bầu ra một vị minh chủ võ lâm, chính là tên nhóc họ Lý này. Nhà họ Lý sinh ra một con rồng rồi. Mấy người đang ngồi ở đây đều cảm khái, trên mặt là sự hâm mộ không thể nói rõ. Thầm nghĩ nếu như con cháu nhà mình có thể ưu tú bằng một nửa Lý Trạch Vũ thì chắc chắn bọn họ đã có thể ngậm cười nơi chín suối. Ngón tay Tô Cẩn Hoa khẽ gõ lên mặt bàn, đột nhiên suy tư, e là chuyện này cũng không đơn giản như thế đâu. Hừ, vừa dứt lời, sáu người còn lại đều đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hoa. Lão Tô, ý ông là gì? Ninh Trạch Bình hỏi. Tôi đã từng tiếp xúc với thằng nhóc này mấy lần rồi, cũng hiểu được ít nhiều tính cách của hắn. Hắn không phải là cái loại ăn no rừng mỡ đâu. Tô Cẩn Hoa vừa nói vừa đưa mắt nhìn mấy người còn lại, nghiêm trọng nói, hắn đột nhiên dẫn người đi thách đấu võ giả Nhật Bản, chắc chắn phía sau hắn. Đang mưu đồ bí mật chuyện trọng đại nào đó. Nghe thấy vậy, mấy người còn lại tôi nhìn ông nhìn tôi, dường như đều đang hỏi xem Lý Trạch Vũ đang âm mưu bí mật chuyện gì. Vẫn là Ninh Trạch Bình đưa ra suy đoán, chẳng lẽ là chuyện có liên quan đến nhà họ Tề. Không sai. Tô Cẩn Hoa như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu. Trước đó vài hôm trong tang lễ của con trai Trấn Nam Vương, Lý Trạch Vũ đích thân tới dự, ngay trước mặt vô số những người quyền quý tuyên chiến với Trấn Nam Vương, ngay sau đó bèn tới Nhật Bản. Thật sự rất khó để người khác không sinh ra những suy nghĩ vẩn vơ. Thật sự tôi không thể nghĩ ra, dẫn võ giả Hạ Quốc tới thách đấu với võ giả Nhật Bản thì có liên quan gì đến chuyện của nhà họ Tề. Tôi cũng không nghĩ ra, mấy người lần lượt lên tiếng. Không nói đến bọn họ,
cho dù là Tô Cẩn Hoa và Ninh Trạch Bình cũng không nghĩ ra nổi. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Ninh Trạch Bình khẽ thở dài, có lẽ chỉ có tên nhóc kia biết rõ thôi. Ừ, Tô Cẩn Hoa gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ vào màn hình, chúng ta vẫn nên để mắt tại nơi có thể nhìn rõ đi thôi. Cho dù thế nào, thì hiện tại những gì tên nhóc họ Lý đang làm đều đang làm vẻ vang cho đất nước, chúng ta nên ủng hộ vô điều kiện. Tôi đề nghị cử người đến Nhật Bản, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, chúng ta cũng nên đưa đoàn người của tên nhóc họ Lý về nước an toàn. Bọn họ không phụ Hạ Quốc, vậy thì Hạ Quốc cũng không thể phụ bọn họ được. Nhật Bản, võ quán Ida, càng lúc càng có nhiều đơn vị truyền thông lục tục chạy tới, trận đấu cũng được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới, người xem trực tuyến cũng đã vượt qua mốc 100 triệu. Hiện tượng này thậm chí còn có thể so sánh với thánh hoàng của thánh đình ra nước ngoài. Cô Izumi, trận đầu tiên thì nên để ai thi đấu? Tano Futao dò hỏi. Cô Izumi vẫn luôn chăm chú theo dõi Lý Trạch Vũ đang ở phía đối diện, trực giác nói với ông ta rằng, đây là một tên vô cùng nguy hiểm. Này, các vị đã chọn người xong chưa? Lý Trạch Vũ hơi mất kiên nhẫn hỏi. Cô Izumi cân nhắc một chút rồi vỗ bàn đưa ra quyết định, trận đầu để Akasaka Moto đánh đi. Akasaka Moto ở bên cạnh nhướng mày, không phải nên để Akino Suru thi đấu trước sao? Trong ba người đứng ra thi đấu thì Akino Suru có thực lực yếu nhất, theo lẽ thường thì nên để tên đó đánh trước để thăm dò thực lực của đối phương mới đúng. Kẻ mạnh, thường sẽ là người ra sân cuối cùng. Cô Izumi suy tính, hẳn là đối phương sẽ chọn ra một người yếu nhất để thi đấu, chỉ cần Akasaka Moto đánh thắng được trận đầu, thế thì chúng ta thắng chắc rồi. Nghe thấy vậy, ánh mắt của tất cả mọi người kể cả Tano Futao đều lóe lên ánh sáng. Nếu trận đầu tiên Akasaka Moto giành chiến thắng, thì cho dù trận thứ hai Akino Suru có thua đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì cả. Bởi vì có cô Izumi là người thi đấu cuối cùng, sẽ không thể thua được, cho nên bọn họ thắng chắc rồi. Ngay lúc Tano Futao chuẩn bị để Akasaka Moto ra sân, vèo, trong nháy mắt một bóng đen bước lên sân thi đấu. Các người, lên một lúc luôn đi. Nam Cung Thạc nhìn từ trên cao nhìn xuống, tỏ ra sự ngông cuồng ngang ngược. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy mù mịt. Đừng lãng phí thời gian nữa, ba người cùng lên luôn đi. Nam Cung Thạc nhắc lại một lần nữa. Ào, toàn trường đều xôn xao cả lên. Lúc này mọi người mới hiểu ra, võ giả Hạ Quốc muốn một mình đấu với ba vị võ giả của Nhật Bản. Vì, người Hạ Quốc huênh hoang khoác lác thật đó. Tên láo toét, hoàn toàn không để võ giả nước Nhật chúng ta vào trong mắt. Mẹ nó, hy vọng là cô Izumi ra tay. Một chiêu đánh chết cái gã kiêu căng ngạo mạn kia đi. Nhân dân Nhật Bản lại bị chọc giận một lần nữa. Tano Futao đưa mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ nói, các vị có ý gì vậy? Tai ông điếc à? Lý Trạch Vũ chế nhạo, đã nói đến lần thứ hai rồi, người ta muốn một mình đấu với ba người bên các ông đó. Ha ha ha, Tano Futao còn chưa lên tiếng, Akasaka Moto ở bên cạnh đã bật cười. Nè mấy con lợn Hạ Quốc! Các người sẽ nhanh chóng phải trả giá cho sự ngu xỉ của mình thôi. Vừa dứt lời, Akasaka Moto đã xách đao võ sĩ lên đài thi đấu. Keng, theo tiếng đồng hồ ngân vang, trận thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Akasaka Moto ra tay trước, thân hình cường tráng lao nhanh tới, đao võ sĩ trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Xoẹt 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 ti liên tiếp chém ra ba đao. Đừng thấy Nam Cung Thạc đã lớn tuổi, nhưng cơ thể vẫn rất cường tráng. Nghiêng người về phía sai 90 độ, ung dung tránh thoát. Có bản lĩnh, ánh mắt sắc bén của sư thái Diệt Tình luôn dõi theo hai người đang thi đấu, không nhịn được mà khen ngợi Nam Cung Thạc một tiếng. Lý Minh Chủ, cậu tìm được người này ở đâu vậy, thực lực cũng không phải hạng xoàng đâu. Tôi đoán người này, ít nhất cũng đã tới cảnh giới võ thánh. Tống Thành Công và Hồ Nhất Phong lần lượt lên tiếng. Lý Trạch Vũ âm thầm cười khẩy. Người ta là đại hộ pháp của Vu giáo đó. Đương nhiên thực lực không tồi rồi. Còn cảnh giới võ thánh. Mấy người cũng quá xem thường người ta rồi đó. Trên sàn thi đấu, Akasaka Moto thấy ba đao mà không thể làm đối thủ sứt mẻ, không khỏi tăng thêm sức lực chém một đao từ trên trời xuống. Âm ầm, mặt đất cứng rắn như thế mà đã bị thân đao và đao khí bổ ra một vết rạn nứt. Được lắm. Không hổ là Akasaka Moto. Từ lúc bắt đầu thi đấu, mặc dù Akasaka Moto không làm Nam Cung Thạc bị thương, nhưng người ta bừng bừng khí thế mà Nam Cung Thạc chỉ một mực né tránh,
người không hiểu rõ còn cho rằng ông ta đang rất chật vật. Thế nhưng Nam Cung Thạc đang cảm thấy thật buồn rầu. Thật ra với thực lực của ông ta trong một chiêu đã có thể đánh bại Akasakamoto, nhưng một khi ông ta sử dụng công pháp sở trường của mình, thì trưởng môn các phái ở bên cạnh Lý Trạch Vũ chắc chắn sẽ có người đoán ra được thân phận của ông ta. Bản thân có đồ long kỹ, mà lại không dám sử dụng trước mặt mọi người. Thật là dầu thúi ruột mà. Tiểu Nam, sử dụng thiên tàn thối tôi dạy cho ông ấy, đánh gục hắn ta đi. Đột nhiên Lý Trạch Vũ lên tiếng. Trong nháy mắt, sắc mặt trưởng môn các phái đều thay đổi. Lý Minh Chủ, sao cậu biết thiên tàn thối? Sư Thái Diệt Tình cau mày hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu mỉm cười, tôi không chỉ biết thôi đâu, tôi còn giỏi đánh nữa đấy. Lý Minh Chủ, nếu lão phu nhớ không nhầm, thiên tàn thối chính là tuyệt kỹ để đời của đại hộ pháp của Vu giáo Nam Cung Thạc, sao cậu có thể học được món võ này? Lệnh Hồ Bác mang theo giọng chất vấn. Lý Trạch Vũ nhìn ông ta hỏi lại, trưởng môn Lệnh Hồ, lẽ nào ông nghi ngờ Minh Chủ tôi đây có quan hệ với Nam Cung Thạc? Chuyện này. Lệnh Hồ Bác không biết nên trả lời như thế nào, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta đã chứng minh đúng là ông ta đã nghĩ như thế. Lý Trạch Vũ cười khà khà nói, cũng không dám giấu, thật ra Minh Chủ tôi đây đã từng đánh nhau với tên đại hộ pháp Vu giáo kia. Gì cơ? Nghe thấy tin tức này, sắc mặt trưởng môn các phái lại thay đổi. Lý Minh Chủ, cậu đánh nhau với Nam Cung Thạc lúc nào vậy? Sư Thái Diệt Tình vội vàng hỏi. Cụ thể lúc nào thì tôi cũng quên mất rồi, chuyện cũng đã mấy năm rồi. Lý Trạch Vũ trả lời qua loa, chỉ nhớ đó là một ngày nắng rực rỡ. Minh Chủ tôi đây đúng lúc vừa uống rượu chơi gái xong, thì có bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi xuất hiện trước mặt tôi, tự xưng cái gì mà là đại hộ pháp Vu giáo, muốn Minh Chủ tôi đây quy thuận ông ta, kết quả thế nào hẳn là mọi người cũng đoán ra được rồi. Chúng tôi không đoán được. Lệnh Hồ Bác nuốt nước bọt. Sao ông ngốc thế hả? Lý Trạch Vũ giận dỗi nói, đương nhiên kết quả là tên đó đã bị Minh Chủ tôi đây đánh tới nỗi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. What? Đại hộ pháp của Vu giáo bị đánh tới nỗi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trưởng môn các phái thật sự không thể tin nổi kết quả này. Trong mắt bọn họ, những lời Lý Trạch Vũ nghe thế nào cũng giống như đang khoác lác. Tôi tin sư thúc. Bỗng nhiên Bạch Tố Y lên tiếng nói, sư phụ tôi đã từng nói, sư thúc tôi có thực lực vô địch thiên hạ, đừng nói đến đại hộ pháp Vu giáo Nam Cung Thạc, cho dù là cung chủ thần cung vô tình có tái thế, thì cũng không phải là đối thủ của sư thúc tôi. Trưởng môn các phái nghe xong câu nói này mà thấy lạnh cả sống lưng. Bọn họ không dám nghi ngờ lời nói của Ngọc Phượng Hoàng, dù sao thì hiện giờ thực lực của người ta có lẽ đã đột phá cảnh giới thiên nhân rồi. Vẫn là sư tỷ hiểu tôi. Đối diện với lời tâng bốc của Bạch Tố Y, Lý Trạch Vũ vui vẻ nhận lấy, bình thản nói, tên Nam Cung Thạc đó chẳng được mấy chiêu đã bị tôi đánh cho quỳ xuống đất xin tha, sau đó ông ta vì muốn được sống, tặng cho tôi cuốn sách Quý Thiên Tàn Thối. Lý Minh Chủ, lúc đó cậu không nên bỏ qua cho tên giặc đó. Tống Thành Công thở dài nói. Lý Trạch Vũ nhún vai nói, lúc đó tôi nào có biết Phu giáo gì gì đó đâu, mà tôi là một người kế thừa đức tính kính dạ yêu trẻ, cho nên đã tha cho ông ta một mạng. Nam Cung Thạc đang ở trên đài thi đấu có thính lực rất tốt, nghe rõ từng câu từng chữ mà Lý Trạch Vũ nói với trưởng môn các phái, suýt chút nữa đồn máu cơ im ngay tại chỗ. Tên khốn này, mấy hôm trước suýt chút nữa đánh chết tôi, có thấy cái đức tính kính dạ yêu trẻ của cậu ở đâu đâu chứ? Nam Cung Thạc căm phẫn chỉ có thể chút giận lên người Akasakamoto. Chịu một cước của lão phu này. Một cước mạnh mẽ đá chuẩn xác vào cổ họng Akasakamoto. Akasakamoto bay ngược ra khỏi đài thi đấu, đứt hơi bỏ mạng ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, toàn trường đều tĩnh lặng như tờ. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, cường giả ninja Akasakamoto bị giết chết trong một chiêu. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong đó người khiếp sợ nhất là Koizumi, mặc dù thực lực của hắn ta mạnh hơn Akasakamoto, nhưng tuyệt đối không giết được đối phương trong một chiêu như thế. Nhưng mà Nam Cung Thạc làm được. Như vậy chẳng phải có nghĩa thực lực người áo đen trước mặt này ở trên hắn một a. Chỉ trong phút chốc, giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Koizumi chảy xuống. Minh chủ, người hầu này của anh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mạnh quá rồi. Ra đây mặc cảm, trưởng môn các phái càng tò mò về thân phận của Nam Cung Thạc. Phương trưởng Đức Viễn nhíu mày, nỉ non nói, mười mấy năm trước, lão nạp từng giao thủ với đại hộ pháp Vu giáo Nam Cung Thạc,
cước pháp của đối phương rất giống với vị thí chủ tiểu nam này. Không sai. Sư Thái Diệt Tình cau mày nói, người hầu của Lý Minh Chủ này tuyệt đối. Không phải là hạng người hời hợt, thiên tàn cước của hắn ta đã luyện tới đỉnh cao, một cước vừa nấy cho dù là bần ni cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, một không cần suy đoán quá nhiều. Hắn chỉ là người hầu của bổn Minh Chủ thôi. Lý Minh Chủ, lúc trước anh từng nói cước pháp người hầu này của anh chính là anh dạy, vậy chẳng phải có nghĩa thiên tàn cước của anh còn mạnh hơn hắn à? Tống Thành Công hoài nghỉ hỏi. Nụ cười trên mặt Lý Trạch Vũ cứng lại, ngạc nhiên nói, cái này thì thôi. Bổn Minh Chủ không có hứng thú với võ công cấp thấp như thiên tàn cước, cho nên cứ đưa cho người hầu này của tôi vậy. Mọi người bày tỏ thì ra là thế. Nam Cung Thạc trên võ đài hừ lạnh một tiếng. Dám nói thiên tàn cước là võ công cấp thấp, hiện nay trên đời có lẽ cũng chỉ có Lý Trạch Vũ nói ra được. Còn có ai? Nam Cung Thạc căng cổ hét. Tiếng nói khàn khàn kia phối hợp với khí thế hào hùng phát tán tên người, cho người ta một loại cảm giác bất khả chiến bại. Dân chúng nước Nhật ở hiện trường im lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía cô Izumi. Tano Futao nhíu chặt mày nói, anh cô Izumi, anh có nắm chắc không? Do cái chết của Akasaka Moto, tự tin lúc trước của cô Izumi đã sớm không còn sót lại gì, thậm chí ngay cả dũng khí lên võ đài cũng không có. Nhưng nếu bây giờ lùi bước, vậy sau này hắn ta cũng không có mặt mũi đặt chân ở nước Nhật. Vừa nghĩ tới đây, cô Izumi nhìn về phía Akino Suru bên cạnh, ra vẻ bình tĩnh nói, cậu lên trước. Ôi Akino Suru khế nhếch miệng. Ngay cả cô Izumi cũng không có dũng khí, gã ta càng không cần nhắc tới nữa. Gái gì đó, anh Aota, không bằng tặng vị trí xuất chiến cho anh nhé. Akino Suru ra vẻ khiêm tốn nói. Nhưng mà Aota Nishi lại không phải kẻ ngu, lúc này gã cười lạnh nói, cơ hội vang danh thiên hạ này vẫn nên để lại cho anh Thu Đằng đi. Lên cũng không được, không lên cũng không được, Akino Suru tiến thối lưỡng nan. Các người rốt cuộc phái ai ra sân? Còn không phái người ứng chiến tôi sẽ xem như các người nhận thua. Lý Trạch Vũ cao giọng quát. Sắc mặt Tano Futao hoàn toàn đen lại nói, anh Akino lên trước. Hội trưởng, tôi, Akino Suru biết bản thân đi lên xong sẽ chết, sao có thể đồng ý được. Tano Futao hừ lạnh nói, đừng quên tiền đặt cược giữa đối phương và chúng. Vừa nói ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Võ giả nước Hạ thua rồi sẽ phải công khai thần phục võ đạo đạo nước Nhật trước toàn thế giới. Mà nếu bọn họ thua, tất cả đều phải chết. Cô Izumi trầm giọng nói, anh Akino, không cầu anh có thể đánh bại đối phương, chỉ mong anh có thể tiêu hao một chút sức lực của đối phương, đến lúc đó lại để tôi ra tay kết liễu hắn. Akino Suru vẫn không đồng ý. Dù sao hắn ta vừa vào sân, 8-9 phần 10 là bay màu rồi. Akino Suru, anh có thể yên tâm. Nếu như anh bất hạnh chết trận, tôi sẽ chăm sóc người nhà của anh thật tốt. Tano Futao mạnh mẽ cam đoan. Nhưng mà không ai biết trong tiềm thức gã càng hy vọng Akino Suru chết đi, bởi vì sắc đẹp cô vợ của hắn ta không tệ lắm. Hội trưởng, tôi, Akino Suru, cô Izumi ngắt lời uy hiếp nói, nếu như cậu dám làm mất mặt võ giả nước Nhật chúng ta, có tin tôi lập tức giết cậu không? Đối mặt uy hiếp, Akino Suru tức giận không dám nói gì. Sau khi cân nhắc lợi hại, chỉ có thể kiên trì đi lên võ đài. Nam Cung Thạc bất mãn nói, bảo người của các anh cùng tiến lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ngang ngược, phách lối. Bốn chữ này thể hiện trên người đại hộ pháp vô cùng nhuần nhuyễn. Akino Suru lập tức vui vẻ, quay đầu hô to, anh cô Izumi, mời đi lên cùng tôi ứng chiến. Lúc trước Nam Cung Thạc bảo bọn họ cùng tiến lên, tất cả mọi người tưởng ông ta phát ngôn bừa bãi. Nhưng lúc Akasaka Moto bị giết chết ngay lập tức, ông ta đã chứng minh mình có thực lực này. Cho nên Akino Suru trực tiếp không biết xấu hổ gọi cô Izumi đi lên liên thủ với mình. Chỉ cần thắng trận đấu này, bọn họ vẫn có thể cứu rỗi danh dự cho võ giả nước Nhật. Dường như cô Izumi cũng nghĩ tới điểm này, hẳn ta sải bước tiến lên võ đài. Không thể không thừa nhận ông rất mạnh, nhưng tự phụ chính là điểm yếu của ông. Ồn ào. Trong miệng Nam Cung Thạc phun ra bốn chữ, ông ta lập tức nhảy lên không trung liên đá mười mấy phát. Âm ầm ầm, mặc dù cô Izumi và Akino Suru chống đỡ kịp lúc, nhưng tốc độ thiên tàn cước của đại hộ pháp rất nhanh, sức lực đủ nặng, sao bọn họ có thể chống đỡ. Keng, keng, cô Izumi và Akino Suru liên tiếp rút đao, một trái một phải bổ tới.
thân thể trên không trung của Nam Cung Thạc xoay tròn 80 độ, khoảng khắc rơi xuống đất giống như quỷ mị vọt tới trước mặt hai người. Muốn chết đi, cô Izumi thu đao rồi xuất đao, bổ ngang về phía Nam Cung Thạc. Một đao kia cũng đủ để nhìn ra đệ nhất thiên tài Aikido này cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Trong mắt Nam Cung Thạc đầy vẻ khinh thường, ông ta hơi ngửa người ra sau và lướt qua lưỡi đao. Nhưng mà trên mặt Akino Suru một bên đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì một đao kia của cô Izumi không bổ trúng Nam Cung Thạc, nhưng lại chém thẳng về phía hắn ta. AI kết quả không ngoài ý muốn, cổ Akino Suru bị rạch một đường, máu tươi văng tung tóe. Đến chết hắn ta cũng không nghĩ tới sẽ chết trong tay bản thân. Cô Izumi cũng khiếp sợ, nhưng lúc này vốn không kịp hối hận, chỉ có thể lần nữa xách đao lên chém một đao sát đất về phía Nam Cung Thạc. Quỳnh, một đạo đao khí vô hình chém vỡ mặt đất, cả đời bản tọa ghét nhất người sống tạm bợ như các người, nên giết. Tia chết chóc trong mắt Nam Cung Thạc hiện lên, ông ta nhảy lên không trung và đá cô Izumi. Ầm ầm, thiên tàn cước giống như vô ảnh cước. Nam Cung Thạc đá một cước thì cô Izumi lùi lại một bước. Vù! Cuối cùng Nam Cung Thạc không hề giữ lại cước nào, ông ta mạnh mẽ đá gãy cổ cô Izumi, đầu người lăn xuống đất như quả bóng ra. Một màn này vô cùng máu tanh, người Nhật trong võ quán che miệng, cảm thấy da đầu run lên. Cô Izumi bị người ta đá chết rồi, võ giả nước Nhật bọn họ thua bởi võ giả nước Hạ. Đóng cửa, đánh chó. Lý Trạch Vũ vừa ra lệnh một tiếng. Yoshikawa Tomiro lập tức sai người phong tỏa võ quán, đồng thời đuổi tất cả người của truyền thông đi. Không ai lại ngoan ngoãn chờ chết. Tano Futao biết Lý Trạch Vũ muốn chém tận giết tuyệt, gã ta lập tức vung tay lên, giết bọn họ. Lúc này trưởng môn các pháp lập tức đứng ra nghênh chiến, lại bị Lý Trạch Vũ giơ tay ngăn cản. Tất cả lui ra, để bổn minh chủ đến xử lý bọn họ. Trấn Nam Vương Phủ. Từ khoảnh khắc Lý Trạch Vũ giết Tê Kiêu, quan hệ nhà họ Tề và nhà họ Lý không thể cứu vấn nữa. Tề Đông Lâm biết được Lý Trạch Vũ xuất hiện ở nước Nhật, bỗng nhiên có loại cảm giác trời cũng giúp ta. Nếu ở nước Hạ, trong thời gian ngắn ông ta thật sự không nghĩ ra cách đối phó Lý Trạch Vũ, nhưng mà ở nước Nhật lại khác. Nơi đó là địa bàn của Kawasaki Ichiryun. Tề Đông Lâm gọi thẳng cho đối phương. Ngài Ichiryu, chắc hẳn ngài biết tại sao tôi liên lạc với ngài nhỉ? Thằng nhóc kia chắc chắn chết không nghi ngờ. Giọng nói lạnh như băng của Kawasaki Ichiri vang lên. Nghe giọng nói tức giận không kiềm chế được của đối phương, Tề Đông Lâm khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngài Ichiriu, chắc hẳn ngài cũng cảm thấy thằng nhóc kia đáng hận. Đâu chỉ đáng hận, ra đây hận không thể ăn thịt nó, uống máu nó. Kawasaki Ichiriu đằng đằng sát khí nói, chậm nhất 2 tiếng, ông sẽ nhận được tin tức thằng nhóc kia bỏ mình. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tề Đông Lâm cũng không biết Kawasaki Kozo chết trong tay Lý Trạch Vũ, cho nên không nghĩ ra tại sao Kawasaki Ichiryu lại căm hận Lý Trạch Vũ như thế. Nhưng không nghĩ ra cũng không sao, sau khi nghe Kawasaki Ichiryu cam đoan, sự âm u trong lòng ông ta dần tan biến. A Thoại Vương gia, quản gia đi đến. Trầm ngâm một lát, Tề Đông Lâm mở miệng nói, đi tìm mấy cô gái trẻ tuổi, biết sinh đẻ, ban đêm đưa tới phòng tôi. Vâng, lão gia. A Thọ đang muốn lui ra ngoài. Đợi đã, Tề Đông Lâm lại bổ sung một câu, bảo bác sĩ kê chút thuốc có thể khiến cho đàn ông tăng cường sinh lực. Hiểu rồi, lúc này A Thọ mới lui ra ngoài. Tề Đông Lâm nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Con độc nhất chết rồi, nhưng hương hỏa nhà họ Tề tuyệt đối không thể đứt, mặc dù sức khỏe của ông ta kém xa trước đây, nhưng có lẽ vẫn có thể sinh được. Cùng lúc đó, phủ tướng chủ nước Nhật. Sắc mặt tướng chủ Hiromiya đầy âm u, 10 đại thần ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, không có kẻ nào dám thở mạnh. Tất cả đều là đồ vô dụng. Nước Nhật chúng ta vậy mà lại thua nước Hạ, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Nói xong lời cuối cùng, Hiromiya đã gần như hét lên. Nội vụ chính quan Samuraiki ngượng ngùng nói, tướng chủ, cô Izumi đánh thua đã trở thành sự thật, bây giờ tức giận cũng không có ích lợi gì, chúng ta nên lập tức cứu vãn cục diện này. Hiromiya cau mày hỏi, làm sao cứu vãn? Anh nói cho tôi biết còn có thể cứu vãn kiểu gì? Vẻ mặt Samuraiki đầy âm u, lấy tay làm một động tác cắt cổ. Nghe vậy, Hiromiya không lập tức tán thành mà bắt đầu suy nghĩ. Rất lâu sau đó, ngay lúc Hiromiya chuẩn bị đồng ý thì bỗng nhiên một đại thần đi tới. Tướng chủ, nước Hạ bỗng nhiên muốn phái người tới thăm Kinh Châu. Hả,
gương mặt Hiroi Miya và Samurai Ki đều tối sầm. Lúc này bỗng nhiên nước Hạ phái người tới thăm, nói rõ là vì đám võ giả nước Hạ kia. Nếu bọn họ khư khư cố chấp muốn tiêu diệt những võ giả nước Hạ kia, như vậy không khác nào không nể mặt nước Hạ. Phải biết nước Hạ đã không phải là nước Hạ trăm năm trước, cho dù là quân sự hay kinh tế đều phát triển nhanh chóng, trở thành nước lớn nhất phương Đông. Đã là sự thật không thể chối cãi. Nếu không có sự ủng hộ của nước Mỹ, nước Nhật thật sự không dám tùy tiện trêu chọc nước Hạ. Hiroi Miya do dự, tướng chủ, thuộc hạ còn một cách. Samurai Ki mở miệng lần nữa. Hiroi Miya nhíu mày, mau nói. Nước Hạ tới khiêu chiến chúng ta cũng có thể phái người khiêu chiến bọn họ như thế. Samurai Ki trầm giọng nói, chỉ cần để Kawasaki Ichiryu ra tay, những võ giả nước Hạ kia chắc chắn sẽ thua, cho dù sau đó nước Hạ cũng không thể dùng chuyện này tới ẩn ý. Hai mắt Hiroi Miya lập tức tỏa sáng, biện pháp không tệ, chỉ là... Nóng xong lông mày của hắn ta nhíu lại. Kawasaki Ichiryu cũng không phải người bình thường, người ta không chỉ là đệ nhất cao thủ Aikido, đồng thời trong tay còn nắm giữ số lượng lớn quỹ đen. Cho dù tướng chủ như hắn ta cũng chưa chắc có thể sai sử đả động người ta. Giống như nhìn ra sự lo lắng của Hiroi Miya, Samurai Ki cười ha ha nói, tướng. Chủ không cần lo lắng, Kawasaki Ichiryu sẽ ra tay, bởi vì đệ tử đắc ý nhất của ông A chết rồi. Đúng vậy, sao bản tướng chủ không nghĩ tới? Mắt Hiroi Miya lần nữa lóe sáng. Đệ tử đắc ý nhất của cô Izumi này bị giết, trên mặt Kawasaki Ichiryu âm u, ông A chắc chắn phải tìm lại vị trí này. Bẩm báo tướng chủ, một người đàn ông vội chạy vào. Tướng chủ, hội trưởng Tano bọn họ chết rồi, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ở đây đều trừng lớn hai mắt. Người đàn ông kia quỳ trên mặt đất bẩm báo. Võ giả nước Hạ và hội trưởng Tano trước khi so tài đã đặt cược. Nghe xong mọi thứ, Hiroi Miya càng tức giận hơn. Giết người của họ trên đất của họ, quả thật khinh người quá đáng. Mau liên lạc với Kawasaki Ichiryu, bảo ông ta cho dù như thế nào cũng phải diệt trừ hết đám võ giả nước Hạ kia. Giọng điệu Hiroi Miya chắc nịch, cùng lúc đó. Võ quan Ida máu chảy thành sông, trong miệng Lý Trạch Vũ máu me khắp người ngậm một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói. Trưởng môn các phái tụ tập một chỗ, mặt mũi ai nấy đều hoảng sợ. Mấy phút trước, Lý Trạch Vũ đã giết chết hơn 20 mấy cường giả cầm đao và vũ khí bằng tay không mà không hề bị thương. Vô địch thiên hạ, đúng là vô địch thiên hạ, trưởng môn các phái càng nhận biết sâu sắc hơn về Lý Trạch Vũ. Chỉ có Nam Cung Thạc không cảm thấy bất ngờ bao nhiêu. Bởi vì trong đây, chỉ một mình ông ta thật sự lĩnh giáo qua sự khủng bố của Lý Trạch Vũ. Bạch Tố Y Ân cần nói, sư thúc. Chúng ta mau đi thôi. Yoshikawa Tomiro cũng đi tới. Đại đương gia, tôi đã sắp xếp xong đội thuyền ở đường thủy, bây giờ tôi sẽ đưa ngài đi. Mặc dù đoàn võ giả nước Hạ và đoàn võ giả nước Nhật có ước hẹn phía trước, nhưng mà quản phủ sẽ không thừa nhận ván cược này. Giết người thì phải đền tội, ở bất cứ nước nào đều như thế. Đặc biệt là đoàn người Lý Trạch Vũ khiến nước Nhật mất hết mặt mũi, quan phủ càng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tomiro. Cậu dẫn bọn họ đi trước, Lý Trạch Vũ bình tĩnh dặn dò. Yoshikawa Tomiro khẽ giật mình, đại đương gia, lẽ nào anh không định rời đi? Lý Trạch Vũ đáp lại một cách nhẹ nhàng, tôi còn chuyện khác. Sư thúc, ngài không đi tôi cũng không đi. Giọng điệu Bạch Tố Y kiên định, đoàn người sư thái diệt tình cũng vây quanh. Lý Minh Chủ, muốn đi thì cùng đi. Lý Minh Chủ, chúng tôi tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, sao có thể để một mình ngài ở lại? Mọi người còn tưởng Lý Trạch Vũ muốn ở lại ngăn cản phía sau cho bọn họ nên trong lúc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Các người yên tâm đi, chỉ cần tôi muốn đi, trên thế giới này không ai có thể giữ tôi lại. Giọng nói Lý Trạch Vũ rất bình tĩnh, lại hiện rõ sự ngang ngược. Yoshikawa Tomiro rất tán thành, điểm này tôi tuyệt đối tin tưởng đại đương gia. Nhưng mà, không có nhưng mà, Bạch Tố Y còn muốn nói gì thì đã bị Lý Trạch Vũ ngắt lời. Nghe lời. Cô đi cùng mọi người trước đi, lát nữa lại tới Tiêu Giao Cung tìm cô. Lý Trạch Vũ vốn chuẩn bị cho đám người Bạch Tố Y rời đi từ đường thủy, nhưng lại bất ngờ nhận được điện thoại từ Tô Cẩn Hoa. Nước Hạ cử sứ đoàn sang Nhật Bản, mục đích chính là kiếm cớ đánh lạc hướng để lén đón một nhóm hào kiệt võ lâm trở về. Sau khi biết tin kia, Lý Trạch Vũ không tiếc lời khen Tô Cẩn Hoa mấy câu. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Yoshikawa Tomiro, trưởng môn các phái đã tụ họp với sứ đoàn Nhật Bản một cách thành công.
Lý Trạch Vũ chỉ để lại một người duy nhất, Nam Cung Thạc. Có tay đấm miễn phí, không dùng là ngu. Giáo chủ, tại sao chúng ta lại không trở về cùng nhau? Nam Cung Thạc vốn tưởng Lý Trạch Vũ chỉ qua Nhật để làm ầm một chút, chơi chán xong thì về nước Hạ, sau đó sẽ giải độc cóc trên người ông ta, nhưng rõ ràng là tạm thời đối phương không có ý định này. Tiểu Nam, có nhớ rõ tôi đã nói gì với ông trước khi tôi đến đây không? Điều gì vậy? Nam Cung Thạc ngơ ngác. Lý Trạch Vũ vỗ vai đối phương, cười ha hả, tôi nói tôi muốn dẫn ông đi nếm thử gái Nhật Bản. Nam Cung Thạc toát mồ hôi hột, giáo chủ, tôi bằng này tuổi rồi, không có hứng thú với chuyện ấy đâu. Nói vớ vẩn gì thế? Đàn ông đến lúc chết vẫn là thiếu niên. Lý Trạch Vũ liếc nhìn Nam Cung Thạc, tỏ vẻ khinh bỉ, hay là sức ông không chịu được nữa. Bổn giáo chủ có kim thương bất khuất hoàn đây, tôi có thể cho ông vài viên. Nam Cung Thạc. Cùng lúc đó, ở lầu các võ sĩ hợp khí đạo. Kawasaki Ichiryu đã sẵn sàng lên đường, chuẩn bị đích thân đến Obiko bắt Lý Trạch Vũ và các võ giả còn lại. Đúng lúc này, Kinoshita Aiji vội vã đưa điện thoại tới, tiên sinh Ichiryu, là cuộc gọi từ thủ tướng. Nghe nói Hiroi Miya gọi tới, Kawasaki Ichiryu lập tức nhận máy, thủ tướng. Ichiryu, kế hoạch có biến. Hiroi Miya trầm giọng nói. Đám võ giả nước Hạ đã tụ họp với sứ đoàn nước Hạ, lúc này đừng nên ra tay với bọn chúng. Nghe vậy, Kawasaki Ichiryu lặng lẽ siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tỏ rõ sự không cam lòng. Người của ta phát hiện kẻ dẫn đầu đoàn võ giả nước Hạ không lộ diện. Nói cách khác, kẻ đó vẫn còn ở Obiko, phiền cậu Ichiryu bắt người này lại. Hiroi Miya nói với giọng quả quyết. Kawasaki Ichiryu cười lạnh, tôi biết tên đó, những kẻ khác để lọt cũng không sao. Nhưng tôi không thể bỏ qua cho tên tiểu tử kia được. Cậu Ichiryu biết tên kia à? Hắn đã giết con trai tôi. Kawasaki Ichiryu lãnh đạm đáp. Ông ta từng công khai lẫn úp mở chuyện mình có hơn 20 đứa con, việc một hai đứa chết bệnh hay chết do gặp tai nạn cũng không thành vấn đề, nhưng nếu chúng bị giết thì tính chất sẽ hoàn toàn khác biệt. Giống như đang vả vào mặt Kawasaki Ichiryu vậy. Do đó, ông ta không thể không giết Lý Trạch Vũ. Cúp điện thoại, Kawasaki Ichiryu đằng đằng sát khí mà leo lên trực thăng. Ngân Hồ cũng theo sát sau đó. Một lát sau, máy bay trực thăng cất cánh, thoáng cái đã bay vút lên trời cao. Ngân Hồ nhìn ra mây trắng ngoài cửa sổ, dường như đang suy tư điều gì. Cô hiểu Lý Trạch Vũ rất rõ, đối phương bất ngờ đến Nhật Bản, 8, 9 phần 10 là vì cô. Quân đế, tôi đáng để anh làm vậy ư? Ngoài mặt, Ngân Hồ bình thản như không. Nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Trên đường di chuyển bằng trực thăng, Kawasaki Ichiryu nhận được tin tức xác nhận Lý Trạch Vũ hiện vẫn đang ở võ quán LTA. Tiểu tử này thật sự khá ngông cuồng, tính cách của hắn quả thực khá giống khi ta còn trẻ. Vẻ mặt Kawasaki Ichiryu trông hết sức dữ tợn. Mặc dù ông ta muốn giết Lý Trạch Vũ nhưng trong lòng cũng không khỏi khâm phục đối phương. Biết rõ nếu ở lại thì chính phủ nước Nhật sẽ không tha cho hắn. Nhưng hắn vẫn tiết lộ vị trí của mình một cách quang minh chính đại. Chỉ riêng lòng dũng cảm này cũng ăn đứt khối người. Thậm chí, Kawasaki Ichiryu còn cân nhắc đến việc sẽ tha cho Lý Trạch Vũ nếu hắn quỳ xuống sám hối trước mặt mình, mặc cho ông ta sai xử. Nếu vậy, có lẽ ông ta sẽ rủ lòng từ bi, tha mạng cho đối phương. Thời gian trôi nhanh, chỉ mới qua chớp mắt mà trực thăng đã đáp vững vàng ở bên ngoài võ quán LTA. Do có người của chính phủ lộ diện nên hàng rào xung quanh võ quán đã bị phong tỏa. Kawasaki Ichiryu là người đầu tiên xuống khỏi trực thăng, Ngân Hồ bám theo phía sau. Két, có lẽ đã biết có người đến cửa, cổng lớn võ quán từ từ mở ra. Mùi máu tươi tanh tưởi lập tức xộc thẳng vào mặt. Khi Kawasaki Ichiryu bước vào võ quán, đập vào mắt ông ta là 20 cái xác nằm ngổn ngang, vài cái đầu người còn lăn lóc trên đất. Cảnh tượng này tựa như địa ngục nhân gian. Ông mày chờ mi lâu lắm rồi. Một giọng nói lạnh như băng cất lên. Nghe tiếng động, Kawasaki Ichiryu và Ngân Hồ đồng thời nhìn lại, phát hiện Lý Trạch Vũ đang đứng trên lầu cao dõi mắt quan sát hai người. Là ông. Ánh mắt Kawasaki Ichiryu không dõi phía về Lý Trạch Vũ mà nhìn chòng chọc vào Nam Cung Thạc đang đứng bên cạnh hắn. Khà khà, đồ tiểu nhân, lâu rồi không gặp. Nam Cung Thạc cười lạnh. Vẻ bất ngờ trên mặt Kawasaki Ichiryu lập tức chuyển sang giận dữ, ngay sau đó không nhịn được mà cất tiếng cười lớn. Chết đến đít rồi mà còn hả hỏng cười làm đéo gì.
Nam Cung Thạc khinh bỉ ra mặt, tôi cười vì ông chết đến nơi rồi, ha ha ha. Kawasaki Ichiryu giận quá hóa cười. Một người là kẻ giết chết con trai và đệ tử tâm đắc của ông ta, người còn lại là kẻ thù từng có xung đột trong khi ông ta qua nước Hạ vào nhiều năm trước. Nợ mới và nợ cũ cùng tính một thể, hai ông có thù riêng hả? Lý Trạch Vũ tò mò hỏi. Nam Cung Thạc gật đầu, mười mấy năm trước, tên tiểu nhân kia từng sang nước Hạ, lúc đó ông ta suýt chút nữa đã bị tôi làm thịt. Ô, Lý Trạch Vũ hiếu kỳ hỏi thêm, ông ta sang nước Hạ làm gì? Vì sao các người lại đánh nhau? Giáo chủ, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, để hôm nào có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe. Được. Tiếp đó, Lý Trạch Vũ quay sang nhìn Kawasaki Ichiryu, nếu các người có ân oán với nhau thì tôi sẽ dành tặng cơ hội xuất trận cho ông, có điều. Nhớ giữ mạng cho ông tai. Không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Nam Cung Thạc đã tung người nhảy khỏi lầu các. Tên tiểu nhân, năm đó để mi chạy thoát, hôm nay mi sẽ không may mắn như thế đâu. Nam Cung Thạc ra vẻ hí hửng. Ha ha! Kawasaki Ichiryu cười lạnh, khinh thường đáp, các hạ cho rằng thực lực của lão phu vẫn dậm chân ở năm xưa ư. Sau đây ông sẽ biết mình ngu dốt đến mức nào. Bớt nói nhảm, chịu một cước của lão phu đi. Nam Cung Thạc nói đánh là đánh, nhảy vút lên không trung, hai chân lần lượt đảo qua đảo lại, biến ra một loạt ảo ảnh. Kawasaki Ichiryu phản ứng rất nhanh nhẹn, keng một tiếng, rút đao nghênh địch. Hai đại cường giả tức thời giao chiến với nhau. Ngân Hồ ngước lên nhìn lầu cao, bỗng phát hiện Lý Trạch Vũ đứng ở trên đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong chớp mắt, một đôi cánh tay ôm lấy cô thật chặt. Ngạc nhiên không, bất ngờ chứ? Giọng Lý Trạch Vũ vang lên. Ngân Hồ phì cười, quân đế, anh không tin tưởng tôi à? Không phải là tôi không tin cô, chỉ là tôi không muốn xảy ra chuyện bất trắc. Khi nói, Lý Trạch Vũ siết chặt vòng ôm hơn. Chuyến này hắn dẫn các võ giả nước Hạ đến Nhật Bản vì hai mục đích. Thứ nhất là thay mặt Ngân Hồ giải quyết Kawasaki Ichiryu. Thứ hai là moi được một số bí mật giữa Trấn Nam Vương và Kawasaki Ichiryu từ chính miệng ông ta trước khi tiên đối phương lên đường. Kawasaki Ichiryu không hổ là đệ nhất cao thủ hợp khí đạo, chỉ qua một chốc đã giao thủ với Nam Cung Thạc được hơn 10 chiêu nhưng không hề có dấu hiệu thua trận. Ngược lại, Nam Cung Thạc mới đầu chiếm thế thượng phong nhưng dần dần, dường như bị đối phương nhìn thấu chiêu thức, bị rơi xuống thế bất lợi. Bịch! Vừa mới đánh được 10 mất chiêu, Kawasaki Ichiryu đã tìm ra cơ hội, xoay người đá cho Nam Cung Thạc phải lùi về sau vài bước. Vô sỉ! Nam Cung Thạc phẫn nộ tột độ, lại tấn công đối thủ. Kawasaki Ichiryu một lần nữa tận dụng thân pháp mạnh mẽ của mình để tránh, thanh katana trong tay cũng đồng thời lướt ngang qua chân đối phương, càn quét một cách bá đạo. Soạt! Nam Cung Thạc lách mình sang một bên, tránh khỏi lưỡi dao, sau đó lăng không, in lại dấu giày cỡ 42 lên mặt Kawasaki Ichiryu. Đồ ngu kia, Kawasaki Ichiryu giận sôi máu. Nam Cung Thạc chiếm ưu thế, không chịu buông tha, tiếp tục lăng không, tiện đà vung chân đá trúng Kawasaki Ichiryu. Bịch bịch, xoẹt. Kawasaki Ichiryu hùng hổ lùi lại vài bước, một lần nữa vung đao lên chém liên tiếp mấy nhát. Thấy đối thủ hầm hầm xông lên, Nam Cung Thạc không lùi mà còn sấn tới. Thanh đao trong tay Kawasaki Ichiryu nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, dường như nó đang biến ra hàng loạt ảo ảnh tiếp nối nhau. Nam Cung Thạc bất cẩn bị trúng một đao, cũng may phản xạ của ông ta đủ nhanh nhẹn, đánh một chưởng ép đối phương phải lùi lại. Vào vé on, đôi bên đồng thời ngừng chiến. Kawasaki Ichiryu giơ thanh katana trong tay lên, làm tư thế của kẻ chiến thắng. Đao pháp của lão phu từng tiêu diệt vô số cường giả, hôm nay ông sẽ trở thành vong hồn dưới đao của tôi. Chỉ bằng tên nhãi nhà mi. Nam Cung Thạc thét một tiếng đinh tai, định nhào lên tiếp. Tiểu Nam ML. Lý Trạch Vũ bỗng cất tiếng gọi. Nghe vậy, Nam Cung Thạc dừng bước, không giấu nổi vẻ khó hiểu. Đừng lãng phí thời gian nữa, để bổn giáo chủ lên cho. Lý Trạch Vũ thong thả cởi chiếc áo khoác dính đầy máu tươi xuống đất. Chiếc áo sơ mi bên trong vốn có màu trắng tinh nhưng nhuốm màu đỏ máu từ lâu, cởi từng cái một. Chẳng mấy chốc, vóc dáng vạm vỡ kia lộ ra trước mắt mọi người. Ngay cả Nam Cung Thạc cũng phải sửng sốt, nhìn chằm chằm vào thân hình chỉ chít sẹo của Lý Trạch Vũ. Cảnh này làm ông ta hết sức ngạc nhiên. Dẫu sao bản lĩnh của Lý Trạch Vũ đã mạnh đến mức biến thái, Nam Cung Thạc thật sự không ngờ rằng trên đời này sẽ có người đả thương hắn thành ra thế này.
Kawasaki Ichiryu vẫn nheo mắt lại, nhíu mày thật chặt. Chỉ có Ngân Hồ đứng ở một bên là hơi nhướng mày. Cô nằm rõ từng vết thương trên người Lý Trạch Vũ, trên đó có vài chỗ là do chính cô để lại. Nếu thiên tài không chịu nỗ lực thì cũng sẽ bị người thường vượt mặt. Cường giả, được sản sinh từ muôn vàn thử thách. 3 năm trông không dài, nhưng với Lý Trạch Vũ thì nó chẳng khác nào cả một thế kỷ. Những ngày đó, hắn luyện công thì cũng tiến hành lịch luyện. Hắn từng khiêu chiến rất nhiều cường giả thuộc thế giới ngầm bên trời Tây, quanh quẩn giữa lằn danh sinh tử vô số lần, từng bước chịu đựng để tôi luyện thành quân đế vô địch thiên hạt. Đệ nhất cao thủ hợp khí đạo. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười lạnh, trên người tỏa ra khí thế hào hùng, quân đế ở đây, chiến đi. Cái gì? Nghe thấy hai từ quân đế, Kawasaki Ichiryu lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ rõ sự kinh hãi, cậu. Cậu chính là quân đế. Đúng vậy, anh ấy là quân đế. Ngân Hồ cất lời. Kawasaki Ichiryu nghiêng đầu nhìn sang Ngân Hồ, cau mày nói, con đã sớm biết hắn là quân đế. Ngân Hồ cất lời. Kawasaki Ichiryu nghiêng đầu nhìn sang Ngân Hồ, cau mày nói, con đã sớm biết hắn là quân đế. Ngân Hồ không đáp lời, nhưng biểu cảm của cô đã ngầm thừa nhận việc này. Hay lắm. Kawasaki Ichiryu hầm hầm lửa giận, ác nghiệt nói, tất cả những kẻ phản bội A đều phải chết. Ngân Hồ cười khinh bỉ, tôi chưa từng trung thành với ông, sao lại nói là phản bội được. Hay, hay, hay. Kawasaki Ichiryu liên tiếp nói 3 tiếng hay, giận quá hóa cười, nhìn Lý Trạch Vũ, quân đế phải không? Lão Phu cũng đã nghe DN các hạ từ lâu. Nếu hôm nay Lão Phu có thể tiêu diệt các hạ thì uy danh của Lão Phu sẽ vang dội khắp trời Tây. Cũng nên. Rất nhiều người từng có ý định này giống con, nhưng mà... bọn họ chết hết rồi. Nói xong, Lý Trạch Vũ tung người, thân hình vụt sáng như đang dịch chuyển tức thời đến trước mặt Kawasaki Ichiryu. Lúc này, Kawasaki Ichiryu vẫn đề cao cảnh giác, vung katana lên, đâm về phía trước. Bang! Lý Trạch Vũ dễ dàng lách mình tránh thoát. Ngay sau đó giáng một cú đấm nặng nề. Kawasaki Ichiryu phản xạ rất nhanh, lập tức thu đao đón đỡ. Dầm! Cú đấm này như một đòn cảnh báo dữ dội, khiến Kawasaki Ichiryu phải lùi về sau mấy chục bước. Thật là mạnh, Kawasaki Ichiryu thầm than trong lòng. Vèo! Lý Trạch Vũ lần nữa xài một bước dài xông lên trước, đánh một chưởng cật lực. Tới hay lắm, Kawasaki Ichiryu cười lạnh, đồng thời tung một quyền nghênh đón. Nếu so sánh, Kawasaki Ichiryu không nhanh nhẹn bằng Lý Trạch Vũ, nhưng đấu về khí kình thì ông ta không ngại chút nào. Xét cho cùng, khí kình cũng không phải thứ có thể luyện thành trong một sớm một chiều mà cần tích lũy qua rất nhiều năm tháng. Lý Trạch Vũ mới ngần ấy tuổi, chắc chắn không thể mạnh hơn ông ta. Xong, ngay giây sau đó, ông ta biết bản thân đã sai lầm biết bao. Bị trồ. Khoảnh khắc quyền trưởng va chạm, một trận cuồng phong bất thình lình bốc lên xung quanh hai người họ. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên. Kawasaki Ichiryu trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta thật sự không ngờ cánh tay của mình sẽ bị đối phương đánh gãy. Sao lại thế được? Đối phương cùng lắm mới chỉ hơn 20 tuổi, tại sao lại có khí kình mạnh mẽ đến thế? Chuyện này quá vô lý. Giáo chủ, tôi tới giúp cậu. Đúng lúc này, Nam Cung Thạc lặng lẽ vào tới đằng sau Lý Trạch Vũ. Cẩn thận! Ngân Hồ sầm mặt. Nam Cung Thạc tung ra trọng quyền, nhưng mục tiêu không phải Kawasaki Ichiryu đang bị thương nặng, mà là Lý Trạch Vũ. Không, Ngân Hồ phát ra một tiếng thét tuyệt vọng. Cô muốn ngăn cản Nam Cung Thạc, song nước xa không cứu được lửa gần, tốc độ của cô cơ bản là không kịp. Nam Cung Thạc nhếch mép cười lạnh, thầm nghĩ Lý Trạch Vũ chắc chắn sẽ rơi vào tay ông ta. Về phần đầu cóc trong cơ thể ông ta thì không đáng lo lắm, chỉ cần bắt được Lý Trạch Vũ. Ông ta có 100 cách ép đối phương khai ra phương pháp giải độc. Đoàng! Cơ thể Lý Trạch Vũ bị giáng một đòn vô cùng nặng nề. Sau vài giây, bụi bặm tan đi. Không thể nào! Nụ cười trên môi Nam Cung Thạc đông cứng lại, cặp mắt trợn trừng như thể vừa nhìn thấy điều gì đó hết sức khó tin. Tiểu Nam, ông đang giúp tôi đấy à? Tôi thấy rõ ràng là ông muốn dồn tôi vào chỗ chết nhé. Giọng nói lạnh băng của Lý Trạch Vũ vang lên. Sống lưng Nam Cung Thạc lạnh buốt, cảm giác kinh hãi lập tức tràn ngập cõi lòng. Lý Trạch Vũ phủi lớp bụi trên người, nhếch mép cười khẩy, nếu tôi không biết cách đọc môi, vừa khéo là cương khí hộ thân của tôi đủ mạnh, có lẽ tôi đã rơi vào ai ông rồi. Giáo chủ, cậu nghe tôi giải thích đã.
Nam Cung Thạc run run nói. Được. Lý Trạch Vũ gật đầu, nhắc nhở, ông bắt đầu giải thích đi, nếu giải thích không hợp lý thì lúc xuống âm tào địa phủ cũng không được trách tôi. Nghe vậy, Nam Cung Thạc điếng người, đứng được tại chỗ. Giáo chủ, nếu tôi nói tôi bất cẩn đánh trúng cậu sẽ tin chứ? Người lăn lộn trong giang hồ, nào có không ai bị chém. Nam Cung Thạc và Kawasaki Ichiryu thật sự có thù, nhưng giữa hai bên cũng không phải thù sâu như biển. Ngược lại thù hận của cả hai với Lý Trạch Vũ không biết sâu gấp bao nhiêu lần. Một người là con trai và đệ tử đắc ý đều bị Lý Trạch Vũ giết chết, người còn lại thì bị Lý Trạch Vũ từ đại hộ pháp của Vu giáo cao cao tại thượng kéo xuống thần đàn, trở thành một tùy tùng, nhận hết sỉ nhục. Cho nên khi Nam Cung Thạc dùng ngôn ngữ bằng môi biểu đạt với Kawasaki Ichiryu hợp sức đối phó Lý Trạch Vũ, người kia gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý. Nhưng hai người đều hiểu mặc dù Lý Trạch Vũ trẻ tuổi nhưng không dễ lừa như vậy. Cho nên ngay từ đầu hai người quả thực dốc hết sức ra tay, hơn nữa chiêu nào cũng đầy sát khí, thậm chí ngay cả Nam Cung Thạc chịu một đao cũng không phải đang diễn trò. Mục đích rất thực tế. Đáng tiếc hai người tính tới tính lui không tính tới Lý Trạch Vũ là chuyên gia về ngôn ngữ bằng môi, kết quả thất bại trong gang tấc. Giáo chủ, vừa nãy tôi thật sự muốn bắt tay với anh đối phó lão quỷ kia, nhưng mà không cẩn thận trượt chân mới có thể ngã trên người anh, tôi giải thích như vậy rất hợp lý nhỉ. Nam Cung Thạc dựng thẳng ba ngón tay lên, còn thiếu thể độc thôi. Ý muốn giết chóc trên người Lý Trạch Vũ không giảm, cười lạnh nói, hợp lý đúng là hợp lý, nhưng tôi không tin ông, làm sao giờ. Giáo chủ, lòng trung thành của thuộc hạ với ngài có nhật nguyệt chứng giám. Trong lúc Nam Cung Thạc nói chuyện, ông ta trợn mắt nhìn thẳng Kawasaki Ichiryu nói, để chứng minh tôi không nói sai, tôi làm thịt lão quỷ này trước thì thế nào? Nghe vậy, con người Kawasaki Ichiryu bỗng nhiên co rụt lại. Cánh tay của ông ta bị Lý Trạch Vũ mạnh mẽ chặt gãy, sức lực chiến đấu giảm bớt đi nhiều, vốn cũng không thể là đối thủ của Nam Cung Thạc. Mắt thấy đối phương tính bán ông ta, thậm chí còn tự mình ra tay với ông ta, Kawasaki Ichiryu kích động nói, lão tặc vô sỉ này đang gạt cậu, vừa nãy chính là ông ta giật dây tôi cùng bắt tay giết chết cậu trước. Ui ra, lão quỷ nhà ông cũng dám đổ oan cho tôi. Trên mặt Nam Cung Thạc lộ ra vẻ mặt còn oan ức hơn đậu Nga, đau lòng nhức óc nói, giáo chủ, để tự chứng minh trong sạch, bây giờ tôi sẽ làm thịt lão quỷ này. Tên hèn hạ nhà ông, Kawasaki Ichiryu hoảng sợ lùi lại phía sau mấy bước. Nam Cung Thạc đằng đằng sát khí vào tới, lúc này sử dụng thiên tàn cước sở trường nhất. Âm ầm, phụt, Kawasaki Ichiryu vốn không thể chống đỡ, lồng ngực bị đạp hai phát, xương sườn trong nháy mắt gãy mất mấy cái, cả người lảo đảo lui về phía sau. Mấy chục bước, cuối cùng mới ngã xuống đất. Nam Cung Thạc sải bước tiến lên, chuẩn bị kết thúc đối phương trong một chiêu. Âm, Kawasaki Ichiryu vốn cho rằng lần này tai kiếp của mình khó thoát. Kết quả lại phát hiện có người ngăn cản sát chiêu của Nam Cung Thạc thay ông ta. Mà người này lại còn là Lý Trạch Vũ. Giáo chủ, Nam Cung Thạc nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ông cảm thấy mình rất thông minh hay cho rằng bản giáo chủ là kẻ ngốc. Ánh mắt sắc bén của Lý Trạch Vũ nhìn chăm chăm vào Nam Cung Thạc, ông ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, giống như bị một con mãnh thú thở hồng hoang nhìn chăm chăm. Giáo chủ, cậu nghe tôi giải thích. Âm ầm, Nam Cung Thạc còn chưa nói xong, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ ra tay, trong nháy mắt đã điểm 10 huyệt vị trên người ông ta. A, à, giáo chủ, cậu. Phụt, Nam Cung Thạc lảo đảo lùi lại, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lý Trạch Vũ lạnh giọng quát, mẹ nhà ông, lúc trước ông đây đã nói muốn tha mạng cho thằng chó này, ông xem lời ông đây như gió thoảng bên tai à. Nam Cung Thạc giống như không có nghe được lời nhục mạ. Cả người ông ta cứ đứng được tại chỗ. Bởi vì ông ta phát hiện vậy mà mình không vận khí nổi, bây giờ ông ta giống như một lão tàn phế bị người ta phế đi võ công. Chuyện này sao có thể? Nam Cung Thạc chấn động trong lòng đến mức hoàn toàn không tìm thấy từ ngữ để hình dung. Ông ta chắc chắn võ công của mình không bị phế, mà là khí trong người mình đã bị phong bế lại. Sở dĩ không thể tin được sự thật này là bởi vì muốn phong tỏa khí trong cơ thể ông ta. Như vậy thực lực của đối phương ít ra mạnh gấp đôi ông ta trở lên. Ông ta biết rõ Lý Trạch Vũ mạnh đến mức biến thái, nhưng cho tới nay ông ta đều cho rằng đối phương cùng cảnh giới với ông ta, chỉ là công pháp mạnh hơn mình thôi. Nhưng bây giờ xem ra ông ta sai rồi. Cho dù cảnh giới của Lý Trạch Vũ cũng là cảnh giới thiên nhân, ít ra cũng cao hơn ông ta một đoạn dài.
Điều này thật sự không khoa học, vô cùng không khoa học. Trong vòng 7 ngày, nếu ông dám tự tiện vận khí trong người, như vậy Đại La Thần Tiên cũng không thể cứu được ông. Lý Trạch Vũ liếc nhìn Ngân Hồ, dặn dò, giúp tôi trông chừng ông ta. Hiểu rồi, Ngân Hồ ngầm hiểu. Lý Trạch Vũ lập tức đi đến trước mặt Kawasaki Ichiryu đang hấp hối, từ trên cao nhìn xuống hỏi, muốn sống hay chết? Đừng giết tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền. Cho dù kẻ nào cũng đều sợ chết, Kawasaki Ichiryu cũng không ngoại lệ. Lý Trạch Vũ xách Kawasaki Ichiryu lên như xách gà rồi vác thẳng lên lầu các. Két, cửa phòng bị đóng lại. Âm ầm, Lý Trạch Vũ lo lắng Kawasaki Ichiryu sẽ mất máu quá nhiều mà chết nên điểm huyệt vị cầm máu trên người ông ta. Tiếp theo tôi hỏi ông đáp, nếu ông trả lời tốt, tôi có thể không giết ông. Lời này rơi vào trong tai Kawasaki Ichiryu giống như tiếng nhà trời, ông ta liều mạng gật đầu nói, cậu hỏi, chỉ cần tôi biết thì sẽ không giấu giếm. Ông có hợp tác mờ ám gì với Trấn Nam Vương nước Hạ chúng tôi không? Lý Trạch Vũ hỏi thẳng. Còn chưa hợp tác. Ông chắc chắn, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ cao giọng. Vẻ mặt Kawasaki Ichiryu bối rối, cậu nghe tôi nói. Hợp tác giữa tôi và ông ta còn chưa chính thức bắt đầu, bởi vì ông ta muốn tôi. Muốn tôi giết cậu mới đồng ý hợp tác với tôi. Ồ, Lý Trạch Vũ nheo mắt lại, vậy ông định hợp tác với ông ta làm gì? Kawasaki Ichiryu hơi do dự, cuối cùng vẫn nói chi tiết kế hoạch của mình ra. Mặc dù ông ta đã nắm hơn phân nửa thế lực ngầm của nước Nhật trong tay, nhưng ông ta vẫn tham vọng và không vừa lòng với hiện trạng, thế nên ông ta đưa mắt nhìn về phương Nam nước Hạ. Ông ta nhìn thấy đông đảo nhân khẩu nước Hạ, cho dù khống chế một thế lực ngầm phương Nam thôi cũng có thể kiếm được tiền tài gấp đôi thu nhập trước mắt của ông ta. Mà hợp tác của ông ta và Tê Đông Lâm chính là chia đôi. Tê Đông Lâm luôn không chịu nhả ra, ngược lại con trai Tê Kiêu của ông ta rất có hứng thú. Vốn dĩ Kawasaki Ichiryu chuẩn bị đợi sang năm sau khi Tê Kiêu kế thừa vị trí Trấn Nam Vương sẽ lại tiến quân tới nước Hạ, chỉ tiếc Tê Kiêu đã chết. Nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ đến lúc này Tê Đông Lâm sẽ chủ động tìm tới ông ta. Chuyện sau đó thì Lý Trạch Vũ đã đoán được đại khái. Cậu còn muốn biết gì nữa, tôi nói hết cho cậu rồi, cầu xin cậu đừng giết tôi. Giờ phút này, đệ nhất cao thủ Aikido oai phong lẫm liệt. Vua thế giới ngầm nước Nhật giống như một kẻ đáng thương hèn mọn trước mặt Lý Trạch Vũ. Há miệng, Kawasaki Ichiryu há to miệng theo bản năng. Bù, Lý Trạch Vũ lấy ra một viên thuốc màu đen từ trên người rồi ném chúng phóc vào miệng Kawasaki Ichiryu. Bảo người ta truyền tin ra ngoài rằng tôi đã chết trong tay ông. Tuyên thành tinh hoa lộng lẫy về đêm. Trần Thanh Tuyết nhìn khung cảnh trời đêm bên ngoài qua cửa sổ sát đất. Một cảm giác thoải mái khó tả nhen nhóm nơi đáy lòng cô. Bây giờ chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân của cô là có thể khiến một công ty đứng bên bờ vực phá sản sống dậy, đồng thời cũng có thể khiến một xí nghiệp đang trên đà phát triển không ngừng sập trong một khoảnh khắc. Chỉ cách đây vài tháng trước thôi, Trần Thanh Tuyết chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại đứng đầu giới kinh doanh. Nhưng cô cũng biết rõ, để có được tất cả những thứ ngày hôm nay là đều nhờ người đàn ông kia. Lý Trạch Vũ. Hình bóng đối phương xuất hiện trong đầu Trần Thanh Tuyết, cô không cầm được lòng, khẽ nhếch miệng nở nụ cười. Cô thừa nhận rằng bản thân đã thật sự yêu người đàn ông này. Dâm! Cửa văn phòng bị ai đó phá? Chị! Trần Thanh Giao vội vã chạy vọt vào, hét bằng giọng nghẹn ngào, không xong rồi chị. Trần Thanh Tuyết nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô em gái, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô nói, xảy ra chuyện gì? Nói từ từ thôi. Chị à, anh rể! Anh rể chết rồi, em nói cái gì? Trần Thanh Tuyết vừa mới đứng dậy lại ngồi xuống như bị rút cạn sức lực, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ. Trần Thanh Giao bật chiếc laptop trong tay lên, trên màn hình đang phát một đoạn video. Bên trong là bóng lưng của một chàng trai trẻ và một lão giả cầm đao võ sĩ trên tay rồi đâm mạnh vào trái tim chàng trai trẻ. Không thể nào, không phải anh ấy. Mặc dù nhìn bóng lưng rất đối quen thuộc nhưng Trần Thanh Tuyết vẫn bịt miệng không dám tin. Có điều, chỉ ngay sau đó. Chàng trai trẻ kia từ từ ngã xuống đất, khuôn mặt anh hiện trên màn hình, và đó lại chính là Lý Trạch Vũ. Anh ấy sẽ không chết, không phải anh ấy. Trần Thanh Tuyết như bị lạc mất ba hồn bảy phách, nước mắt trào ra như vỡ đê. Ngay cả Trần Thanh Giao khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa cũng không muốn in, nhưng sự thật đã rành rành ra trước mắt, không phải muốn không tin là được. Chị muốn đi tìm anh ấy, chị phải đi tìm anh ấy. Trần Thanh Tuyết bước đi loạng choạng rồi ngã sóng xoài trên nền đất,
Trần Thanh Giao vội đi tới đỡ cô dậy, hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Anh ấy vẫn chưa cưới chị, sao anh ấy có thể chết được? Tại tập đoàn Long Thịnh, Diệp Khuynh Thành vừa mới đến gara ngầm chuẩn bị đánh xe rời đi, điện thoại trong túi sách bỗng đổ chuông. Cô rút ra xem, là Diệp Khinh Nhu gọi tới. Diệp Khuynh Thành vừa mở cửa xe vừa ấn nút nghe, miệng nói, cô Út. Khuynh Thành, cháu đang ở đâu vậy? Nhận ra giọng điệu của cô Út không được ổn, Diệp Khuynh Thành khẽ cau mày, đáp, cháu đang chuẩn bị về nhà, có chuyện gì ạ? Diệp Khinh Nhu ở đầu dây bên kia muốn nói nhưng lại thôi, sau đó có tiếng nức nở truyền tới. Diệp Khuynh Thành ngồi trên ghế điều khiển xe, một dự cảm chẳng lành bỗng trào dâng trong lòng cô. Thằng nhóc kia, chết rồi. Diệp Khinh Nhu người đang ở quân doanh quân Huyền Vũ tại Nam Cương xa xôi không thể kìm nén được cảm xúc nữa, sau khi cúp máy, nước mắt cô ấy rơi như mưa. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay Diệp Khuynh Thành rơi xuống, cô biết thằng nhóc trong miệng cô Út của mình là đang ám chỉ yêu. Diệp Khuynh Thành ngơ ngác nhìn vô lăng, cảm giác đau thấu tim bỗng lan tràn khắp cơ thể cô trong tích tắc, đau đến mức khiến cô cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Ô, ô ô, ô ô ô. Sau khi kìm nén một lúc, tiếng khóc thảm thương xuyên qua cửa sổ xe, vang vọng khắp gara ngầm. Tại sân bay quốc tế Hoàng Thành, phái đoàn đến thăm đất nước Hoa Anh Đào ở lại trong thời gian ngắn ngủi là nửa tiếng đồng hồ, thậm chí còn vội vàng về nước mà không gặp những nhân vật chủ chốt trong sứ đoàn bên kia. Có thể nói đây chính là chuyến thăm phỏng vấn ngắn nhất trên thế giới. Ngay khi trưởng môn các phái lớn vừa mới ra đến sân bay, người chỉ huy của đoàn nước ngoài đã nhận được một tin tức. Người nọ quay đầu liếc nhìn mấy người chung quanh vẫn đang đắm chìm trong niềm vui vì nước Dương Oai, mở miệng nói với thái độ không đành lòng, các vị, tôi có một tin buồn muốn báo cho các vị. Trong phút chốc, Bạch Tố Y đi tuốt đằng trước khẽ run lên, cô ấy bắt đầu căng thẳng. Tin gì vậy đoàn trưởng Dương? Tống Thành Công cau mày hỏi, Lý Trạch Vũ, không thể quay về từ đất nước Hoa Anh Đào nữa rồi. Mệt! Đoàn trưởng Dương vừa dứt lời, thái độ của trưởng môn các phái đều thay đổi. Nói hưu nói vượn cái gì thế? Sư thúc của tôi là kẻ vô địch thiên hạ, sao có chuyện không thể trở về được? Bạch Tố Y kích động đến mức nói năng lộn xộn. Sư Thái Diệt Tình ấn bả vai Bạch Tố Y xuống, trấn an cô ấy, thánh nữ Bạch Khoan hãng kích động. Sư Thái, tên kia đang nói bậy, không ai có thể trở thành đối thủ của sư thúc tôi hết. Hơn nữa sư thúc tôi còn nói nếu sư thúc muốn rời đi thì trên thế giới này không ai có thể giữ được sư thúc. Dứt lời. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài hai bên má Bạch Tố Y. A-di-đà Phật. Hòa thượng Đức Viễn niệm Phật rồi chắp tay trước ngực, nói, đoàn trưởng Dương, Lý Minh Chủ gặp nạn thật sao? Đoàn trưởng Dương than một tiếng, sau đó dùng điện thoại bật một đoạn video rồi giơ ra trước mặt mọi người. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó, bởi trong tiềm thức của bọn họ, họ không dám tin vào kết quả này. Dù gì họ cũng đã nhìn thấy thực lực của Lý Trạch Vũ, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cao thủ Tiểu Nam, nếu hai người liên thủ thì e là dù có ở chiến trường thời cổ đại vẫn có thể tiến vào chiến trường giết người 7 lần rồi lại thoát. Vây ra ngoài 7 lần. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt Lý Trạch Vũ hiện trên màn hình điện thoại, dù có không muốn cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận sự thật. Lý Trạch Vũ đã chết thật rồi. Tại đảo Thiên Đường, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, trông sắc mặt Cung Nghê Thường có vẻ phiền muộn. Cô ấy cũng đã nhận được tin tức Lý Trạch Vũ chết ở đất nước Hoa Anh vào mới đây thôi, trong chốc lát, tâm trạng cô ấy trở nên phức tạp dị thường. Thường Nhi, bởi vì Cung Nghê Thường quá tập trung nên ngay cả khi có người tới gần mà vẫn không nhận ra, đến khi quay đầu lại đối diện với một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị, dáng người cao lớn. Người đó chính là Cung Vô Địch chủ nhân của đảo Thiên Đường. Cha, Cung Nghê Thường hoàn hồn, nói với giọng điệu không cam lòng. Dường như hy vọng của chúng ta đã tan biến. Cung Vô Địch nhướng mày, thở dài, mọi thứ đều đã được định sẵn, có cưỡng cầu cũng không được. Không, chắc chắn con phải tìm ra cách mở ra thiên quan thứ 10, chắc chắn con sẽ làm được. Cung Nghê Thường nói với giọng chắc nịch. Cung Vô Địch nghiêng đầu nhìn con gái với ánh mắt nhân từ, ông ta khẽ cười nói, con nhỏ ngốc này, cha thật sự rất mừng khi con có quyết tâm như vậy. Cha, Cung Nghê Thường bỗng hét lên một tiếng. Cung Vô Địch tỏ vẻ nghi ngờ. Có lẽ tên kia chưa chết, Cung Nghê Thường đổi chủ đề. Cung Vô Địch khẽ nhíu mày, ông ta trầm ngâm, tin tình báo của chúng ta không sai đâu, hơn nữa, chẳng phải cậu thanh niên trong video kia chính là thằng nhóc đó à? Thời cổ xưa có một loại thuật dịch dung vô cùng tinh vi, có thể giấu trời qua biển.
Huống hồ giờ còn là thời đại khoa học kỹ thuật, muốn thay đổi dung mạo một người là chuyện thật sự quá dễ dàng. Cung Nghê Thường càng nói càng khẳng định chắc như đinh đóng cọc, chắc chắn tên kia không dễ chết như vậy đâu. Cung Vô Địch im lặng. Mặc dù những gì con gái ông ta nói rất có lý, nhưng thường thì chuyện này sẽ ít khi sai lệch, chưa kể tin tức này lại do chính phủ nước Hoa Anh Đào công bố. Nó có đủ sức thuyết phục. Cha tin con đi, con dám khẳng định là tên kia chưa chết. Cung Nghê Thường lặp lại lần nữa. Cung Vô Địch cau mày, ông ta hỏi vặn lại con gái, tại sao con dám chắc chắn như vậy? Bằng trực giác của con, Cung Nghê Thường khẽ nhếch môi cười. Thấy vậy, Cung Vô Địch lại cau chặt mày hơn, ông ta nghi ngờ có phải do con gái quá khao khát việc được Lý Trạch Vũ dẫn vào thiên quan nên không muốn chấp nhận sự thật hay không? Nói một cách đơn giản thì là cô ấy bị điên rồi. Hoàng Thành, nhà họ Lý. Chỉ trong một đêm, mái đầu đen nhanh của Lý Định Quốc bỗng chốc bạc đi vài phần, dung mạo thoạt nhìn như già thêm 10 tuổi. Ông ấy ngắm bức hình trên tay, hai mắt đỏ ngầu đến là dọa người, giây sau, hàng lệ nóng bỏng tràn ra từ khóe mi, nước mũi cũng nối sát gót theo sau. Lý Soái, xin ngài hãy nén đau thương. Châu Hổ đứng bên cạnh an ủi. Lý Định Quốc lắc nhẹ đầu, rất muốn nói một câu mình không sao, nhưng lời đến khóe môi lại không tài nào bật thốt ra được. Con trai chết trận. Giờ đứa cháu duy nhất cũng lìa đời, thử hỏi sao ông ấy chịu đựng nổi đây. Châu Hổ thở dài, nhất thời cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào. Lý Định Quốc càng khóc càng lớn tiếng, lão tướng quân rong ruổi trên lưng ngựa cả đời, chẳng biết đã dưới không biết bao nhiêu màu tươi tế chiến trường. Nhưng lại chưa từng chảy nhiều nước mắt tựa như hôm nay. Từ đây, có thể thấy địa vị của cháu trai trong lòng ông ấy quan trọng tới cỡ nào. Định Quốc, giọng Lý Viễn Sơn vọng tới. Lý Định Quốc vội lau khô nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ông ấy và Châu Hổ cùng hướng mắt về phía cửa, đập vào mắt là Lý Viễn Sơn vốn mạnh khỏe, thân thể cường tráng thế mà giờ lại phải dựa vào tầng thiết trụ để bước đi. Cha, Lý Định Quốc vội chạy tới nâng ông ấy. Lý Viễn Sơn phẩy tay ngăn cản, hỏi, mau nói thật cho cha biết đi, có phải Trạch Vũ đã xảy ra chuyện rồi không? Không, không phải, Lý Định Quốc muốn giấu. Nhưng hai mắt đã bán đứng âm trạng của ông ấy. Lý Viễn Sơn nhìn bức ảnh bị ông ấy siết chặt trong tay, vội vàng vươn tay giành lấy, là tấm hình chụp lúc Lý Trạch Vũ tốt nghiệp đại học. Nói, Lý Viễn Sơn quát lớn. Lý Định Quốc mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng báo sự thật bi thương này cho người cha già của mình biết. Cậu nói tôi nghe, Lý Viễn Sơn lại chỉ tay về phía Châu Hổ. Thưa cụ, tôi, Châu Hổ cũng thế, muốn nói lại thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.